Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 51. Hiển nhiên nơi này tài nguyên quá phong phú, chút người này tay là còn thiếu rất nhiều. May mắn có Mã Nhã công nghiệp khổ lực đến giúp đỡ. Nhân thủ vừa vặn đủ. Thật đúng là phải cảm tạ Mã Nhã công nghiệp a. Rất nhanh hơn ngàn cái tài nguyên điểm, bị từng cái tìm tới. Diệp Quân Lâm còn tìm đến bọn hắn thần giáp tinh luyện kim loại tài nguyên. Cái gì kim loại không biết, nhưng tuyệt đối so ngoại giới bất luận cái gì kim loại đều muốn cứng rắn, lại thiên nhiên bên trong chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Trách không được loại kim loại này làm được gọi là thần giáp. Cái này đều có thể so với tầng thứ 7 thậm chí tầng thứ 8 kim cương bất hoại thần công. Tuyệt không phải Côn Luân công nghiệp đặc chế chiến y cùng Mã Nhã công nghiệp đám kia biến chủng người chết sống lại có thể so sánh. Diệp Quân Lâm đôi mắt bên trong đột nhiên trở nên nóng rực lên. Dựa theo dự đoán của hắn, chư thần phòng thí nghiệm cũng tại làm lấy đủ loại kiểu dáng mưu kế. Hắn nhất định phải sớm làm chuẩn bị, đến đối kháng chư thần phòng thí nghiệm. Hiện tại không biết nhiều địch nhân cường đại. Như vậy hắn chỉ có thể đem địch nhân hướng mạnh đến tưởng tượng. Bởi vậy, những tài nguyên này nhất định phải dùng. Chế tạo ra từng kiện vô địch chiến giáp đến. Đến lúc đó đối phó chư thần phòng thí nghiệm tuyệt đối có thể phát huy được tác dụng. Diệp Quân Lâm lại cùng đám người từng bước một đi vào ngày đó hắn cùng chúng thần đại chiến địa phương. Hắn muốn nhìn có cái gì bỏ sót đồ vật không có. Ngày đó Lý Tử Nhiễm bọn hắn tới quá nhanh. Rất nhiều thứ Diệp Quân Lâm đều không có cẩn thận xem xét. À, nơi này. Diệp Quân Lâm đi vào sau liền mắt trợn tròn. Bởi vì đại biến dạng. Ngày đó thảm thực vật rậm rạp địa phương vậy mà toàn bộ cô quạnh, hiếm thấy dị thảo toàn bộ héo rũ, đại thụ lá cây toàn bộ tàn lụi. Chí ít phương viên một cây số đều biến thành hoang vu chi địa. Thậm chí có chút thảm thực vật đều biến đen. Phảng phất nơi này bị độc tố phóng xạ một lần. Nhưng khi đó vẫn là thật tốt ha. Tuyệt không thành dạng này. Máu tươi. Diệp Quân Lâm lập tức minh bạch. Cái chủng tộc này trên người huyết dịch có được đáng sợ năng lượng. Tại máu tươi của bọn hắn rớt xuống đất sau. Những cái này thảm thực vật nhao nhao hấp thu, nhưng trong máu năng lượng quá bá đạo. Hoàn toàn không phải những cái này thảm thực vật có thể tiếp nhận. Đưa chúng nó toàn bộ đốt chết rồi. Đến mức hiện tại trở thành dạng này. Làm sao còn có loại này dòng máu màu vàng óng a? Minh tà thần hét lên kinh ngạc âm thanh tới. Mọi người lục tục tại một chút đất chúng hoặc là địa phương khác, phát hiện từng giọt lệch dòng máu màu vàng óng. Có nhiều chỗ huyết dịch còn hội tụ vào một chỗ. Những huyết dịch này vậy mà hạt hạt rõ ràng, không bị bốc hơi, cũng không rót vào đại địa. Tra một vòng, huyết dịch rất nhiều. Ngày đó, bị Diệp Quân Lâm nổ nát thần nhóm sợ là chỉ có 2/3 huyết dịch biến mất. Còn lại đều ở phụ cận đây. Thu thập lại, nhanh lên đem tất cả huyết dịch thu thập lại. Khả năng dưới mặt đất còn có, dùng dụng cụ đưa chúng nó toàn thu thập lại. Diệp Quân Lâm kích động nói. Đây là bảo bối tốt ha. Xác thực nói đám người kia nhóm khắp người đều là bảo vật. Chỉ là mình lúc ấy xúc động, toàn bộ đánh nổ. Không phải có thể đào móc bảo vật càng nhiều. À, chủ nhân, muốn những huyết dịch này làm gì? Minh tà thần mấy người không hiểu hỏi. Người uống tiếp theo giọt thử xem. Diệp Quân Lâm vung tay lên, một hạt lệch dòng máu màu vàng óng liền chui nhập Minh tà thần trong miệng. Bị hắn một hơi nuốt. Vừa mới bắt đầu Minh tà thần không hiểu, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn phát sinh biến hóa. Trở nên đỏ bừng vô cùng. Phảng phất bị đun sôi đồng dạng. Hắn toàn thân trên dưới bắt đầu bốc khói. Trên thân có một cỗ bàng bạc đáng sợ năng lượng đang chấn động. Đem chung quanh mấy người toàn bộ bức lui. Mọi người khó mà tin nổi nhìn xem Minh tà thần. Chỉ là hắn hiện tại khí thế, so trước đó hắn phải cường đại mấy không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là một giọt máu mang tới năng lượng sao? A, à, Minh tà thần phát ra đau khổ tiếng gào thét tới. Hắn cảm giác thân thể muốn nổ tung. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, bốn phía hết thảy đều bị phá hủy. Người người bắt đầu né tránh. Hắn cũng như bị điên. Khí tức càng ngày càng mạnh. Thử đưa nó dung hợp. Diệp Quân Lâm thanh âm tại Minh tà thần vang lên bên tai. Minh tà thần lập tức nếm thử đưa nó dung hợp. Một lát sau, Minh tà thần khí tức dần dần yếu đi, cả người cũng an tĩnh lại. Đến cuối cùng, khôi phục bình thường. Nhưng hắn đã trọn vẹn mạnh hơn chỉ ít gấp 10 tới. Hiện tại đã đem huyết dịch hoàn toàn dung hợp, năng lượng về mình sử dụng.
Trước kia Minh Tà Thần khả năng cùng kiếm Tà Thần chi lưu không sai biệt lắm. Nhưng lúc này đây, Minh Tà Thần trực tiếp đẩy vào thần bảng trước 10 tiêu chuẩn. Nếu là triệt để đem huyết dịch dung hợp, đoán chừng chính là trước 5 tiêu chuẩn. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Huyết dịch này so ngoại giới lưu truyền lợi hại nhất dược tề còn kinh khủng hơn quá nhiều. Trực tiếp một bước lên trời, đem một người cải tạo thành cường giả. Biết cái này là kim sắc huyết dịch cường đại về sau, đám người lập tức bắt đầu bận rộn. Từng giọt toàn bộ thu thập lên. Vừa cẩn thận tìm kiếm, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một giọt. Chủ nhân ngài nhìn chúng ta. Bạo Tà Thần, Hòa Phong Tà Thần mấy người cũng trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Tốt, mỗi người các ngươi một giọt. Diệp Quân Lâm cho bọn hắn mỗi người một giọt. Lại dạy cho bọn hắn dung hợp pháp môn. Năm người rất nhanh dung hợp. Lần này, Diệp Quân Lâm bên người nhiều lục đại so sánh thần bảng trước 10 cường giả. Về sau làm lên sự tình đến cũng thuận tiện. Những người khác không được, trực tiếp phục dụng huyết dịch, sợ là sẽ phải bị năng lượng no bạo. Huyết dịch này pha loãng, hoặc là làm thành dược tề mới có thể. Diệp Quân Lâm nhìn những người khác liếc mắt. Không thích hợp. Đúng lúc này đợi, Diệp Quân Lâm phát giác được chung quanh dị dạng. Tại cách đó không xa có một cỗ năng lượng cường đại chấn động. Cái này năng lượng cùng hắn gặp qua thần không sai biệt lắm. Mà lại so ngày đó gặp phải mạnh nhất còn mạnh hơn. Thật chẳng lẽ còn có thần? Mình ngày đó không có giết sạch sẽ. Dựa theo bọn hắn kim loại cánh, cái này năng lượng chấn động người chế tạo tối thiểu cũng phải là 12 cái kim loại cánh. Thật mạnh năng lượng chấn động a. Cảm nhận được đại địa đang run rẩy, tất cả mọi người hoảng. Không chỉ có là bọn hắn, liền bên ngoài quan sát Mã Nhã công nghiệp cao tầng đều kích động. Tra được cái này năng lượng to lớn chấn động. Bọn hắn đều hưng phấn. Đến, rốt cục đến rồi. Bọn hắn gặp được thần. Diệp Quân Lâm, lần này ta còn nhìn ngươi làm sao trốn. Chấm. Lần này Mã Nhã công nghiệp các cao tầng đều tinh thần tỉnh táo. Từng cái hưng phấn muốn chết. Chấm. Bên này, Diệp Quân Lâm cũng thận trọng lên. Từng bước một hướng năng lượng chấn động trung tâm đi đến. Đi vào về sau, Diệp Quân Lâm thấy rõ ràng. Không phải cái gì thần, mà là một viên tinh thạch. Tinh thạch này vậy mà ẩn chứa có siêu cấp đáng sợ lực lượng vô địch. Vượt qua ngày đó Diệp Quân Lâm giết chết tất cả thần. Đây là Diệp Quân Lâm minh bạch. Ngày đó bị mình đồ sát hầu như không còn chủng tộc, thân thể tại toàn bộ nổ tung về sau. Toàn bộ trở thành hư vô. Nhưng thân thể bọn họ bên trong năng lượng lại hiếm thấy tụ tập lại, hình thành cái này tinh thể. Đây chính là cái chủng tộc này chỗ đáng sợ. Dù là chết rồi, thân thể hủy. Năng lượng của bọn hắn sẽ còn tụ lại. Thật đáng sợ. Thậm chí Diệp Quân Lâm đang nghĩ, đây có phải hay không là cái chủng tộc này muốn lại hiện ra dưới ánh mặt trời biện pháp. Để năng lượng hội tụ vào một chỗ. Sớm tối thông qua những người khác hoặc là sinh vật đến tái hiện chủng tộc của bọn họ. Trước mắt phiên này tinh thể hấp thu không sai biệt lắm. Dĩ nhiên không phải tất cả năng lượng đều bị thu thập lại, tiêu tán vẫn là không ít. Nhưng viên này tinh thể bên trong năng lượng ẩn chứa, nếu như đặt ở một cái thần trên thân. Như vậy ít nhất là có thể cùng Diệp Quân Lâm Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ 9 là có lực đánh một trận. Hoàn toàn phá mất không đến mức. Có thể sẽ phá mất đạo thứ 7 hư ảnh. Thậm chí đạo thứ 8 hư ảnh. Diệp Quân Lâm đưa tay chộp tới, viên này tinh thể bắt đầu kịch liệt giãy giụa, phóng xuất ra không thể địch nổi lực lượng đến đối kháng Diệp Quân Lâm. Ầm ầm, toàn bộ số 76 cấm địa đều đụng phải oanh kích. Tựa như tận thế hàng lâm. Khoảng cách tương đối gần Minh Tà Thần 6 người, mặc dù bọn hắn vừa mới đề cao gấp 10, thậm chí không thôi. Nhưng tại loại này cấp bậc năng lượng oanh kích trước, toàn bộ bị đánh bay. Từng cái nhận trọng thương. Chỉ có Diệp Quân Lâm mặt không đổi sắc. Làm càn. Diệp Quân Lâm lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Trước đó nhiều như vậy thần đều không cho đến hắn áp lực. Nhưng cái này tinh thể bên trong năng lượng cho hắn 10 phần áp lực. Lần thứ nhất giãy giụa thời gian dài như vậy. Chẳng qua nó càng giãy giụa, Diệp Quân Lâm liền càng hưng phấn. Oanh. Cuối cùng Diệp Quân Lâm phát lực, dùng sức bóp. Viên này tinh thể liền triệt để trung thực xuống tới. Diệp Quân Lâm lực lượng vẫn là muốn mạnh một điểm. Cho nó chấn áp. Mạnh. Quá mạnh. Minh Tà Thần bọn hắn chân chính kiến thức đến Diệp Quân Lâm cường đại cỡ nào. Hôm nay mới xem như chân chính ra tay. Ngày ấy giết Hắc Ám Thượng Đế cũng không tính là.
Bọn hắn quá may mắn làm ra đi theo Diệp Quân Lâm quyết định. Tốt, không có vấn đề. Diệp Quân Lâm đang suy nghĩ tiếp xuống viên này tinh thể nên xử lý như thế nào. Mình dung hợp nó. Sẽ hấp thu lực lượng cường đại. Nhưng không cần thiết. Diệp Quân Lâm không muốn tiếp nhận ngoại lực, hắn mình có thể luyện ra a. Cho những người khác. Nhất là cho Quân Quân. Cũng không cần thiết. Quân Quân hiện tại đi chính là lộ tuyến của mình. Cho ngoại lực, đối nàng trưởng thành cũng không tốt. Còn nữa nói, chỉnh thể tinh thể năng lượng, nàng cũng không thể thừa nhận. Những người khác cũng không được a. Vậy làm sao bây giờ? Có. Bỗng nhiên Diệp Quân Lâm nghĩ đến một cái tốt biện pháp. Vũ khí. Đem tinh thể này chế tạo thành một cái tuyệt thế vũ khí. Ẩn chứa tất cả lực lượng. Về phần vật liệu đều không cần tìm, nơi này kim loại tài nguyên liền có thể sử dụng. Cũng liền loại kim loại này khả năng chịu đựng lấy loại lực lượng này ở trong đó rèn luyện thành vũ khí. Khác vật chất đều không thể thừa nhận, đoán chừng vừa luyện chế liền sẽ sụp đổ. Cái này vũ khí sẽ thành cả thế gian đệ nhất. Cái gì thiên kiếm địa đao? Toàn bộ đều là đệ đệ. Cái này vũ khí nếu là thành công, có người có thực lực vận dụng lời nói, đoán chừng có thể phá vỡ kim cương bất hoại thần công tầng thứ 9. Mà lại chế tạo thành vũ khí về sau, mình sử dụng cũng có thể như hổ thêm cánh. Phát huy càng lớn uy lực, cũng có thể cho Quân Quân, Lý Tử Nhiễm bọn hắn. Bọn hắn cũng có thể sử dụng. Bảo mệnh dùng tuyệt đối có thể. Dù sao chỗ tốt vô hạn. Diệp Quân Lâm tại sư phụ lưu lại trong cổ tịch, học qua cổ xưa luyện chế vũ khí pháp môn. Tại chỗ liền có thể luyện chế. Vật liệu cái gì cũng có. Liền kém luyện chế hỏa diễm. Bình thường hỏa diễm không đủ. Đúng, thần diễm. Diệp Quân Lâm nhớ tới, ngày đó đám kia thần vũ khí bên trong, có mang theo hỏa diễm. Loại kia hỏa diễm là hắn gặp qua cường đại nhất. Cái này hỏa diễm khẳng định cũng tồn tại ở nơi này. Tìm. Sau đó, Diệp Quân Lâm bắt đầu đầy khắp núi đồi tìm kiếm loại này thần diễm. Cuối cùng tại một chỗ miệng núi lửa tìm được. Miệng núi lửa hỏa diễm lâu dài thiêu đốt, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Kỳ thật chính là thiêu đốt vật liệu vấn đề. Nơi này tài nguyên quá khủng bố, năng lượng ẩn chứa không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy thiêu đốt hỏa diễm một mực sẽ không dập tắt, bởi vì thiêu đốt vật chất một mực cung ứng. Được, thật mạnh hỏa diễm a. Minh Tà Thần mấy người sợ hãi thán phục. Diệp Quân Lâm đem tinh luyện tốt kim loại bắt đầu rèn luyện. Cái này kim loại quá mức có tính đặc thù, còn có thể hóa thành thể lỏng, còn có thể tạm thời biến thành vô hình trạng thái, cũng chính là ẩn hình. Đây cũng là lúc trước vì sao đám người kia không có tung tích nguyên nhân. Bọn hắn mặc loại kim loại này chế thành chiến giáp, có thể biến thành vô hình trạng thái. Cứ như vậy, liền không nhìn thấy vết tích. Giống như là như U Linh. Diệp Quân Lâm sử dụng tinh luyện thuần túy nhất kim loại, lại tiến hành thần diễm rèn luyện. Vì chính là đạt tới kim loại trạng thái tốt nhất. Không phải không thể thừa nhận cái này năng lượng. Rèn luyện đến kim loại nhất cực hạn trạng thái, Diệp Quân Lâm lấy ra tinh thể đem nó đánh vào kim loại bên trong. Để tinh thể cùng kim loại tại thần diễm bên trong hoàn mỹ dung hợp. Vẫn là quá cường đại, thừa một điểm phế liệu. Tinh thể năng lượng quá mạnh, cái này kim loại vẫn là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Diệp Quân Lâm lấy ra 1/5 tinh thể. Còn lại 4/5 cùng kim loại dung hợp. Rầm rầm rầm. Rèn luyện bên trong. Đáng sợ năng lượng chấn động, gây nên tự nhiên biến hóa. Cuồng phong gầm thét. Vạn thú bôn ba. Thiên địa biến sắc. Sấm sét vang dội. Chấm. Là tất cả mọi người chưa hề được chứng kiến động tĩnh. Dù sao cái này vũ khí quá mạnh quá mạnh. Nếu không phải Diệp Quân Lâm cưỡng ép đè ép, hủy đi số 76 cấm địa nếu là việc rất nhỏ. Ha ha ha, quả nhiên là thần, lấy ra động tính vậy mà như thế lớn. Ha ha ha, hắc ám thượng đế mạnh hơn, có thể ứng phó thần sao? Chấm. Mấu chốt là bọn hắn sợ phái ra pháo hôi chuyện xấu, tại bọn hắn tiến vào số 76 cấm địa về sau, liền đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Đám kia pháo hôi liên lạc không được bọn hắn cũng không liên lạc được pháo hôi nhóm. Cứ việc Mã Nhã công nghiệp cụ thể không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, mọi người dựa vào tưởng tượng đều có thể tưởng tượng đến bên trong xảy ra chuyện gì. Nhất định là giết đến long trời lở đất a. Hắc ám thượng đế cường đại hơn nữa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Diệp Quân Lâm sử dụng cổ pháp rèn luyện một cái tuyệt thế vũ khí. Phát ra động tĩnh quá lớn.
Diệp Quân Lâm cũng sợ ngoại giới biết. Liền vội vàng đem nơi này bắt đầu phong tỏa, lợi dụng lực lượng dâng lên vô hình vách tường ngăn trở. Oanh! Một lát sau, một thanh kiếm thành hình. Diệp Quân Lâm nắm trong tay, cảm giác hắn một kiếm có thể đâm thủng thiên khung. Quá mạnh! So hắn trong dự đoán còn mạnh hơn. Mấu chốt cái này vũ khí gồm cả loại kim loại này đặc tính. Có thể hóa thành thể lỏng. Cũng có thể hóa thành vô hình trạng thái, trực tiếp ẩn hình. Giấu kín lên cũng thuận tiện. Quả thực quá thực dụng. Duy nhất không đủ chính là còn thừa 1/5 tinh thể năng lượng không thể thừa nhận. Không cách nào phát huy đến lớn nhất uy lực. Cũng được. Còn lại tinh thể năng lượng tóm lại vẫn hữu dụng. Thực sự không được. Cho Quân Quân bọn hắn chế tạo vũ khí được rồi. Thanh kiếm này kêu cái gì? Là lấy ra đối phó chư thần phòng thí nghiệm. Đó chính là bọn họ chư thần kiếp nạn. Vậy liền gọi thần kiếp đi. Thần kiếp mới ra, sát thần như giết chó. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn hiện tại thật muốn thử xem cái này vũ khí uy lực. Đáng tiếc không có đối thủ a. Chỉ có đối thủ, đám kia thần nhóm đều bị mình giết sạch. Nơi này đều không gặp được đối thủ. Chớ nói chi là đi bên ngoài. Đoán chừng dưới thanh kiếm này, thiên sách thần soái đều bị tại chỗ chu sát. Ai, Tịch Mịch a, không có đối thủ Tịch Mịch a, liền thử kiếm đối tượng đều không có. Lúc này, Diệp Quân Lâm ngược lại là muốn để chư thần phòng thí nghiệm tranh thủ thời gian xuất hiện. Nhiều đến điểm cường đại đối thủ. Để hắn luyện một chút kiếm a. Đáng thương hài tử đi. Minh tà thần bọn hắn ở bên cạnh, nghe Diệp Quân Lâm, đều muốn hộc máu. Nhưng hắn nói chính là thử xem a. Thật không có đối thủ a. Thần kiếp rèn đúc hoàn tất sau. Đã tiêu tốn 2 ngày 1 đêm thời gian. Nhìn trước mắt hỏa diễm. Diệp Quân Lâm rất muốn trực tiếp mang đi. Chẳng qua cái này hỏa diễm tận gốc mang đi, chỉ có thể khai thác một bộ phận. Cũng được. Sau đó Diệp Quân Lâm cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng kim loại tài nguyên rèn luyện một chút vũ khí. Sau khi đi ra ngoài chuẩn bị đưa cho huynh đệ của mình các đồ đệ. Chẳng qua 1/5 tinh thể vẫn là không có sử dụng. Đừng nhìn chỉ có 1/5 tinh thể, nếu là rèn luyện thành vũ khí, ngoại giới Diệp Quân Lâm nghĩ không ra có một cái có thể sử dụng nó. Lực lượng quá bá đạo, quá mạnh, căn bản khởi động không được hắn. Đây cũng là Diệp Quân Lâm tạm thời không có đem 1/5 tinh thể luyện chế vũ khí, làm Quân Quân lễ vật nguyên nhân. Ngoại giới Mã Nhã công nghiệp coi là bên trong giết điên. Đều 2 ngày 1 đêm. Không có bất kỳ người nào ra tới. Đây nhất định là gặp phải thần. Một người sống cũng sẽ không lưu lại. Thật tình không biết, đi những người này cái này 2 ngày 1 đêm khai thác tài nguyên đều khai thác điên cuồng. Thậm chí Minh Tà Thần bọn hắn lại từ bên ngoài triệu tập rất nhiều người tiến vào. Tại Mã Nhã công nghiệp xem ra, đây là đi vào cứu người. Bọn hắn phát ra tới tín hiệu cầu cứu. Cho nên số lớn cao thủ tiến vào, đi cứu người đi. Không phải bọn hắn liều lĩnh tiến vào làm gì. Xem đi, Hắc Ám Thượng Đế bọn hắn khẳng định là gặp được thần. Lần này toàn bộ ngỏm củ tỏi. Hắc Ám Thượng Đế ngươi không phải muốn 7,3 thành sao. Chúng ta không muốn, toàn bộ cho ngươi. Hiện tại hẳn là còn không xác định a. Chúng ta chờ một chút nhìn, chờ 1 tuần lễ không ra, sợ là thật toàn bộ ở lại bên trong. Mã Nhã công nghiệp các cao tầng dứt khoát đi vào số 76 cấm địa cổng chờ lấy. Trở về cũng là chờ. Tại đây cũng là chờ. Bất quá tâm tình không giống. Ở chỗ này chờ 1 tuần lễ không nhìn thấy người. Bọn hắn liền xác định Hắc Ám Thượng Đế tử vong. Còn chưa đủ, chúng ta lại phái chút biến chủng người chết sống lại đi vào, nhìn xem tình huống. Mã Nhã công nghiệp lại phái hơn 1000 cái biến chủng người chết sống lại đi vào. Kết quả toàn bộ biến mất. Không có 1 cái ra tới. Bọn hắn càng phát ra khẳng định Hắc Ám Thượng Đế gặp phải thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1 tuần đi qua. Vẫn như cũ không ai ra tới. Đi thôi. Ta cảm giác có chút không đúng, đợi thêm 3 ngày đi. Kỳ thật chúng ta đã thắng lợi. Chẳng qua đợi thêm 3 ngày lại có làm sao. 3 ngày này, Mã Nhã công nghiệp các cao tầng gần như tại mở party chúc mừng Hắc Ám Thượng Đế tử vong. 3 ngày sau, thực sự cuồng hoan bất động. Đám người liền muốn rời khỏi. Ầm ầm, bỗng nhiên phía sau phát ra oanh động cực lớn tới. Nghe được động tĩnh này, Mã Nhã công nghiệp các cao tầng nhao nhao dừng bước lại. Vô ý thức quay đầu nhìn cách đó không xa Thâm Lâm. Ầm ầm,
phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn. Đại địa đều tại rung động, trên mặt đất cục đá đều tại trên dưới lay động. Phía sau thâm lâm vậy mà cũng tại lấy mắt trần có thể thấy động tĩnh đung đưa. Động đất tiến đến động tĩnh. Đám người bị lắc lư phải thất điên bát đảo. Đây là cái gì? Mã Nhã công nghiệp các cao tầng ý nghĩ đầu tiên là, số 76 cấm địa thần ra tới rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu sinh chạy trốn ý nghĩ. Nhưng từng cái hai chân giống như là trúc chỉ đồng dạng, căn bản không chạy nổi. Chỉ có thể mắt trợn tròn nhìn xem. Trước mắt rừng rậm rất nhanh hiện ra lần lượt từng thân ảnh. Che ngập bầu trời, lít nha lít nhít, dài đến mấy ngàn mét đội ngũ một lần tính xuất hiện. Đây cũng quá rung động. Kia không phải chúng ta người sao? Mã Nhã công nghiệp cao tầng có người lên tiếng kinh hô. Mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy bên trái số lớn nhân mã chính là bọn hắn phái đi ra pháo hôi. Vậy mà toàn bộ đều còn sống. Một cái cũng chưa chết. Ngược lại là phái đi ra biến chủng sống một người chết cũng chưa trở lại. Lại nhìn bên phải không phải đoạn thời gian trước, Thánh Kinh tổ chức đi vào tiếp viện mấy vạn người sao. Bọn hắn làm sao cũng còn sống ra tới rồi. Nhìn đại khái số lượng, bọn hắn dường như căn bản không có ít người. Lại nhìn ở giữa, là Hắc Ám Thượng Đế ngay từ đầu mang vào mấy vạn người. Giống như cũng không ít. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không phải đã gặp phải thần sao? Làm sao lại toàn bộ còn sống trở về? Không có khả năng a. Đoạn thời gian trước, náo ra đến động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối là bên trong thần động thủ. Ngoại giới không có bất kỳ cái gì cường giả có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Bọn hắn đều ở bên trong lắc lư thời gian 10 ngày, không có khả năng không gặp được thần. Giả. Trước mắt nhìn thấy đều là giả. Không ai có thể còn sống ra tới. Nhưng trước mắt nhìn thấy hết thảy cũng đều là sự thật. Không tin cũng không có cách nào. Sau đó không lâu, mấy vạn người từ rừng rậm hoàn toàn ra tới. Đen nghịt một mảnh. Ở giữa đội ngũ càng là tách ra một con đường tới. Mấy người đi ra. Cầm đầu rõ ràng là Hắc Ám Thượng Đế. Hắn còn sống. Hắn còn sống. Mã Nhã công nghiệp các cao tầng đều muốn điên. Hắn làm sao lại còn sống? Chẳng lẽ không có gặp được thần? Thế nhưng là không có lý do a. Chư thần phòng thí nghiệm tuyệt mật hồ sơ làm sao có thể là giả? Nếu là bên trong thật không có thần, chư thần phòng thí nghiệm làm sao lại bỏ qua nơi này? Không có thần, bọn hắn làm sao lại khởi động tạo thần kế hoạch? Không hợp lý. Quá không hợp lý. Đến cùng cái kia khâu xảy ra vấn đề rồi. Chư thần phòng thí nghiệm tuyệt mật hồ sơ tuyệt đối không có giả. Vạn nhất thật sự là thần đều ngủ say đây. Không chờ bọn hắn làm gì suy nghĩ, Diệp Quân Lâm một đoàn người đã đi tới giữa sân. Ai nha, biết chúng ta thành công, còn cố ý mở party chúc mừng a. Rượu đỏ không tệ a. Chẳng qua các người đám người này không đạo đức a, không chờ chúng ta đến, liền đã bắt đầu ăn mở uống. Diệp Quân Lâm đám người đi tới về sau, nắm lên rượu trên bàn chính là uống. Rất nhiều người thậm chí đối còn lại mỹ thực bắt đầu càn quét. Thấy Mã Nhã công nghiệp cao tầng hãi hùng khiếp vía. Cái này cái này cái này. Vậy mà đều còn sống. Không cách nào tưởng tượng. Diệp Quân Lâm trùng điệp vỗ vỗ một người trong đó bả vai cười nói, chư thần phòng thí nghiệm hồ sơ thật không sai a. Tài nguyên quá phong phú. Ta quyết định nơi này về sau về ta. Ta một thành cũng sẽ không cho các ngươi. Đúng a, thu hoạch quá lớn. Chưa bao giờ thấy qua như thế tài nguyên phong phú. Những người khác cũng cảm thán nói. Thậm chí bị Mã Nhã công nghiệp phái đi ra đám kia pháo hôi cũng đang cảm thán lấy. Cái này so chư thần phòng thí nghiệm dùng tất cả tài nguyên đều mạnh hơn a. Thật sự là chưa thấy qua. Từng trải. Mã Nhã công nghiệp các cao tầng tập thể trầm mặc. Bọn hắn đã không quan tâm tài nguyên vấn đề. Chết sống không nghĩ ra, người vì gì còn sống. Bên trong cái gì cũng không có sao. Có người vẫn là nhịn không được, không khỏi hỏi. Không có a, bên trong cái gì cũng không có a. Chúng ta lúc đầu coi là còn có cái gì nguy hiểm đâu, kết quả cái gì cũng không có. Mã Nhã công nghiệp phái đi ra pháo hôi nhóm cũng rối rít nói, không có. Bất kỳ nguy hiểm nào đều không có. Này 10 ngày có thể an toàn, một điểm nguy hiểm đều không có. Không biết lúc trước chư thần phòng thí nghiệm vì sao không khai thác đâu. Đám người nghi hoặc. Tốt. Chúng ta rời đi trước một bước. Diệp Quân Lâm mang theo đại đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn rời đi.
hắn lần này rời đi là vì bố trí thánh kinh tổ chức, triệt để đem nơi này chiếm lĩnh. Ví dụ như các loại khai thác tài nguyên cỡ lớn máy móc muốn vận đến, hệ thống phòng ngự cũng phải sắp xếp cẩn thận. Lần này 10 ngày nhiệm vụ chính là đem tài nguyên chỗ khu vực toàn bộ xác định, không có bỏ sót một chỗ. Thế nhưng là Mã Nhã công nghiệp các cao tầng toàn bộ đều không có rời đi. Bọn hắn còn tại xoắn suýt vấn đề này. Vì cái gì Hắc Ám Thượng Đế không có việc gì? Đây không có khả năng a. Hoàn toàn không có khả năng. Thế nhưng là mọi người lại nói như vậy. Các ngươi nói có thể hay không thật không tồn tại thần. Hoặc là nói đã nhiều năm như vậy, số 76 cấm địa thần đã rời đi. Hoặc là nói thần ngủ say, không tồn tại. Không phải Diệp Quân Lâm bọn hắn không có đạo lý không gặp được a. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Khả năng rất lớn bên trong không tồn tại. Tất cả mọi người đang thương thảo. Nếu quả thật là như vậy liền không thể tiện nghi Hắc Ám Thượng Đế a, như thế tài nguyên phong phú sao có thể để hắn độc chiếm đâu. Bên trong có rất nhiều bảo bối. Một người nói, ý của ngươi thế nào? Chúng ta tự mình tổ chức người đi bên trong nhìn xem. Vừa đến giải quyết trong lòng nghi hoặc, thứ hai tài nguyên phong phú chúng ta muốn lấy được. Rất nhanh, Mã Nhã công nghiệp các cao tầng vì lòng hiếu kỳ, tổ chức một chi đội ngũ tiến vào số 76 cấm địa. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ở bên trong thăm dò. Quá an tĩnh đi, đừng nói là cái gì thần, chính là một con côn trùng đều không nhìn thấy a. Như vậy, chẳng phải là nói rõ căn bản không có thần a. Trách không được bọn hắn có thể tìm 10 ngày đâu. Mọi người cũng buông lỏng không ít. Rất nhanh, bọn hắn tìm được một chỗ thánh kinh tổ chức đánh dấu qua tài nguyên điểm. Tài nguyên phong phú, mắt trần có thể thấy. Một viên tiểu thạch đầu liền có được như thế năng lượng kinh khủng. Cái này khiến mọi người thèm nhỏ dãi. Hắc Ám Thượng Đế còn muốn một người độc chiếm, không có khả năng. Mọi người tiếp tục tìm kiếm. Phát hiện đánh dấu tốt cái này đến cái khác tài nguyên điểm. Mọi người đôi mắt bên trong đều đang phát sáng. Không hề nghi ngờ, những tài nguyên này nếu như toàn cho chúng ta sử dụng. Trên thế giới đem không có bất kỳ người nào là đối thủ của chúng ta. Chúng ta Mã Nhã công nghiệp sẽ thành toàn thế giới đệ nhất đại thế lực. Không có cái thứ hai. Tất cả mọi người điên cuồng hơn. Hiện tại bọn hắn cũng không muốn cùng Diệp Quân Lâm hợp tác. Đừng nói bảy thành cho Diệp Quân Lâm. Chính là một thành bọn hắn đều không nghĩ cho. Độc chiếm. Nhất định phải độc chiếm. Nhưng nuốt một mình điều kiện chính là muốn đem Hắc Ám Thượng Đế diệt trừ. Làm như thế nào diệt trừ đâu? Đây là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trước mắt theo chúng ta biết, Đại Hạ Thiên Sách Thần Soái là duy nhất có thể đánh bại Hắc Ám Thượng Đế tồn tại. Nếu như chúng ta mời hắn ra tay vẫn là có hy vọng. Lớn không được, nơi này tài nguyên phân cho hắn ba thành. Phương pháp này có thể thực hiện, chỉ cần có thể diệt trừ Diệp Quân Lâm, tiêu tốn chút đại giới không quan trọng. Chúng ta đến lúc đó tái thiết kế. Để toàn thế giới trở thành Hắc Ám Thượng Đế cùng chung địch nhân. Không tiếc bất cứ giá nào muốn trừ hết Hắc Ám Thượng Đế, dạng này, nơi này khả năng vĩnh cửu thuộc về chúng ta. Đám người thương lượng về sau, tiếp tục ở bên trong thăm dò. Sau đó không lâu, xa xa bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh. Hắc Ám Thượng Đế, hắn làm sao ở chỗ này? Lúc này Diệp Quân Lâm thanh âm truyền đến, ta ở chỗ này chờ các ngươi thật lâu. Các ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì không chết sao? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm lời này mới ra, mọi người cảm giác có chút kỳ quái. Giống như không đúng chỗ nào. Bọn hắn muốn biết vì cái gì Hắc Ám Thượng Đế không chết. Chẳng lẽ, không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Quân Lâm liền cười, các ngươi một mực đang nghi hoặc vì cái gì ta không chết sao? Một mực đang nghi hoặc ta vì cái gì không có gặp được thần sao. Lời này vừa ra tới, mọi người đều cảm giác muốn nổ tung. Quả nhiên, hắn biết, hắn thậm chí ngay cả thần sự tình đều biết. Không đúng, hắn là làm thế nào biết. Bọn hắn cũng không có cho Hắc Ám Thượng Đế nhìn qua chân chính tuyệt mật hồ sơ a. Kia là ngụy tạo. Thần ngươi là làm sao biết, ngươi không có khả năng biết đến. Chẳng lẽ ngươi nghe lén đến rồi. Mã Nhã công nghiệp các cao tầng run rẩy hỏi. Đương nhiên không có, ngươi hỏi ta làm sao biết thần, đó là bởi vì ta gặp. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Ngươi gặp, không, ngươi vậy mà gặp, quả nhiên chư thần phòng thí nghiệm tuyệt mật hồ sơ là thật. Thật sự có thần.
Mã Nhã công nghiệp các cao tầng nhao nhao hoảng sợ nói. Mọi người không nghi ngờ Diệp Quân Lâm lời này thật giả. Bởi vì có thể nói ra thần, đại biểu hắn thật biết. Thế nhưng là khác một cái nghi vấn xuất hiện. Nếu như nói Diệp Quân Lâm gặp thần, hắn làm sao Hồ Bình Yên vô sự ra tới? Đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắc ám thượng đế mạnh hơn, tại như thế nào quét ngang thần bảng, hắn cuối cùng là nhân loại. Kia là thần A. Dựa theo chư thần phòng thí nghiệm ghi chép. Chính là không gì làm không được thần. Hắn sao có thể còn sống? Các ngươi có phải hay không đang nghi ngờ, vì sao ta gặp được thần, còn sống ra tới rồi? Diệp Quân Lâm nhìn ra mọi người trong suy nghĩ nghi hoặc. Đúng đúng đúng, đã ngươi gặp thần, không có khả năng còn sống. Tất cả mọi người hăng hái gật đầu. Đó là bởi vì ta đem tất cả thần đều đổ sát. Lời này mới ra. Tựa như thiên lôi cuồn cuộn, muốn đem mỗi người đánh nát đồng dạng. Quá rung động. Đồ thần rồi. Cái này sao có thể? Kỳ thật trước đó thiên sách phủ mấy vị lão tổ tông liền gặp thần, bọn hắn bản thân bị trọng thương. Nếu không phải ta xuất thủ cứu giúp, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Quân Lâm cười nói. Không thể đi. Bọn hắn đều không bị tổn thương a, chúng ta nhiều lần tra xét. Mã Nhã công nghiệp các cao tầng cũng không nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a, uống chút chữa thương dược tề, không lâu rất nhanh khôi phục sao. Thiên sách phủ liền điểm ấy nội tình đều không có sao. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. A, chẳng lẽ chúng ta bị lừa rồi? Mã Nhã công nghiệp các cao tầng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vâng, các ngươi bị lừa. Các ngươi một mực đang bị lừa, ta đã sớm biết các ngươi muốn nhờ số 76 cấm địa thần muốn giết ta. Thế nhưng là ta vừa vặn muốn trở về khai thác tài nguyên, thuận miệng đáp ứng các ngươi. Nghe xong Diệp Quân Lâm nói tới, từng cái như gặp phải sét đánh. Nguyên lai một mực đang Diệp Quân Lâm trong khống chế. Kỳ thật ta không cần giấu giếm các ngươi, chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi. Bên trong thần sớm bị ta giết hết, ta sợ cái chùy. Diệp Quân Lâm nhìn xem đám người, tựa như là đang nhìn một đám con mồi đồng dạng. Thật bị ngươi giết sạch. Ta không tin, lúc trước liền chư thần phòng thí nghiệm đều coi như cấm kỵ thần, làm sao có thể? Đúng, không tin, ngươi nhất định là đang hù dọa chúng ta. Tất cả mọi người là một mặt không tin. Vậy ngươi gọi bọn họ ra tới a? Thần không phải tồn tại sao? Diệp Quân Lâm nói. Cái này, mọi người do dự. Thần là tồn tại không sai. Nhưng bây giờ thần chết sống không xuất hiện. Như vậy nói rõ thật toàn bộ bị Diệp Quân Lâm chém giết. Các ngươi lằng nhằng, có vấn đề đi Diêm Vương nơi nào hỏi đi. Đối với những người này, Diệp Quân Lâm không chút nào lưu thủ. Toàn bộ chém giết. Một tên cũng không để lại. Hiện tại bọn hắn không có gì giá trị lợi dụng, Diệp Quân Lâm mình liền có thể trưởng khống Mã Nhã công nghiệp. Dùng bọn hắn làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lại tiêu tốn một chút công sức, Diệp Quân Lâm đem Mã Nhã công nghiệp âm thầm triệt để trưởng khống, một mực khóa kín trong tay. Về phần bọn này những người quyết định, vốn chính là con rối. Bọn hắn thành lập Mã Nhã công nghiệp nói không chừng là chư thần phòng thí nghiệm ở phía sau cố ý thôi động. Chẳng qua trưởng khống Mã Nhã công nghiệp sự tình, Diệp Quân Lâm tuyệt không lộ ra. Hắn còn muốn mượn nhờ Mã Nhã công nghiệp đến tra chư thần phòng thí nghiệm. Mặt khác khả năng số 76 cấm địa sự tình bị tiết lộ, bị chư thần phòng thí nghiệm biết. Nói không chừng tiếp xuống, bọn hắn sẽ có động tác lớn. Cứ như vậy, chư thần phòng thí nghiệm nói không chừng sẽ đối số 76 cấm địa có ý tưởng, sẽ phái người tới. Bởi vậy Diệp Quân Lâm muốn an bài tốt hệ thống phòng ngự cùng hệ thống theo dõi. Giống như là thiên võng đồng dạng, nhìn chòng chọc vào số 76 cấm địa. Vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ biết. Có thể nói thành là Diệp Quân Lâm mưu kế, chờ đợi con cá mắc câu. Cố ý lấy số 76 cấm địa tài nguyên đến hấp dẫn chư thần phòng thí nghiệm mắc câu. Một khi có manh mối liền dễ làm, có thể từng bước một điều tra đi. Đem cùng một chỗ thu xếp thỏa đáng về sau, Diệp Quân Lâm mới chuẩn bị trở về đại hạ. Oanh á! Trên đường, Diệp Quân Lâm để thần kiếp hiện ra thực thể hình tròn. Một cái lóe ra kim quang kiếm run run rẩy rẩy, phát ra tiếng oanh minh tới. Bên trong đáng sợ năng lượng tựa như hồng thủy mãnh thú xung kích, đang tìm kiếm phóng thích phát tiết đồng dạng. Ai, đáng tiếc a đáng tiếc, tìm không thấy một cái thử kiếm người a.
Diệp Quân Lâm nhìn xem trong tay thần kiếp, bất đắc dĩ nói. Diệp Quân Lâm bức thiết cần một cái đối thủ. Chư thần phòng thí nghiệm các ngươi mau ra hiện đi. Các ngươi không có ở đây thời gian, ta liền cái đối thủ đều không có. Diệp Quân Lâm đều muốn phân hóa ra một cái mình tới thử kiếm. Ngược lại là có như thế một môn cổ pháp, song thủ hỗ bác thuật. Mình cùng mình đánh. Như thế có thể thử xem. Có điều, lâu liền không có ý nghĩa. Hoặc là chính là thiên sách thiếu soái cái này nhỏ cặn bã tranh thủ thời gian luyện đến kim cương bất hoại tầng thứ 9. Chẳng qua không có khả năng a. Cái này nhỏ cặn bã không có khả năng. Căn bản tìm không thấy đối thủ a. Ai, thử kiếm còn được đến thiên sách phủ bảo long nhất tộc đi. Đem cao thủ của bọn hắn toàn bộ tụ tập lại, thử xem kiếm cũng không có vấn đề a. Diệp Quân Lâm vì thử kiếm thật sự là vắt hết óc. Biện pháp gì đều đang nghĩ. Chấm. Gần đây Diệp Quân Lâm tại số 76 cấm địa kiếm chuyện thời điểm, đại hạ cũng phát sinh đại sự. Gần như đại hạ thập đại thế lực phía sau duy trì cổ tộc cổ môn phái toàn bộ xông ra. Không biết vì cái gì. Nhất là kinh thành Diệp tộc gần đây càng là phách lối vô cùng. Bởi vì Diệp thị cổ tộc cao thủ chân chính đến. Diệp vô đạo sư tôn cùng mấy vị trưởng lão cấp tồn tại đến. Mấu chốt nhất chính là còn có một người tới. Diệp thị cổ tộc sát thần Diệp Chiến Thiên. Hắn sát thần chi tên tồn tại ở thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc trong truyền thuyết. Năm đó một người nghe nói ép tới bảo long nhất tộc các đại cường giả không ngóc đầu lên được, thiên sách thần soái chi lưu đều tại tay hắn bên trên bị thua thiệt. Phải biết năm đó Diệp thị cổ tộc thế nhưng là kém chút trở thành bảo long nhất tộc một trong. Chẳng qua xuất hiện biến cố. Biến cố chính là tôn này sát thần Diệp Chiến Thiên. Lúc trước đem đồng thời cạnh tranh tam đại cổ tộc toàn bộ đổ sát sạch sẽ. Chọc giận các phương, mới đem danh ngạch hủy bỏ. Hắn khả năng không phải Diệp thị cổ tộc mạnh nhất, nhưng là mạnh nhất yêu nhất giết chóc. Từ khi tôn này sát thần đi vào kinh thành Diệp tộc về sau. Diệp vô đạo, Diệp lăng thiên bọn hắn càng thêm tùy tiện. Không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trước kia thật không dám động cừu địch toàn bộ giết chết. Gần đây nghe nói muốn đối quân quân cùng Diệp Quân Lâm xuống tay. Diệp thị cổ tộc những trưởng lão này nghe được tốt như vậy hạt giống lưu lạc bên ngoài, từng cái rất là hiếu kỳ. Đều nghĩ tiếp về Diệp tộc bồi dưỡng. Sát thần Diệp Chiến Thiên ngược lại là đối vi phạm gia quy Diệp Quân Lâm cảm thấy rất hứng thú. Hắn đến về sau, đã ra tay rất nhiều lần. Đại hạ các nơi đều là truyền thuyết của hắn. Huyên náo xôn xao. Diệp Quân Lâm sau khi nghe được, ngược lại hưng phấn. Thử kiếm đến. Diệp Quân Lâm lập tức hưng phấn. Cả người đều cười. Những người khác căn bản là không có cách lý giải hắn phần này vui sướng. Không biết hắn tại cười ngây ngô cái gì. Vì thử xem kiếm. Diệp Quân Lâm đem nên nghĩ người đều nghĩ. Cuối cùng quyết định là đi thiên sách phủ, tìm đến thiên sách thần soái cùng số lớn cao thủ, để bọn hắn liên hợp tới chặn mình một kiếm. Nhưng như thế không có ý gì, còn có chút khi dễ người. Chẳng qua lần này tốt. Một cái Diệp thị cổ tộc đột nhiên xuất hiện. Có Diệp Chiến Thiên mạnh như vậy người, vừa vặn có thể đem ra thử xem kiếm. Thuận tiện biết được cổ tộc nội tình như thế nào. Ông trời đối ta không tệ a. Vậy mà tặng người đi lên thử kiếm tới. Nhìn xem Diệp Quân Lâm ở nơi đó cười, tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem hắn. Làm sao Diệp Quân Lâm khoảng thời gian này đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về cùng đồ đần đồng dạng. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn đến cùng làm sao rồi? Hung hăng cười ngây ngô. Mấu chốt mọi người vừa mới nói thế nhưng là sát thần Diệp Chiến Thiên. Đám người miêu tả là như thế nào tàn bạo huyết tinh. Sát thần như vậy sắp đến tìm hắn, tất cả mọi người cười không nổi. Duy chỉ có Diệp Quân Lâm cười thành dạng này. Không thể nào hiểu được. Căn bản không nghĩ ra. Diệp vô đạo đã hạ tối hậu thư. 3 ngày về sau, nhất định tới đây. Thứ nhất, muốn đem quân quân mang đi. Mang đến Diệp thị cổ tộc bồi dưỡng. Chính thức đưa nàng đặt vào Diệp thị cổ tộc một mạch. Thứ hai, Diệp Chiến Thiên muốn lấy Diệp thị cổ tộc ra pháp làm lý do, phải xử lý lão đại ngài. Thanh Long nói, đây là mọi người tin tức mới vừa nhận được, Diệp tộc muốn bắt Diệp Quân Lâm khai đao. Có Diệp Chiến Thiên tôn này sát thần tại, lại thêm Diệp vô đạo sư tôn cùng mấy vị trưởng lão. Bọn hắn có thể nói là không sợ thiên sách phủ bảo long nhất tộc, cưỡng ép muốn đem quân quân mang đi. Về phần Diệp Quân Lâm chịu lấy tận Diệp thị cổ tộc ra pháp xử trí, còn sống là không thể nào.
Nhận được tin tức về sau, mọi người toàn bộ tụ tập tại Giang Bắc. Vừa vặn Diệp Quân Lâm cũng trở về. Mỗi người sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nhưng ai có thể nghĩ tới Diệp Quân Lâm nghe xong về sau, ngược lại tại hưng phấn cười lớn. Tựa như nghe được cái gì đại hỷ sự đồng dạng. Cái này khiến đám người rất không hiểu. Từng cái chấn kinh tò mò nhìn hắn. Ngươi không sợ? Lý Tử Nhiễm hỏi. Sợ cái gì? Diệp Quân Lâm vừa muốn bắt bọn hắn thử kiếm. Có cái gì đáng sợ? Lần này không giống, trước kia chúng ta có thể bảo trụ ngươi, thậm chí có thể cứu ngươi. Nhưng lần này Diệp thị cổ tộc cường giả đến, ta gặp qua bọn hắn ra tay. Tối thiểu là sư phụ ta Hắc Ám Thượng Đế hoặc là Thiên Sách Thần Soái cấp bậc. Nhất là vị nào sát thần Diệp Chiến Thiên, hắn thậm chí càng mạnh. Cảm giác không ai có thể đối đầu hắn. Bọn hắn đến, để thần bảng đều lộn xộn, trước mắt các lớn cơ cấu đều đang thương lượng sửa đổi thần bảng. Dạng này cường giả xuất hiện nhiều lắm, thần bảng một chút cũng không cho xác thực. Đối đầu bọn hắn, chúng ta trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi, Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc. Lý Tử Nhiễm phân tích nói. Tất cả mọi người rất đồng ý, Lý Tử Nhiễm phân tích là đúng. Địch nhân cường đại, ai cũng không có cách nào. Chớ nhìn bọn họ mỗi một cái đều là cái gì thần bảng cường giả. Gặp được sát thần Diệp Chiến Thiên, chính là pháo hôi. Vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp gì hay không? Liều mạng, chúng ta lại đến mấy lần đều không đủ nhìn a. Chúng ta căn bản bảo hộ không được, phải nghĩ biện pháp. Mọi người nói. Lúc này Quân Quân lên tiếng nói, biện pháp duy nhất. Chính là ba người bây giờ cùng ta lập tức đi Thiên Sách Phủ. Chỉ cần chúng ta tại Thiên Sách Phủ đợi không ra, Diệp Chiến Thiên liền không có cách nào. Vô luận như thế nào sư phụ của ta cùng thần soái bọn hắn nhất định bảo hộ chu toàn chúng ta. Diệp thị cổ tộc to gan, cũng không dám trực tiếp xâm nhập Thiên Sách Phủ yếu nhân A. Như vậy chính là trực tiếp cùng Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc là địch, ta nghĩ Diệp Chiến Thiên không dám mạo hiểm như vậy. Trừ phi hắn điên. Quân Quân lời này mới ra, lập tức đạt được đám người đồng ý. Diệu A, Quân Quân biện pháp này quá tốt đi. Chỉ cần đi vào Thiên Sách Phủ, Diệp Chiến Thiên 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Chấm. Mọi người nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem Quân Quân. Đều đang vì nàng vỗ tay. Duy nhất khó chịu hai điểm, thứ nhất, phải hướng Thiên Sách Phủ cúi đầu, dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hèn mọn một điểm, Thiên Sách Phủ mới chịu đáp ứng. Thứ hai, đoán chừng phải tại Thiên Sách Phủ ngốc cực kỳ lâu. Chỉ cần Diệp Chiến Thiên không rời đi, liền không thể rời đi Thiên Sách Phủ. Vĩnh viễn, trừ phi đem chiến lực của mình tăng lên tới có thể đánh bại Diệp Chiến Thiên, đối kháng Diệp thị cổ tộc tình trạng. Quân Quân nhìn xem Diệp Quân Lâm, nghiêm túc nói. Lý Tử Nhiễm bọn người lập tức nói, đúng, dù sao ngươi trốn vào Thiên Sách Phủ cũng không có gì, chậm rãi đề cao thực lực của ngươi, coi như bế quan. Đúng a, bế quan cái mấy năm, lão đại ngươi chính là vương giả đỉnh phong trở về. Cùng Diệp thị cổ tộc thật tốt tính sổ sách. Đúng, sư phụ chúng ta tin tưởng ngươi, cho ngươi thời gian 5 năm, ngươi tuyệt đối có thể cùng Diệp thị cổ tộc khiêu chiến. Chấm. Tất cả mọi người tại hung hăng đều khích lệ Diệp Quân Lâm. Hiên Viên Thanh Nhã cũng ở trong đó. Nàng kỳ thật rất muốn cho Diệp Quân Lâm đi Thiên Sách Phủ nghỉ ngơi mấy năm, rời xa Lý Tử Nhiễm về sau. Nàng mới có cơ hội. Chẳng qua để vị này đi tránh né. Có lầm hay không? Để hắn đi Thiên Sách Phủ, là Thiên Sách Phủ bảo hộ hắn, vẫn là hắn bảo hộ Thiên Sách Phủ A. Tại rất nhiều người nhìn tới. Diệp Quân Lâm tất nhiên sẽ đáp ứng. Dựa theo mọi người phân tích, Diệp Quân Lâm còn đối Hiên Viên Thanh Nhã có hảo cảm. Dạng này đi Thiên Sách Phủ, chẳng phải là càng có cơ hội. Tăng thêm Thiên Sách Thần Soái vẫn còn tương đối xem trọng Diệp Quân Lâm. Hắn đại khái suất đều sẽ đáp ứng. Chẳng qua Diệp Quân Lâm lắc đầu, sờ lấy Quân Quân đầu nói, ba không thể đi. Ba lại không sợ, tránh cái gì tránh. Không những ta không tránh, ngươi cũng không tránh, ngươi chính là ở đây. Ta nhìn dưới gầm trời này ai dám động đến ngươi. Đối với Diệp Quân Lâm bá đạo tuyên ngôn. Hiên Viên Thanh Nhã thân thể run rẩy. Diệp Quân Lâm trong lòng nàng hình tượng siêu cấp cao lớn. Nhưng ở những người khác nghe tới, quả thực buồn cười ngây thơ. Diệp Quân Lâm còn muốn che chở Quân Quân. Quá buồn cười. Ngươi một cái thần bảng không cách nào tiến vào, Diệp Chiến Thiên thế nhưng là vừa xuất hiện liền để thần bảng hỗn loạn. Để các phương cơ cấu một lần nữa đặt trước chế thần bảng tồn tại. Hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Quân Lâm ta phát hiện,
ngươi thật là cưỡng. Sự tình gì còn không sợ, nhưng ngươi có năng lực giải quyết sao? Còn muốn quân quân đi theo ngươi chịu khổ gặp nạn? Không có khả năng. Ngươi không đi Thiên Sách phủ, quân quân nhất định phải đi. Hắn không xảy ra chuyện gì. Quân quân rơi vào Diệp thị cổ tộc trong tay ta không yên lòng. Nàng không xảy ra chuyện gì. Quân quân từ giờ trở đi, ngươi liền đi Thiên Sách phủ đi. Không cần phải để ý đến ba ba của ngươi, người ta lợi hại đâu. Lý Tử Nhiễm cười lạnh. Quân quân bất đắc dĩ. Chỉ có thể một người tiến về Thiên Sách phủ. Chẳng qua nàng cũng sẽ không bỏ rơi Diệp Quân Lâm mặc kệ. Đợi nàng sau này trở về, xin giúp đỡ Thiên Sách thần soái cùng mấy vị sư phụ tới cứu hắn. Diệp Quân Lâm ba ngày về sau, Diệp thị cổ tộc liền tìm tới cửa. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó có chút đảm đương, đến đối mặt bọn hắn, mà không phải chạy trốn. Liên lụy đến những người khác. Lý Tử Nhiễm phẫn nộ quát. Nàng sợ hãi Diệp Quân Lâm hiện tại nói như vậy. Đến lúc đó hắn quay người chạy. Đem tất cả ném, khiến cái này người thay hắn bị liên lụy. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy, Diệp ra sự tình ta đến xử lý đi. Diệp Quân Lâm chủ động ôm lấy tới. Đợi đến đám người đi hết sau. Diệp Quân Lâm lập tức tìm tới Hiên Viên Thanh Nhã. Tranh thủ thời gian giúp ta xác định một chút, Diệp ra Diệp Chiến Thiên những người này ở đây nơi nào. Ta không kịp chờ đợi muốn gặp hắn. Ba ngày ta chờ không ngừng. Hiện tại liền đi đi. Ta muốn bắt bọn hắn thử kiếm. Diệp Quân Lâm hưng phấn nói. Cái này khiến Hiên Viên Thanh Nhã rất là kỳ quái. Diệp Quân Lâm làm sao vội vàng sao động hưng phấn thành dạng này. Một khắc cũng chờ không ngừng. Nhanh nhanh nhanh, ta thần kiếp đã đói khát khó nhịn. Diệp Quân Lâm thúc giục nói. Có loại này có thể thử kiếm, hắn là nửa khắc cũng chờ không ngừng. Đối thủ mạnh lớn hơn một chút đi. Càng cường đại càng tốt. Tốt nhất là có thể tại Thiên Sách phủ Bảo Long nhất tộc nội loạn giết tồn tại. Cường đại đến so số 76 trong cấm địa thần còn muốn đáng sợ. Tốt nhất có thể cho mình lớn nhất uy hiếp. Dạng này thử kiếm lên mới có ý tứ. Cứ việc không biết rõ Diệp Quân Lâm vì sao như vậy hưng phấn. Nhưng Hiên Viên Thanh Nhã lập tức vận dụng quan hệ đi thăm dò những người này hành tung. Rất nhanh Hiên Viên Thanh Nhã liền tra được sát thần Diệp Chiến Thiên tồn tại. Hắn không tại Kinh Thành, mà là tại Lĩnh Nam. Nhanh, trực tiếp đi Lĩnh Nam, ta chờ không ngừng. Diệp Quân Lâm cùng Hiên Viên Thanh Nhã thẳng đến Lĩnh Nam. Thời khắc này Lĩnh Nam đã loạn. Từ khi sát thần đi vào về sau, toàn bộ Lĩnh Nam liền ở vào trong khủng hoảng. Bởi vì sát thần Diệp Chiến Thiên đi vào về sau, trực tiếp đem Lĩnh Nam cổ tộc tại tộc giết sạch. Cũng bởi vì tại tộc đã từng khiêu khích qua Diệp Vô Đạo, nói qua một chút Diệp thì cổ tộc nói xấu. Cứ việc đều là cổ tộc, nhưng giữa lẫn nhau vẫn là có khoảng cách. Tại tộc am hiểu hơn chính là chế tạo vũ khí, dược vật, cơ quan loại này. Võ đạo cũng không phải là đỉnh tiêm. Bởi vậy để Diệp Chiến Thiên nhẹ nhõm diệt tộc. Lần này, toàn bộ Lĩnh Nam đều run run rẩy rẩy. Sợ chọc tôn này sát thần. Diệp Chiến Thiên thị sát thành tính, giết chóc quen tay. Giết điên về sau không ai có thể ngăn cản. Tại Diệp thị trong cổ tộc, hắn nhưng thật ra là bị giam lên. Diệp thị cổ tộc sợ hắn nổi điên lên khống chế không nổi, trở thành một cái không cách nào ngăn cản ma đầu, mới dùng hắc ám lao lung đem hắn giam lại. Không sai. Chính là lúc trước hắc ám thượng đế bắt giam Diệp Quân Lâm hắc ám lao lung là cùng một loại đồ vật. Chẳng qua bọn hắn hắc ám lao lung là có cơ quan, có thể từ bên ngoài mở ra. Từ đó có thể điều khiển Diệp Chiến Thiên. Lấy Diệp Chiến Thiên thực lực, lại như thế nào cường đại, cũng là không thể nào từ bên trong mở ra hắc ám lao lung. Bởi vì hắc ám lao lung thế nhưng là xuất từ vị nào tay, vô luận như thế nào cũng là không thể nào đánh vỡ. Không biết vì sao, lần này Diệp thị cổ tộc lại đem hắn phái ra tới. Đoán chừng cũng là ngoại giới to lớn biến hóa, để Diệp thị cổ tộc đối thế tục sinh ra hứng thú. Mới có thể phái người tới. Diệp Chiến Thiên tôn này sát thần những nơi đi qua, sinh linh đổ thán. Nên tránh toàn bộ tránh né lên. Trước kia phi thường náo nhiệt Lĩnh Nam các thành lớn vậy mà không có một ai. Sợ gặp được Diệp Chiến Thiên. Cái này sát thần giết người không cần lý do, chỉ bằng mượn tâm tình tới. Không biết bao nhiêu người đổ vào dưới tay hắn. Diệp Chiến Thiên hô lớn, từ giờ trở đi, ta Diệp thị cổ tộc đã chinh phục Lĩnh Nam. Không phục đứng ra. Nghe được Diệp Chiến Thiên tuyên cáo, mọi người cũng đều là có lòng mà không có sức, giận mà không dám nói gì. Ai dám chọc hắn a? Biết Lĩnh Nam sự tình về sau,
ở xa kinh thành Diệp Vô Đạo, Diệp Lăng Thiên bọn hắn hưng phấn. Bắt đầu thả pháo hoa chúc mừng. Chinh phục mỗi một tấc đất, là Diệp Chiến Thiên sau khi ra ngoài nhiệm vụ. Hắn muốn khiêu chiến đại hạ các nơi cao thủ, cũng coi là trấn nhiếp bốn phương đi. Muốn làm cho tất cả mọi người đánh trong đáy lòng đối Diệp tộc sinh ra e ngại. Tương lai toàn bộ đại hạ đều là bọn hắn Diệp tộc chinh phục qua địa phương. Đây mới thực sự là vạn tộc đứng đầu. Trước kia đều là tại kéo con bê. Diệp Quân Lâm chờ xem, rất nhanh ngươi liền phải diệt vong. Bọn hắn rất chờ mong thẩm phán Diệp Quân Lâm một ngày. Chấm. Một bên khác, Diệp Chiến Thiên từ lĩnh Nam rời đi. Bắt đầu hướng Nam Cương thập phương đại sơn tiến vào. Nam Cương có am hiểu cổ độc miêu tộc. Hắn rất muốn khiêu chiến. Chỉ là đi vào nửa đường thời điểm, trước mắt hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, ngăn lại đường đi của hắn. Cái này khiến Diệp Chiến Thiên rất là nghi hoặc. Người khác thấy hắn, đều là chuột gặp mèo đồng dạng, tránh né phải xa xa. Nhưng trước mắt này hai người, ngược lại là đi lên dán. Chuyên môn đến tìm hắn đồng dạng. Ngươi, Diệp Chiến Thiên vừa muốn lên tiếng. Nào biết đối diện người làm ra một cái kỳ quái cử động. Cái này hai người trẻ tuổi tự nhiên là Diệp Quân Lâm cùng Hiên Viên Thanh Nhã. Bọn hắn tìm nửa ngày, rốt cục xác định Diệp Chiến Thiên lộ tuyến, đồng thời đụng phải hắn. Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm lấy ra một tờ hình khổng lồ tới. Cầm ảnh chụp đi đến Diệp Chiến Thiên trước mặt, cẩn thận so sánh. Cái này trực tiếp để Diệp Chiến Thiên mộng. Không sai, chính là ngươi, Diệp Chiến Thiên, không sai. Xác định là mình tìm người về sau, Diệp Quân Lâm đem ảnh chụp xé toang. Ngươi, Diệp Chiến Thiên kinh ngạc. Chưa hề có người dám ở trước mặt mình dạng này. Dù là tại Diệp thị cổ tộc, không có người nào dám đối với mình dạng này. Dù là đệ nhất thiên tài Diệp Vô Đạo cũng là tránh né mình xa xa. Chưa từng dám ở mình nửa mét phạm vi bên trong nói chuyện. Nhưng hôm nay người trẻ tuổi này không giống bình thường. Ngươi là tới tìm ta. Diệp Chiến Thiên hỏi dò. Đúng, tới tìm ngươi, tìm cái này tốn sức. Diệp Quân Lâm nói. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ngươi là Diệp Vô Đạo phái tới. Diệp Chiến Thiên còn tưởng rằng có cái gì chuyện trọng đại thông báo chính mình. Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng, Diệp Vô Đạo tính cái rắm. Là lão tử ta tìm ngươi có việc. Lão tử gần đây đánh một thanh kiếm, muốn tìm người thử xem kiếm. Nghe nói tiểu tử ngươi rất có thực lực, chuyên tới để tìm ngươi luyện một chút kiếm. Phốc, hụ 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 hụ. Nghe được Diệp Quân Lâm nói như thế nhẹ như mây gió, trực tiếp chấn kinh đến Diệp Chiến Thiên. Ho khan không ngừng, nước mắt đều đi ra. Rất khó tưởng tượng, một cao thủ tuyệt thế vậy mà ho khan thành dạng này. Quá khiếp sợ, quá khoa trương. Diệp Chiến Thiên vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, có một ngày mình sẽ trở thành công cụ người. Lại có mao đầu tiểu tử, muốn cầm hắn luyện kiếm. Cái này quá không thể tin. Trước kia căn bản chưa từng có sự tình. Hắn cũng chưa từng nghe thấy. Hắn rất mạnh. Nhưng cái này có thể trở thành luyện kiếm lý do. Vậy ngươi phải là cái gì kiếm a? Nếu là khiến người khác biết, đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Vậy mà như vậy khiêu khích sát thần Diệp Chiến Thiên. Bắt hắn đến luyện kiếm. Chưa tỉnh ngủ. Vẫn là đang nằm mơ. Diệp Chiến Thiên thân thể run rẩy, hắn nghĩ giận vậy mà giận không ra. Thậm chí có chút muốn cười. Cho tới nay, tại bất luận cái gì người suy nghĩ bên trong đều là sát thần hình tượng. Ai cũng phải sợ hắn. Diệp gia còn đem hắn nhốt tại hắc ám lao lung bên trong. Đi vào thế tục về sau, càng thêm không kiêng nể gì cả. Ai cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái khiêu khích hắn. Ngươi là ai? Thiên Sách Phủ, vẫn là Bảo Long nhất tộc. Tại Diệp Chiến Thiên phân tích đến xem, Diệp Quân Lâm hẳn là rất có bối cảnh. Hắn tra một cái nhìn. Bên cạnh Hiên Viên Thanh Nhã trên thân là Thiên Sách Phủ công phu, thậm chí cùng Thiên Sách Thần Soái có quan hệ. Chẳng qua Diệp Quân Lâm nhìn đoán không ra. Bởi vậy hắn phán đoán Diệp Quân Lâm đến từ Thiên Sách Phủ hoặc là Bảo Long nhất tộc. Diệp Quân Lâm lắc đầu, đều không phải, chính là bắt ngươi luyện kiếm, cũng không phải làm gì, điều tra hộ khẩu làm cái gì. Yên tâm đi, ta sẽ điểm đến là dừng, bắt ngươi thử xem kiếm là được, tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Hoặc là trọng thương ngươi, điểm này ta có thể cam đoan, bằng hữu của ta cũng có thể làm chứng. Diệp Quân Lâm nói nghiêm túc. Bên cạnh Hiên Viên Thanh Nhã cũng nghiêm túc gật đầu,
ta làm chứng. Hắn tuyệt đối sẽ không giết ngươi hoặc là trọng thương ngươi. Phốc! Ha 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 ha! Diệp Chiến Thiên trực tiếp vui. Loại tình huống này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Xưa nay chưa thấy đầu một lần a. Lại có người cam đoan không giết hắn, ha ha ha. Đây không phải hắn trước kia cho những người khác cam đoan sao? Đương nhiên đây là đối thủ trở thành con mồi của mình sau. Dạng này chẳng phải là nói mình là người ta trong mắt con mồi. Là người ta công cụ đồ chơi. Cho nên người ta mới như vậy cam đoan. Khiêu khích. Lớn nhất khiêu khích. Hiện tại Diệp Quân Lâm bất kỳ lời nói nào, đều biến thành sắc nhọn nhất vũ khí, đang điên cuồng khiêu khích Diệp Chiến Thiên. Rất tốt, tiểu tử, người trở thành cái thứ nhất ta muốn giết nhất người. Diệp Chiến Thiên là triệt để bị chọc giận. Hắn sát tâm cùng một chỗ, vô luận là ai đều cứu vớt không được Diệp Quân Lâm. Cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không được. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian tới đi, kiếm của ta đã sớm đói khát khó nhịn. Diệp Quân Lâm đã không nhịn được. Nhưng hắn cử chỉ này càng phát ra khiêu khích Diệp Chiến Thiên. A, ta nhất định giết ngươi. Diệp Chiến Thiên giận về sau, trên thân khí thế tăng vọt. Tựa như lôi thần chi chùy chặn đánh nát hắc ám đồng dạng. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Thiên Viên Thanh Nhã cảm nhận được đáng sợ như trời đất sụp đổ uy áp, thân thể tại rừng run rẩy không ngừng. Cái này có thể so với phụ thân nàng lúc trước phục dụng vô thượng thánh dược khí thế. Đây chẳng phải là nói rõ Diệp Chiến Thiên là so phụ thân mạnh một điểm. Thậm chí không thôi. Dù sao vô thượng thánh dược rất đáng sợ. Diệp Chiến Thiên là vững vàng ngăn chặn cha mình. Diệp Quân Lâm cũng phát giác được, Diệp Chiến Thiên là mạnh hơn Thiên Sách Thần Soái. Có thể so sánh một chút số 76 cấm địa thần. Mà lại Diệp Quân Lâm có thể cảm thụ đều hắn năng lượng trong cơ thể chấn động. Hắn có thể theo chiến ý cùng cảm xúc càng mạnh. Là thử kiếm không có hai nhân tuyển. Chết đi. Diệp Chiến Thiên một quyền oanh kích xuống. Giống như một tòa Thái Sơn đánh xuống, to lớn áp bách muốn đem Diệp Quân Lâm sụp đổ giống như. Đáng sợ uy lực cùng khí thế trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hiên Viên Thanh Nhã, không thể động đậy được. Nếu như nàng đối đầu Diệp Chiến Thiên chỉ có chết phần. Có lẽ luyện phản kháng cũng không thể có. Lần này là thật biết Diệp Chiến Thiên cường đại. Không hổ là vừa xuất hiện liền thay đổi thần bảng quy tắc tồn tại. Tốt tốt tốt. Diệp Quân Lâm lại là hưng phấn. Oanh. Diệp Chiến Thiên rắn chắc chắc một quyền nện xuống, nhưng lại tại Diệp Quân Lâm trước người bị lực lượng vô hình ngăn lại. Cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần, bị gắt gao ngăn cản. Trống rỗng ngăn trở. Căn bản không có vật thật, là làm sao làm được. Đang lúc Diệp Chiến Thiên nghi hoặc không hiểu thời điểm, trước mắt hắn bắt đầu hiện ra chấn động. Giống như là dòng nước đồng dạng, dần dần hiện ảnh. Một thanh trường kiếm cuối cùng hiện ra. Thần kiếp xuất hiện. Ngăn trở một quyền của mình chính là thanh kiếm này. Vừa mới một quyền lực lượng gặp được thanh kiếm này, tựa như châu đất xuống biển. Nháy mắt liền hết rồi. Oanh! Đột nhiên thần kiếp run rẩy, sức mạnh đáng sợ đem Diệp Chiến Thiên chấn khai. Ong ong ong! Thần kiếp bắt đầu run rẩy, hưng phấn gào thét. Diệp Quân Lâm cũng rất hưng phấn. Cuối cùng là tìm tới một cái chịu đựng thử kiếm người. Tới đi. Diệp Quân Lâm trống rỗng một kiếm chém vào ra ngoài. Tuyệt không thêm bất kỳ lực lượng nào cùng kỹ xảo. Hoàn toàn là thần kiếp mình lực lượng. Làm càn. Diệp Chiến Thiên cũng thu hồi đối Diệp Quân Lâm xem thường. Thanh kiếm này sau khi xuất hiện, hắn biết cũng không phải là phàm phẩm. Thanh kiếm này rất khủng bố. Thân hình hắn tăng vọt. Khí thế như rồng giống như hổ, xung kích thiên khung. Chấm, oanh, 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 chấm. Sau đó chính là đối oanh. Không thể không nói Diệp Chiến Thiên rất mạnh, có thể để cho Diệp Quân Lâm thanh kiếm tính năng từng cái kiểm tra ra tới. Bao quát đối với thần kiếp nội lực lượng sử dụng. Diệp Quân Lâm chỉ là thử kiếm, tuyệt không muốn giết hắn như thế nào. Bởi vậy hai người một mực ở vào rằng co trạng thái. Diệp Quân Lâm không có việc gì, nhưng Diệp Chiến Thiên gấp. Đối mặt chỗ này một cái hậu bối, hắn đánh lâu như vậy, vậy mà đánh lâu không xong. Tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ trở thành sỉ nhục a. Không được, hắn không phải muốn thử kiếm sao, ta liền hủy nó, đánh bại hắn. Diệp Chiến Thiên trong đầu đã không có ý khác. Chỉ muốn đem Diệp Quân Lâm đánh bại phá hủy. Oanh, hắn đột nhiên từ trên thân co lại. Một cái hiện ra xích hồng sắc chiến đao xuất hiện.
Cây đao này tên là sát đao, nhiễm ngàn vạn sinh linh máu tươi, là kinh khủng nhất vũ khí. Năm đó thiên sách thần soái tay cầm thiên kiếm đều thua với ta. Hôm nay ta liền lấy sát đao đến hủy đi ngươi cái này vũ khí. Đến, nói cho ta ngươi vũ khí danh tự. Diệp Chiến Thiên rút ra sát đao về sau, cả người khí thế tăng vọt mấy chục lần. Chiến lực cá nhân đi vào trạng thái đỉnh phong. Không sai. Diệp thị cổ tộc người người kiêng kỵ chính là tay cầm sát đao Diệp Chiến Thiên. Đây là hắn kinh khủng nhất thời điểm. Căn bản không người có thể địch. Lúc trước Diệp thị cổ tộc có thể đem giam lại, đầu tiên là trước thiết kế hạ hắn đao mới thành công. Không phải đoán chừng không thể đem hắn nhốt vào hắc ám lao lung. Làm sát đao xuất hiện một khắc này, Hiên Viên Thanh Nhã chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí ý thức trống không. Nàng thông qua cây đao kia nhìn thấy ngàn vạn sinh linh giãy giụa cùng núi thây biển máu hình tượng, bên tai càng là truyền đến vô số oán linh tiếng gào thét. Nàng cảm giác hồn phách của mình thật giống như bị hút vào cây đao này bên trong đồng dạng. Không hổ là đánh bại thiên kiếm sát đao. Đối mặt Diệp Chiến Thiên rút ra sát đao, Diệp Quân Lâm chỉ là cười cười, muốn biết ta thanh kiếm này danh tự. Ngươi xứng sao? Nói thật, thần kiếp danh xưng chúng thần kiếp khó. Là nhằm vào chư thần phòng thí nghiệm chúng thần. Diệp Chiến Thiên xác thực không xứng. Chẳng qua Diệp Quân Lâm giết nhau đao thật cảm thấy hứng thú. So thiên kiếm địa đao mạnh hơn. Vì chính mình thử kiếm lại thêm một bút. Thật tốt. Diệp Chiến Thiên thật sự là người tốt. Vắt hết óc lấy ra hết thảy đến cho mình thử kiếm. Thật sự là người tốt. Đi chết đi. Diệp Chiến Thiên đã bị chọc giận đến trình độ đáng sợ nhất. Tay cầm sát đao muốn hủy diệt Diệp Quân Lâm. Tới đi. Diệp Quân Lâm tay cầm thần kiếp phung ra. Âm vang. Hai thanh thần khí mạnh mẽ đụng vào nhau, phát ra bén nhọn thanh âm. Hiên Viên Thanh Nhã nếu không phải cường lực chống cự, sợ là muốn tại chỗ hộc máu. Oanh. Oanh. Chấm. Quanh mình đại sơn đỉnh núi toàn bộ bị san bằng. Rừng cây càng là sụp đổ. Răng rắc. Lập tức, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Có vũ khí đoạn mất. Diệp Chiến Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong tay sát đao vậy mà gãy thành hai nửa. Không địch lại. Phốc phốc. Sau một khắc, thần kiếp xông qua đứt gãy sát đao, một kiếm chém vào tại Diệp Chiến Thiên trên thân. Lập tức máu tươi phun ra. Lại bị thần kiếp toàn bộ hấp thu. Thần kiếp hưng phấn nhảy lên, vậy mà phát ra kiếm đáng tiếng oanh minh tới. Đây là thần kiếp lần thứ nhất thấy máu. Xem như đường đường chính chính mở ra. Thử kiếm thành công. Diệp Quân Lâm cũng coi là thu tay lại. Không phải một kiếm này tuyệt đối chu sát Diệp Chiến Thiên. Oanh! Mặc dù như thế, nhưng thần kiếp to lớn uy áp vậy mà mạnh mẽ ép cong Diệp Chiến Thiên thân eo, để hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hai cái đầu gối đều thật sâu lâm vào khắp mặt đất. Quỳ gối Diệp Quân Lâm trước người. Thử kiếm thành công. Coi như không tệ. Cứ việc thử kiếm đối tượng không phải như vậy hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng thử kiếm thành công. Nhất là sát đao xuất hiện, bổ túc Diệp Chiến Thiên thực lực không đủ. Bằng không, Diệp Quân Lâm thử kiếm đạt được thiên sách phủ đi. Triệu tập một đoàn cao thủ. Nghĩ như vậy nghĩ đều sẽ cảm giác phải phiền phức. Mà lại hiệu quả lại còn không tốt. Lần này Diệp Chiến Thiên thử kiếm hiệu quả thật sự là quá tốt. Liền thần kiếp đều không ngừng run rẩy. Rất hiển nhiên thần kiếp cũng hưng phấn. Cũng cảm thấy thử kiếm thành công. Ta nói qua cam đoan đến, ta sẽ không giết ngươi hoặc là trọng thương ngươi. Để ngươi thụ một chút vết thương nhỏ. Cho hắn một điểm thiên sách phủ thuốc đi. Diệp Quân Lâm hướng về phía Hiên Viên Thanh Nhã hô hô. Hiên Viên Thanh Nhã ngoan ngoãn lấy ra một bình thuốc ném cho quỳ trên mặt đất Diệp Chiến Thiên. Làm xong đây hết thảy sau. Diệp Quân Lâm cùng Hiên Viên Thanh Nhã rời đi. Thế nhưng là đầu gối hãm sâu khắp mặt đất Diệp Chiến Thiên muốn khóc. Sắc mặt hắn trắng bệch, không có chút nào tơ máu, trong ánh mắt tất cả đều là đánh tan sau trống không cùng tan rã. Cả người hắn hồn bất phụ thể. Phảng phất hành thi thịt đi. Đây là người đáng sợ nhất trạng thái. Lòng dạ đánh không có. Người tâm chết. Nhất sụp đổ chẳng qua ở đây. A, à, ta vậy mà bại. Phốc, lửa công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Ta, ô, khóc. Diệp Chiến Thiên khóc. Đúng. Không sai. Diệp Chiến Thiên để Diệp Quân Lâm cho đánh khóc. Một đời sát thần vậy mà khóc. Không cách nào tưởng tượng. Chuyện này nếu là truyền đi, ai mà tin đâu. Hắn bị đánh khóc.
khóc đến cùng tiểu hài đồng dạng, giống như kẹo que bị cướp như vậy. Nhất là muốn bị vừa rồi lĩnh nam người biết, sợ là ngoác mồm kinh ngạc a. Hắn khóc rồi. Cái này sao có thể? Khuất nhục, ủy khuất, trống rỗng, tịch mịch, thật sâu cảm giác bất lực. Chấm. Đây chính là Diệp Chiến Thiên hiện tại cảm thụ. Hắn vậy mà như thế bất lực ủy khuất. Bị người ta xem như đồ chơi để đùa bỡn, mình lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bại. Hắn lại có bại một ngày. Còn thua với một người trẻ tuổi. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, tại tay người ta bên trong vậy mà không chịu nổi một kích như vậy. Thực lực như thế, vũ khí cũng là như thế. Chênh lệch thật quá lớn quá lớn. Cảm giác bất lực. Thật sâu cảm giác bất lực. Cựu nhân của ngươi đứng ở trước mặt ngươi, ngươi sử xuất tất cả vốn liếng đừng nói giết chết hắn, liền cận thân cũng không thể. Huống chi ngươi biết cựu nhân của mình cường đại đến ngươi đời này đều không thể với tới. Vừa mới đánh bại hắn, liền một đầu ngón tay lực lượng đều không dùng. Đó là một loại thế nào tuyệt vọng a? Nhìn xem thuốc dưới đất bình, hiện ra vừa rồi hình tượng, bên tai lại vang lên lời nói mới rồi tới. Hắn càng phát ra khuất nhục. Khóc đến càng lớn tiếng. Lão ca ngươi khóc cái gì đâu? Không phải liền là một chút xíu bị thương ngoài ra sao? Đi bệnh viện băng bó liền tốt. Thật không phải nam nhân a, chính là thụ một chút xíu tổn thương, khóc thành dạng này. Cũng không bằng nhà ta tiểu hài đâu, khóc lớn tiếng như vậy. Chấm. Qua đường người nhìn thấy Diệp Chiến Thiên ở nơi nào quỳ khóc lớn, nhịn không được nói. Những người này lời nói nhao nhao truyền vào Diệp Chiến Thiên trong tai. Hắn khóc đến càng lớn tiếng. Phế vật, thật sự là một phế vật, điểm ấy tổn thương đều muốn khóc. Không chút nào khoác lác nói, ta gặp được sát thần Diệp Chiến Thiên đều sẽ không như thế khóc. Ta cũng vậy, điểm ấy tổn thương sẽ còn khóc, đều không phải nam nhân. Chấm. Chung quanh càng ngày càng nhiều người bắt đầu khinh bỉ Diệp Chiến Thiên. Khóc đủ về sau. Diệp Chiến Thiên rốt cục đứng lên. Bây giờ mình trạng thái này, lại đi cái gì Nam Cương Thập Phương Đại Sơn. Diệp Chiến Thiên nhặt lên gãy mất sát đao, xám xịt rời đi. Hắn trở về kinh thành. Ban đêm kinh thành một phái náo nhiệt. Diệp tộc mua kinh thành tất cả pháo hoa tại thả. Kinh thành không trung khắp nơi đều là pháo hoa tại thả. Phi thường náo nhiệt. Nhưng Diệp Chiến Thiên sau khi thấy, một chút cũng cao hứng không nổi. Ngược lại khuất nhục con mắt đều đỏ. Lão tổ ngài làm sao trở về rồi? Sư huynh ngươi làm sao trở về rồi? Chấm. Diệp tộc đại trạch bên trong, nhìn thấy Diệp Chiến Thiên trở về, đám người lập tức xúm lại tới. Chẳng qua phạm vi tại 1 mét bên trong. Chỉ có mấy vị cùng Diệp Chiến Thiên cùng một chỗ từ Diệp thị cổ tộc ra tới các trưởng lão mới dám đứng tại hắn tương đối gần địa phương. Hồ Diệp Chiến Thiên sư huynh chính là Diệp Long Thiên, cũng là Diệp Vô Đạo sư tôn. Diệp Vô Đạo, Diệp Lăng Thiên bọn hắn nhao nhao bu lại. Từng cái kinh hồn bạt vía nhìn xem sát thần. Cho dù là đồng tộc người, bọn hắn cũng đang sợ. Cái này cùng những người khác không giống. Chẳng qua thời khắc này Diệp Chiến Thiên mọi người nhìn ra, có điểm gì là lạ. Bình thường trên thân ngập trời lệ khí cùng sát ý hoàn toàn không có. Cảm giác dễ dàng thân cận. Đồng thời mọi người ẩn ẩn cảm nhận được hắn tại bi thương, tựa như nhận hết khuất nhục đồng dạng. Cái này sao có thể? Sát thần Diệp Chiến Thiên sẽ thụ khuất nhục. Ai sẽ tin a? Diệp Long Thiên nhìn xem hắn hỏi, sư huynh đến cùng làm sao rồi? Ngài không phải chinh phục lĩnh Nam Chi Địa về sau, muốn đi trước Nam Cương Thập Phương Đại Sơn, tiếp tục chinh phục Miêu tộc sao? Làm sao trở về rồi? Đúng, chúng ta nhìn ngài dường như không cao tâm. Khó, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Những người khác run lẩy bẩy mà hỏi. Sợ chọc giận tôn này sát thần. Tất cả mọi người tại đồng loạt nhìn xem hắn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lúc này, Diệp Chiến Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong bắn ra từng đạo ánh mắt bén nhọn. Đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Chẳng có chuyện gì. Lại nói ta sự tình là các ngươi có thể hỏi tới sao? Diệp Chiến Thiên lời này mới ra. Diệp tộc tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy, câm như hến. Tạm thời Diệp tộc đều khiêm tốn rơi. Không muốn lại đi khai thác thổ địa, chinh phục cái này cái kia, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Diệp Chiến Thiên để lại một câu nói liền rời đi. Hắn lúc đầu coi là, hắn vừa ra tới, tuyệt đối là quét ngang hết thảy. Nhưng ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, xuất hiện dạng này một vị cường giả, đem hắn cưỡng ép chế phục,
xem ra đời này tục vẫn là có rất nhiều không dễ chọc. Tất cả mọi người mộng. Cái này hoàn toàn không giống như là Diệp Chiến Thiên phong cách hành sự a. Hắn lại muốn khiêm tốn một điểm. Không cách nào tưởng tượng. Chẳng qua đây là mệnh lệnh của hắn, mọi người nhất định phải tuân thủ. Sư tôn, hậu thiên chính là định dễ thu dọn Diệp Quân Lâm cùng Quân Quân thời gian a, sư bá hắn. Diệp Vô Đạo nói. Ta đợi chút nữa nhắc nhở hắn. Diệp Long Thiên gật gật đầu. Đúng rồi, sư tôn còn có chuyện kia, ngài. Diệp Vô Đạo muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, giao cho ta. Diệp Chiến Thiên đi vào viện tử của mình bên trong nghỉ ngơi, trong đầu lại một mực là Diệp Quân Lâm cái bóng. Hắn đến cùng là ai? Làm sao cường đại như vậy? Còn có vũ khí của hắn từ chỗ nào đến? Vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Chấm. Đúng vào lúc này. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Diệp Long Thiên đến. Hắn là ở đây nhiều như vậy người bên trong, một cái duy nhất dám đến tìm Diệp Chiến Thiên. Dù sao sư huynh đệ quan hệ. Ngươi tới làm gì? Diệp Chiến Thiên hiện tại rất phiền, tức giận. Diệp Long Thiên không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, sư huynh ta đến tìm ngài hai chuyện. Thứ nhất, đối phó Diệp Quân Lâm cùng mang đi Quân Quân sự tình, tại hậu thiên. Diệp Chiến Thiên gật gật đầu, ta biết, tự mình sẽ đi. Diệp Quân Lâm ta ngược lại muốn xem phách lối tới trình độ nào. Còn có đứa bé kia thiên phú đến cùng cao bao nhiêu? Còn có một việc đâu? Chuyện thứ hai chính là ta Đồ Nhi Vô Đạo cùng Diệp tộc những hậu nhân này nhóm đều nghĩ kiến thức một chút ngươi sát đao. Ngài liền thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ của bọn hắn đi. Diệp Long Thiên nói ra. Cái gì? Sát đao? Phù phù. Nghe được sát đao hai chữ, Diệp Chiến Thiên một cái lảo đảo trực tiếp mới ngã xuống đất. Cả đời này hắn nhất không muốn hồi tưởng hình tượng lập tức xuất hiện trong đầu. Hết chuyện để nói. Cái này vừa vặn đâm trúng Diệp Chiến Thiên uy hiếp. Một đao mạnh mẽ đâm về miệng vết thương của hắn. A, à, sư huynh làm sao rồi? Dường như vừa nhắc tới sát đao người rất kích động. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Diệp Long Thiên nhìn ra một chút manh mối tới. Diệp Chiến Thiên lắc đầu, không có việc gì. Chỉ là đang nghĩ đám hài tử này lá gan thật lớn, vậy mà muốn nhìn ta sát đao. Bọn hắn chỉ là hiếu kỳ, trong truyền thuyết sát đao bộ dáng gì. Nếu không thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ của bọn hắn, ta đã đáp ứng bọn hắn, không tốt từ chối a. Diệp Long Thiên khẩn cầu nhìn xem sư huynh. Diệp Chiến Thiên bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Nếu là không đáp ứng, sợ là các sư đệ sẽ càng phát ra hoài nghi. Rất nhanh, Diệp Long Thiên đem Diệp Vô Đạo, Diệp Lăng Thiên bọn người toàn bộ tụ tập lại một chỗ, đưa đến Diệp Chiến Thiên trong viện. Tất cả mọi người làm thành một đoàn, vô cùng chờ mong nhìn xem Diệp Chiến Thiên. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, sư huynh sát đao giết qua ngàn vạn người, tụ tập quá nhiều oán linh. Đứng được quá gần, dễ dàng mê thất mình, bị sát đao trưởng khống tâm trí. Nghe được Diệp Long Thiên nhắc nhở, mọi người nhao nhao lui lại mấy bước. Tốt, ta liền lấy ra sát đao đến xem. Diệp Chiến Thiên không nhanh không chậm đem sát đao lấy ra. Đáng sợ khí tức lập tức càn quét toàn trường. A, à, sư huynh chuyện gì xảy ra? Sát đao làm sao đoạn mất? Lúc nào đoạn a? Diệp Long Thiên kinh ngạc thanh âm truyền ra. Những người khác, bao quát Diệp Vô Đạo bọn hắn đều chưa thấy qua sát đao. Nhưng Diệp Long Thiên bọn hắn vẫn là thấy qua. Lúc này Diệp Chiến Thiên lấy ra sát đao vậy mà là đoạn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Diệp Chiến Thiên gặp cái gì? Sát đao đều đoạn mất. Vừa về đến, người người liền cảm nhận được hắn không bình thường. Kết hợp với sát đao đứt gãy sự tình, dám khẳng định nhất định xảy ra chuyện. A, à, sát đao làm sao đoạn mất? Ngài có phải là có chuyện gì hay không không có cùng chúng ta nói? Mọi người nhao nhao hỏi. Giờ khắc này, Diệp Chiến Thiên thật muốn đem mình nhẹ nhõm bị đánh bại sự tình nói ra. Nhưng nghĩ lại, mình thế nhưng là đại biểu cho Diệp thị cổ tộc, muốn chinh phục đại hạ. Nếu như cái này sự tình nói ra, đối Diệp thị cổ tộc chính là rất đả kích nặng nề. Tất cả mọi người lòng dạ nói không chừng trực tiếp không có. Thậm chí có thể nói trực tiếp đả kích đến Diệp tộc nguyên khí. Còn nữa nói đúng mặt mũi của mình ảnh hưởng cũng rất lớn. Đã từng hổ khiếu Sơn Lâm Bách Thú Chi Vương, lại bị đánh thành một cái khóc lớn con mèo bệnh. Hắn cũng là muốn mặt mũi người a. Không nhớ nhà tộc, hậu bối những cái này đối với mình thất vọng. Sát đao đoạn sự tình cùng ta đột nhiên trở về sự tình ta ở đây giải thích một chút đi.
Diệp Chiến Thiên nói ra, kỳ thật sát đao là chính ta làm gãy. Gần đây khoảng thời gian này ta sát khí quá nặng, phạm phải quá nhiều giết nghiệp tội nghiệt. Nếu như lại như vậy giết chóc đi, chỉ sợ ta sẽ tẩu hỏa nhập ma, triệt để biến thành một cái máy móc. Vì cắt giảm ta sát tính, ta cố ý đem sát đao gãy mất. Lại trở về đến, yên tĩnh một đoạn thời gian. Diệp Chiến Thiên lập lý do sau. Tất cả mọi người tin. Dù sao tại Diệp tộc người nhận biết bên trong, không có người có thể đánh bại Diệp Chiến Thiên. Càng không có người có thể gãy mất sát đao. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bởi vậy, lý do này tất cả mọi người là tin. Như vậy sư bá ngài liền hậu thiên chế tài Diệp Quân Lâm đều không đi sao? Diệp Vô Đạo cuống quýt hỏi. Hắn còn muốn đi cho Diệp Quân Lâm cùng Thiên Sách phủ lập uy. Nếu là Diệp Chiến Thiên không đi, kế hoạch của hắn chẳng phải là thất bại rồi. Diệp Lăng Thiên Chi Lưu cũng lập tức khẩn trương lên. Nhưng tiến về không thể đánh đoạn kế hoạch của bọn hắn a. Diệp Chiến Thiên lắc đầu, không, ta sẽ đi. Diệp Quân Lâm nhất định phải chế tài. Con của hắn cũng phải mang đi, Thiên Sách phủ. Vừa nhắc tới Thiên Sách phủ, Diệp Chiến Thiên sắc mặt biến. Mặc dù hắn không biết Diệp Quân Lâm là ai, nhưng tại bên cạnh hắn chính là Thiên Sách phủ người a. Thiên Sách phủ rồi nói sau, dù sao chế tài xong Diệp Quân Lâm về sau, ta cần yên tĩnh một đoạn thời gian. Diệp Chiến Thiên cần bế quan một đoạn thời gian đến an ủi trong lòng tổn thương. Diệp Quân Lâm thử kiếm một trận chiến này mang cho Diệp Chiến Thiên to lớn đau xót. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Đạt được khẳng định trả lời, Diệp Vô Đạo bọn người lập tức hưng phấn lên. Sau đó, mọi người bắt đầu thưởng thức nghiên cứu sát đao. Quá khủng bố đi, không hổ là so thiên kiếm địa đao lợi hại hơn vũ khí. Đừng nói hoàn chỉnh sát đao, chính là cái này một nửa, phóng tầm mắt toàn thế giới, ai dám không phục. Ta đi, ta nghe được vô số oán linh giãy giụa thanh âm, ta hồn phách kém chút bị hút đi vào. Đáng sợ, thật đáng sợ, đây là ta từ lúc chào đời tới nay gặp qua mạnh nhất vũ khí. Không có cái thứ hai. Chấm. Đám người bắt đầu khen ngợi sát đao bao nhiêu lợi hại bao nhiêu nghiêu bức. Chỉ là Diệp Chiến Thiên tránh né phải xa xa. Không muốn nghe đến mảy may liên quan tới sát đao tán dương chi từ. Sát đao đã bại. Thất bại phải rối tinh rối mù. Tốt, đừng nhìn, tất cả cút đi. Nghe được đám người vẫn còn tiếp tục tán dương, Diệp Chiến Thiên nghe không vô. Còn tiếp tục như vậy, hắn sợ nhịn không được muốn đánh người. Bởi vậy, liền vội vàng đem đám người đuổi đi. Đem sỉ nhục sát đao thu vào. Sư bá nhớ ký hậu thiên đi chế tài Diệp Quân Lâm a. Diệp Vô Đạo vẫn không quên nhắc nhở một tiếng. Diệp Quân Lâm muốn trách thì trách ngươi không may. Diệp Chiến Thiên muốn đem tất cả khí vung Diệp Quân Lâm trên thân. Tham quan xong sát đao về sau. Đám người cảm thán ngàn vạn. Nhất là Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên Chi Lưu. Đối với lòng cường giả của bọn họ càng là gia cố. Ai, Lang Cốc Hắc Mộc chính là chết quá nhanh. Lúc trước đánh bại ta, ta kìm nén một hơi. Trực tiếp hướng cổ tộc viện binh. Nếu như hắn còn sống, hắn kim cương bất hoại chi thân có thể ngăn cản sát đao. Không có khả năng. Diệp Vô Đạo cảm thán nói. Kỳ thật sát thần Diệp Chiến Thiên bọn hắn đến, cũng cùng Diệp Vô Đạo viện binh có quan hệ. Vậy khẳng định, hắn mạnh hơn gặp được sát đao vẫn là một con đường chết. Diệp Lăng Thiên bọn người nhao nhao gật đầu. Nếu như lúc ấy ta có sát đao liền tốt, Lang Cốc Hắc Mộc còn muốn thắng ta. Không có khả năng. Đối với sát đao, Diệp Vô Đạo có loại chấp niệm. Muốn lấy được. Diệp Lăng Thiên tò mò hỏi, tiểu tổ, ngài lúc trước vì sao không tuyển chọn sát thần làm sư phụ? Diệp Long Thiên lão tổ mặc dù cũng mạnh, nhưng so với sát thần còn không phải một cái cấp bậc. Đó là bởi vì sư bá sát tính quá nặng, công pháp của hắn hết thảy tất cả đều vì giết chóc. Gia tộc sợ hãi ta biến thành quái vật, bởi vậy không để ta cùng hắn học. Ai, chẳng qua ta thật muốn bái hắn làm thầy. Chỉ có bái hắn làm thầy, ta mới có thể có cơ hội đánh bại Thiên Sách thiếu soái. Nghe nói gần đây Thiên Sách thiếu soái đang luyện kim cương bất hoại thần công. Nếu như ta đạt được sát đao, lại bái sát thần vi sư, khả năng đánh bại Thiên Sách thiếu soái. Không phải ta cùng hắn chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Diệp Vô Đạo nói ra mình ý nghĩ tới. Hắn vẫn luôn đem Thiên Sách thiếu soái coi như đối thủ. Lại hoặc là, ta bái Hắc Ám Thượng Đế vi sư cũng có khả năng. Cứ việc ngoại giới nghe đồn, Hắc Ám Thượng Đế thua với Thiên Sách thần soái, nhưng ta lại nghe được một cái khác phiên bản. Hắc Ám Thượng Đế thắng. Diệp Vô Đạo nói.
Diệp Lăng Thiên an ủi, tiểu tổ không vội, trước chờ lấy chế tài Diệp Quân Lâm đi. Ừm, chấm. Lúc này, Diệp Quân Lâm kỳ thật chưa có trở về Giang Bắc. Hắn lại thông qua tình báo biết, tại Bắc Cảnh núi tuyết chỗ sâu có một tòa chùa miếu. Trong chùa miếu có một hơi không thể phá vỡ chuông lớn. Hắn chuyên môn chạy tới bổ ra. Lại nghe được một chút không thể phá vỡ hộ giáp vân vân. Diệp Quân Lâm từng cái chạy tới thí nghiệm. Tới tới lui lui hai ngày thời gian trôi qua. Rất nhanh liền đến, Diệp tộc thảo phạt chế tài hắn thời điểm. Kinh thành Diệp tộc cổng, đại bộ đội tập hợp. Chậm hai ngày Diệp chiến thiên tâm tình không tệ. Đi theo đại bộ đội cùng một chỗ tiến về Giang Bắc. Toàn đại hạ oanh động. Người người run rẩy. Cùng thiên sách phủ có quan hệ Diệp Quân Lâm, hắn cuối cùng vẫn là muốn động. Có sát thần tại. Ai không sợ. Một bên khác, Giang Bắc trong biệt thự. Đem Quân Quân đưa đến thiên sách phủ về sau, Lý Tử Nhiễm bọn hắn liền trở về. Kết quả đi vào về sau, Diệp Quân Lâm quả nhiên không tại. Lại vừa mới nhận được tin tức Diệp tộc đại bộ đội lập tức sẽ đến. Lý Tử Nhiễm bọn người muốn chọc giận chết rồi. Xem đi, Diệp Quân Lâm chạy, lúc nói bao nhiêu nghiêu bức, còn để Quân Quân cũng lưu lại, thiên tài ai dám động đến nữ nhi của hắn. Kết quả đây, qua xong miệng nghiện về sau, người trực tiếp chạy, biến mất không thấy gì nữa. Đám người cười lạnh, tựa như là chúng ta rời đi về sau, hắn cùng Hiên Viên Thanh Nhã rời đi, không biết đi địa phương nào. Hiện tại cũng không trở lại, như vậy hắn liền sẽ không trở về. Lập tức, Diệp tộc cùng sát thần liền đến. Người trong cuộc không tại, liền từ chúng ta tiếp nhận hết thảy. Nói như vậy, Diệp Quân Lâm thật không phải là người A. Chấm. Lý Triệu hai nhà đều muốn tức điên. Không thể không nói, lão đại cái này sự tình quá phận. Huống hồ bị người dự đoán đúng. Rất nhiều người sớm mấy ngày liền dự đoán được hắn muốn chạy, quả nhiên chạy. Thanh Long bọn người bất mãn nói. Tiêu Phong mấy người cũng rất tức giận. Thật muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Liền Diệp Quân Lâm người thân cận nhất đều đối với hắn mất đi lòng tin. Báo cáo, Diệp tộc đã tiến vào Giang Bắc, rất nhanh đến. Tin tức truyền đến, Lý Tử Nhiễm sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người rời đi đi, trượng phu ta sự tình một mình ta đến tiếp nhận. Lý Tử Nhiễm không hy vọng nhìn thấy những người khác, bởi vì Diệp Quân Lâm nguyên nhân mà nhận một tia tổn thương. Bởi vậy nàng muốn một người tới đối mặt. Dù sao loại tình huống này cũng không phải lần một lần hai. Cha mẹ, gia gia nãi nãi các ngươi đều nhanh đi. Mau chóng rời đi nơi này. Càng nhanh càng tốt, chậm thêm liền đi không được. Tại Lý Tử Nhiễm thúc giục dưới. Lý Triệu hai nhà nghe vậy, lập tức chạy đi. Chuyện này cùng bọn hắn lại không quan hệ, bọn hắn làm gì chờ chết ở đây. Diệp Quân Lâm chính mình sự tình chính mình cũng chạy. Bọn hắn tội gì ở chỗ này chờ đợi đâu. Lại không ngốc. Lý Triệu hai nhà rất nghe Lý Tử Nhiễm, từng cái chạy đi. Sau đó, Lý Tử Nhiễm lại nhìn xem Thanh Long bọn họ nói, các ngươi cũng mau chóng rời đi a. Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, một khi Diệp gia nổi giận, các ngươi một cái đều đi không được. Thanh Long, Tiêu Phong bọn hắn lập tức tỏ thái độ, không có việc gì. Đây là lão đại, sư phụ sự tình, chính là chúng ta sự tình. Còn nữa nói, chúng ta có thể để cho chị dâu, sư mẫu một người nguy hiểm. Chúng ta ở cùng với ngươi. Đúng, chúng ta kia là cùng nhau. Mọi người cùng nhau cùng tiến thối. Chấm. Đám người nhao nhao hô. Lý Tử Nhiễm cảm động nhỏ giọng khóc sụt sùi. Diệp Quân Lâm đã ưng huynh đệ này các đồ đệ đều là tốt. Thời khắc mấu chốt, không ai sợ hãi lùi bước. Biết rõ đại địch tiến đến, vẫn như cũ cùng mình cùng nhau đối mặt. Ta biết các ngươi cái gì phẩm cách, ta cũng rất cảm tạ các ngươi. Nhưng là đâu, lần này họa là chính hắn gây ra. Không cần thiết các ngươi vì sai lầm của hắn trả tiền. Mau chóng rời đi, ta không cho phép các ngươi lưu tại nơi này. Chính hắn đều chạy, các ngươi không cần thiết vì hắn ở đây gánh chịu cái gì. Người ta cũng chưa chắc nhận các ngươi tình, tranh thủ thời gian đều cho ta rời đi. Lý Tử Nhiễm nói. Không, dứt bỏ hắn, sư mẫu nếu ngươi là chúng ta tôn trọng người, chúng ta sẽ không vứt bỏ ngươi một người ở đây. Tiêu Phong nói. Những người khác toàn bộ gật gật đầu. Các ngươi gọi ta một tiếng chị dâu, gọi ta một tiếng sư mẫu. Phải nghe theo ta. Mau chóng rời đi, lăn a. Lý Tử Nhiễm như bị điên, cưỡng ép xua đuổi đám người rời đi. Thanh Long, Tiêu Phong bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Muốn chạy, một cái đều chạy không thoát.
Đúng lúc này đợi, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Diệp Vô Đạo đã đứng ở biệt thự chỗ cao. Sớm biết các ngươi muốn chạy trốn, ta đã sớm tại Giang Bắc bày ra Thiên La địa võng. Diệp Vô Đạo cười lớn. Một bên khác đại môn, chỉ thấy một đám người chậm rãi lui về tới. Chính là vừa rồi chạy trốn Lý Triệu hai nhà người. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không có rời đi, từng cái toàn bộ bị chạy về. Chỉ thấy đằng sau Diệp Lăng Thiên một người buộc bọn hắn lui lại. Rất có một người đã đủ giữ quan ải vạn phu mạc địch tình thế. Kỳ thật ta cùng tiểu tổ đã sớm đến Giang Bắc, chỉ là sát thần bọn hắn sáng nay mới từ kinh thành xuất phát thôi. Diệp Lăng Thiên giải thích nói. Làm sao bây giờ, muốn giết ra ngoài sao? Đám người đối mặt, muốn giết ra ngoài, ha ha ha. Diệp Vô Đạo cười. Đột nhiên hắn từ chỗ cao rơi xuống, quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, cung nghênh sư bá. Bên ngoài biệt thự, đến một đám người. Diệp tộc người đến. Sát thần Diệp Chiến Thiên, Diệp Long Thiên các cao thủ toàn bộ đều tại. Đáng sợ uy áp như là núi non đè xuống. Lý Tử Nhiễm tất cả mọi người cảm nhận được bàng bạc áp lực, đi đứng không cách nào động đậy không nói, thậm chí hô hấp đều là khó khăn. Nhất là Diệp Chiến Thiên liếc nhìn toàn trường liếc mắt sau. Tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Huyết dịch đông kết, như rớt vào hầm băng. Đây chính là sát thần uy áp sao? Lý Tử Nhiễm mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Quá khủng bố. Quả nhiên là áp đảo thần trên bảng tồn tại. Thật đáng sợ. Không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Diệp Chiến Thiên hai ngày này uất ức phiền muộn. Vừa vặn cần phát tiết một chút. Bởi vậy hắn khí tức toàn bộ triển khai, bao phủ toàn trường. Ép tới tất cả mọi người muốn bạo tạc, xương cốt cũng phải nát. Diệp Chiến Thiên đi vào về sau, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Quân Lâm cùng con của hắn đâu? Mau chạy ra đây. Hôm nay Diệp thị cổ tộc đến. Hai chuyện. Thứ nhất, đem ta Diệp thị cổ tộc huyết mạch Quân Quân mang về bồi dưỡng. Không thể để cho nàng tiếp tục bên ngoài lang thang. Thiên phú tốt như vậy đều lãng phí. Thứ hai, Diệp Quân Lâm sát hại đệ đệ của mình, lại cầm tù cha đẻ. Còn đem gia tộc đánh vào địa ngục, nhiều lần xúc phạm Diệp tộc tộc quy, phạm phải ngập trời tội ác đầy đủ hắn chết 100 lần. Lần này tới, chính là chế tài hắn. Diệp Long Thiên ở bên cạnh nói. Diệp tộc rất nhiều người thân thể run rẩy, một ngày này bọn hắn chờ quá lâu. Theo bọn hắn nghĩ là Diệp Quân Lâm tự tay đem bọn hắn đánh vào địa ngục. Để bọn hắn theo thần đàn lăn xuống tới. Một mực kìm nén một hơi, hôm nay rốt cục có thể phát tiết. Các ngươi làm tốt nhận tội chuẩn bị sao? Diệp Vô Đạo chỉ vào đám người. Lý Tử Nhiễm nhìn xem Diệp Chiến Thiên nói, thứ nhất, nữ nhi của ta qua thế nào sinh hoạt nàng có bản thân lựa chọn quyền lợi. Bây giờ nàng đã tại Thiên Sách Phủ, các ngươi có bản lãnh liền đi Thiên Sách Phủ tìm người đi. Thiên Sách Phủ, khục khục, nghe được xưng hô thế này. Diệp Long Thiên đám người sắc mặt đều biến đổi. Cái này tồn tại bọn hắn không sợ là không sợ, thế nhưng là kiêng kỵ a. Mặc dù lời này có chút mâu thuẫn. Thật đúng là dạng này. Bọn hắn không sợ nhưng lại sợ. Cái loại cảm giác này rất phi diệu. Diệp Chiến Thiên thân thể cũng rất nhỏ run một cái, chẳng qua chợt hắn giận dữ hét, Thiên Sách Phủ làm sao rồi? Chờ giải quyết xong chuyện nơi đây sau, ta liền đi Thiên Sách Phủ yếu nhân. Ta xem ai có thể cản ta. Đây thật ra là bị Diệp Quân Lâm đánh bại di chứng phát tác. Hắn đều uất ức thành bộ dạng này. Hắn đều nhận hết khuất nhục. Cái này so tử vong càng khiến người ta đau khổ. Chết còn không sợ. Còn có cái gì sợ. Vì phát tiết cơn giận của hắn, hắn quyết định không thèm đếm xỉa. Chết thì chết. Chết cũng muốn đi va vào Thiên Sách Phủ. Hắn là một bộ nổi điên đến biến thái trạng thái. Hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Hắn một không thèm đếm xỉa trạng thái, tựa như ma thần hàng thế. Quả thực rung động toàn trường. Tất cả mọi người cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách. Chỉ là này khí tức liền có thể nghiền nát bọn hắn. Chớ nói chi là chính diện cứng đối cứng. Kia là không thể nào. Cảm giác bất lực. Kia là thật sâu cảm giác bất lực. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm toát mồ hôi lạnh, miệng lớn thở hổn hển nói, thứ hai. Trượng phu ta Diệp Quân Lâm rời đi. Chuyện của hắn hết thảy để ta tới gánh chịu. Diệp Quân Lâm chạy rồi. Diệp Vô Đạo hỏi. Ha ha ha, thật chạy. Thật sự là chết cười ta. Rùa đen rút đầu, tham sống sợ chết. Chấm. Vừa nghe đến Diệp Quân Lâm chạy.
Mọi người toàn bộ đều cười. Như thế sợ, cái này chạy rồi. Diệp Chiến Thiên cười lạnh. Sư bá nghe được uy danh của ngươi. Ai không sợ a? À? Không chỉ là Diệp Quân Lâm chạy. Liền tại trận đám người này cũng phải chạy trốn. Chẳng qua vừa vặn bị chúng ta ngăn cản. Bằng không, nơi này đều không ai. Diệp Vô Đạo giải thích nói. Lý Tử Nhiễm âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ một mực đang. Hiện tại trượng phu ta không tại, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Ta không phải đối thủ của các ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp Chiến Thiên nhìn lướt qua đám người, Diệp Quân Lâm không phải là a. Các ngươi tất cả mọi người cùng Diệp Quân Lâm có quan hệ đúng không? Tốt, như vậy Diệp Quân Lâm ngập trời tội ác các ngươi đến gánh chịu. Người ở chỗ này một cái cũng sẽ không còn sống. Lời này mới ra. Lý Triệu hai nhà trực tiếp đều muốn dọa khóc. Phù phù. Lý Tùng Khuê, Lý Văn Hải bọn người nhao nhao té quỵ dưới đất. Mời sát thần minh giám a. Chúng ta cùng Diệp Quân Lâm không có quan hệ gì. Chúng ta một mực căm hận hắn. Hắn chết không yên lành. Đúng, Diệp Quân Lâm phải vì hành vi của mình trả giá đắt. Chỉ cần sát thần bỏ qua chúng ta lập tức đi đem Diệp Quân Lâm bắt trở lại. Thỉnh cầu ngài bỏ qua chúng ta. Chuyện này thật cùng chúng ta quan hệ không lớn. Nhìn xem Lý Triệu hai nhà này tấm tự tư biểu hiện. Tất cả mọi người chỉ có thể thở dài một tiếng. Lý Tử Nhiễm cũng là không trách cứ hắn nhóm. Dù sao chuyện này thật cùng người ta không quan hệ a. Tất cả đều là Diệp Quân Lâm một người sự tình. Không cần thiết vì Diệp Quân Lâm đem mệnh dựng vào a. Bọn hắn làm chính là đúng. Lý Tử Nhiễm duy trì. Lúc này Diệp Lăng Thiên cũng nói, lão tổ bọn hắn hoàn toàn chính xác luôn luôn cùng Diệp Quân Lâm không cùng. Chuyện này cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Diệp Vô Đạo cũng phụ họa nói, điểm này đúng là. Bọn hắn bản thân liền cừu hận Diệp Quân Lâm. Nghe vậy, Diệp Chiến Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tốt, chỉ cần bọn hắn quỳ xuống dập đầu ba cái. Ta liền bỏ qua bọn hắn. Nghe được Diệp Chiến Thiên, đám người như nhặt được lớn thả. Lý Triệu hai nhà người lập tức quỳ trên mặt đất, bắt đầu đông 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 cho Diệp Chiến Thiên đập khấu đầu. Vì mạng sống, bọn hắn vốn là có thể không tiếc hết thảy. Hiện tại chỉ là dập đầu lại đáng là gì? Huống chi Diệp Chiến Thiên bối phận cao như vậy, dù là Lý Thiên Hạo đều phải hô một tiếng tiểu tổ tồn tại. Cho hắn dập đầu tính là gì? Tốt, các ngươi không có việc gì, cút qua một bên. Diệp Chiến Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lý Triệu hai nhà toàn bộ né tránh qua một bên. Lý Tử Nhiễm hít sâu một hơi, có thể hay không để bọn hắn cũng dập đầu, miễn đi vừa chết. Nàng không nghĩ Tiêu Phong bọn hắn không công chịu chết. Không được, sư mẫu chúng ta cùng ngươi cùng tiến thối. Sợ bọn họ làm cái gì, lớn không được chính là làm. Đúng, chúng ta cũng không phải ăn chay. Dù là hắn là lão hổ, cũng phải băng mấy khỏa răng ra tới. Chấm. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Lý Tử Nhiễm muốn ngăn cản đều ngăn cản không được. Tốt, rất tốt, ta rất thưởng thức. Vậy liền chết hết đi. Diệp Chiến Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Vô Đạo cũng cười to nói, Diệp Quân Lâm ngươi có thể tránh tới khi nào? Đã ngươi vứt bỏ bọn hắn, liền đem bọn hắn trước hết giết đi. Tới đi, để chúng ta nhìn xem Diệp tộc mạnh bao nhiêu. Mọi người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Liều chết một trận chiến. Giờ phút này. Thiên Sách phủ bên trong. Quân Quân đã gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nàng biết giờ phút này Diệp tộc đại quân đã tiếp cận, mẫu thân bọn hắn ở vào nguy hiểm. Phụ thân lại không tại, tất cả đều là mẫu thân một người gánh chịu. Chính nàng đi, tuyệt không phải Diệp Chiến Thiên đối thủ. Bởi vậy, nàng hướng Thiên Sách thần soái cầu viện. Kết quả bị Thiên Sách thần soái một tiếng cự tuyệt. Hắn lý do rất đơn giản, chuyện này bọn hắn không nhúng tay vào. Cũng không cách nào xử lý. Chỉ có Diệp Chiến Thiên đánh tới Thiên Sách phủ, bọn hắn mới có thể ra tay. Tại chuyện bên ngoài không có quan hệ gì với bọn họ. Không chỉ có như thế. Thiên Sách thần soái còn ra lệnh, không để bất luận kẻ nào đi viện trợ. Bao quát Quân Quân mấy vị sư phụ cũng không thể rời đi Thiên Sách phủ. Cứ như vậy, Quân Quân mời không đến bất luận cái gì viện quân đi cứu người. Thiên Sách thần soái còn đem nàng vây khốn. Không để nàng rời đi Thiên Sách phủ. Quân Quân đều muốn gấp nổ, lại không bất kỳ biện pháp. Chấm. Giữa sân đã tiến vào gay cấn trạng thái. Lý Tử Nhiễm bọn hắn đã là thấy chết không sờn thần thái, chuẩn bị kỹ càng cùng Diệp Chiến Thiên liều mạng. Diệp Quân Lâm ngươi cái không có lương tâm, chạy đi đâu rồi?
Đem ngươi lão bà cùng huynh đệ các đồ đệ lưu lại, đến đối mặt khó khăn. Ngươi thật không phải là người, mình cùng những nữ nhân khác chạy tới tiêu dao vui sướng. Lại muốn những người khác gánh chịu lỗi lầm của ngươi, ngươi tên súc sinh này. Diệp Quân Lâm, hôm nay nữ nhi của ta xảy ra chuyện, về sau ta nhất định bắt ngươi đầu người. Ngươi không phải là một món đồ. Đúng, Diệp Quân Lâm, ngươi nếu là cái nam nhân, ngươi liền ra tới đối mặt gánh chịu. Chấm. Nhìn thấy tình huống nguy cơ, Lý Văn Uyên vợ chồng đau lòng nữ nhi, phẫn nộ gào thét lớn. Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên bọn hắn nghe xong về sau đều cười. Chỉ có các ngươi là kẻ ngu, Diệp Quân Lâm là người thông minh. Nghe tới Diệp thị cổ tộc muốn làm hắn, đoán chừng đã sớm thiết kế tốt chạy trốn địa điểm cùng lộ tuyến. Diệp Lăng Thiên cảm thán nói, đoán chừng nghe được lão tổ thực lực, lập tức dọa chạy, liều cũng không dám liều. Cùng ta Diệp Quân Lâm liều hắn có thực lực kia sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến. Tựa như sâu trong hư không thiên lôi. Âm thanh này tựa như đột nhiên nổ vang tại mỗi người bên tai. Đem toàn trường tất cả mọi người giật mình kêu lên. Thật giống như là tiếng sấm đồng dạng. Diệp Lăng Thiên cùng Diệp Vô Đạo dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Lý Tử Nhiễm, Tiêu Phong, Thanh Long bọn hắn nghe được thanh âm quen thuộc, từng cái sắc mặt đại biến. Lão đại, sư phụ, hắn trở về rồi. Chúng ta trách oan hắn. Chấm. Biết là Diệp Quân Lâm trở về, Tiêu Phong bọn hắn vui đến phát khóc. Thật muốn khóc. Diệp Quân Lâm trở về. Liền không giống. Dù là hắn không có thực lực giải quyết hết thảy trước mắt, chí ít cùng mọi người đứng chung một chỗ cùng tiến thối là đủ. Dù là mọi người chết rồi, cũng là cười đi hoàng tuyền lộ. Lý Tử Nhiễm nghe được thanh âm quen thuộc, cũng cười. Hắn đến rồi. Thời khắc cuối cùng hắn không có vắng mặt. Dù là chết cũng đáng. Chấm. Diệp tộc người cũng từng cái biến sắc. Vừa mới còn tại trắng trợn chào phúng Diệp Quân Lâm đâu. Kết quả người ta đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này, chí ít tại ngoài trăm dặm a. Giữa sân nhất thanh tỉnh không ai qua được Diệp Chiến Thiên, Diệp Long Thiên mấy người. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện âm thanh này chí ít tại ngoài trăm dặm truyền đến. Dựa theo khoảng cách tính toán, người này còn tại Giang Bắc bên ngoài. Khủng bố, quá khủng bố đi. Cảm nhận được áp lực, mọi người sắc mặt đều biến. Thanh âm này làm sao nghe được có chút quen thuộc. Diệp Chiến Thiên tự lẩm bẩm. Nghe thanh âm này, cảm giác rất quen thuộc, giống như là ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Lại nghĩ không ra. Diệp Quân Lâm đến rồi. Vậy mà là Diệp Quân Lâm. Lão đại hắn không có chạy trốn. Hắn đến rồi, ta không cho phép bất luận kẻ nào lại chửi bới lão đại một câu. Đúng, ai lại chửi bới sư phụ một câu, ta liều mạng với hắn. Chấm. Lý Tử Nhiễm bên người đám người bắt đầu kích động. Lý Tử Nhiễm thẳng tắp cái eo, đối mặt Diệp tộc. Lúc đầu nàng liền không sợ, lần này càng không sợ. Đứng ở bên cạnh Lý Triệu hai nhà người cũng sắc mặt khó coi. Lúc đầu bọn hắn nhận định Diệp Quân Lâm lại sẽ không trở về, ai có thể nghĩ tới thời khắc cuối cùng hắn trở về. Chẳng qua bọn hắn cũng đang giễu cợt Diệp Quân Lâm đầu óc có bệnh. Lúc này trở về, không phải liền là chịu chết sao? Đầu óc có bệnh. Giống Lý Thùng Khuê, Lý Văn Hải bọn hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm còn có Thanh Long bọn hắn chịu chết hành vi. Bọn hắn cảm thấy hết thảy đều không đáng. Tình huống như thế nào? Diệp Chiến Thiên nhìn thấy đám người biến hóa, không khỏi hỏi. Lão tổ là Diệp Quân Lâm trở về. Vừa vặn a, vốn còn nghĩ giải quyết bầy kiến cỏ này về sau, lại đi tìm bọn họ. Diệp Vô Đạo lập tức nói. A, trở về rồi. Vừa vặn, ta đổ rất là hiếu kỳ cái này phạm phải tội lớn ngập trời Diệp Quân Lâm cái dạng gì. Diệp Chiến Thiên rất là hiếu kỳ. Những người khác Diệp Long Thiên bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Tốt, trước không động hắn nhóm, liền chờ cái này Diệp Quân Lâm đến. Giống như tiểu tử này thật sự có tài. Tốt nhất cường đại một điểm, không phải quá không có ý nghĩa. Diệp tộc quyết định tạm thời không động thủ. Chờ đợi Diệp Quân Lâm đến. Căn cứ phán đoán của bọn hắn Diệp Quân Lâm tại Giang Bắc bên ngoài, lại tới đây cần một chút thời gian. Nhưng sau một khắc, hai thân ảnh đã xuất hiện. CMN, đi một chuyến châu Nam cực chỗ sâu. Gắng sức đuổi theo, lại còn là đến trễ. Người chưa tới, Diệp Quân Lâm thanh âm đã truyền đến. Ba ngày này, hắn cùng Hiên Viên Thanh Nhã tại toàn thế giới tán loạn. Khắp nơi đều có thân ảnh của bọn hắn.
Cái này không. Đều là vội vàng gấp trở về. Dạng này gấp trở về quá mệt mỏi. Hiên Viên Thanh Nhã cũng lên tiếng nói. Càng phát ra quen thuộc. Cái này giọng của nữ nhân cũng rất quen thuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời Diệp Chiến Thiên đầu óc hỗn loạn. Thật nghĩ không ra là ai. Nương theo lấy thanh âm, Diệp Quân Lâm hai người đi đến. Nghe nói có người muốn chế tài lão tử nhìn xem là ai. Diệp Quân Lâm phách lối đạo. Diệp Quân Lâm này tấm phách lối bộ dáng muốn tại trước đó, phải tức chết Lý Tử Nhiễm bọn hắn. Cho rằng là kẻ yếu vô năng sủa loạn. Nhưng bây giờ lớn lối, tại mọi người xem ra rất bá đạo rất uy vũ. Là một loại không khuất phục biểu hiện. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Diệp Phô Đạo, Diệp Lăng Thiên bọn người vô cùng phẫn nộ. Diệp tộc mọi người thấy cái này khuôn mặt quen thuộc, nhao nhao vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Khuôn mặt này bọn hắn vĩnh viễn quên không được. Diệp Long Thiên bọn hắn nhao nhao nhìn lại. Bao quát Diệp Chiến Thiên ánh mắt cũng quét tới. Vừa vặn cùng Diệp Quân Lâm đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất hết thảy ngưng kết đông kết. Diệp Chiến Thiên trực tiếp sửng sốt, cả người không nhúc nhích. Oanh! Con người của hắn bỗng nhiên phóng đại, cẩn thận nhìn xem Diệp Quân Lâm. Lặp đi lặp lại xác nhận. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên Thanh Nhã, cũng cẩn thận nhiều lần xác nhận. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cuối cùng khẩn trương đến ngạt thở. Muốn khóc. Diệp Chiến Thiên trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất, một gương mặt trắng bệch vô cùng, so giấy trắng còn trắng. Cả người sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, quần áo ẩm ướt thấu thấu. Khắp khuôn mặt là tinh mịn mồ hôi lạnh, trên đầu còn bốc lên khí. Là bọn hắn. Là bọn hắn. Diệp Chiến Thiên bị hù dọa hồn bất phụ thể, đều muốn điên. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cả người đều đang đánh run rẩy. Chẳng qua sự chú ý của mọi người đều tại Diệp Quân Lâm trên thân, không ai chú ý hắn. Không thấy được hắn này tấm kinh hãi đến cực hạn bộ dáng. Chính là ngươi a, lại tới thử kiếm a. Diệp Quân Lâm cười nói. Răng rắc. Phù phù. Diệp Quân Lâm lời này mới ra, Diệp Chiến Thiên ngồi cái ghế đột nhiên sụp đổ. Cả người hắn một cái lảo đảo ngồi ngay đó. Động tĩnh khổng lồ dẫn tới toàn trường người chú ý. Tất cả mọi người con mắt không nháy mắt nhìn xem hắn. Làm sao rồi? Cái ghế chất lượng như thế không tốt. Vậy mà thoáng cái liền vỡ vụn rồi. Nhưng mấu chốt là sát thần mạnh như vậy người sẽ còn đặt mông ngồi ngay đó. Không thể nào hiểu được. Không cách nào tưởng tượng. Sẽ có một màn này xuất hiện. Một vị hoành ép thần bảng cấp cường giả lại đem cái ghế ngồi nát, còn ngồi ngay đó. Ta 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 ta. Diệp Chiến Thiên lắp bắp, phát ra thanh âm run rẩy. Hắn ngồi dưới đất, vậy mà hoảng sợ lui lại. Ánh mắt càng là cũng không dám nhìn Diệp Quân Lâm cùng Hiên Viên Thanh Nhã liếc mắt. Đây là làm sao rồi? Tất cả mọi người đang nghi ngờ Diệp Chiến Thiên đến cùng làm sao rồi? Làm sao hoảng sợ thành dạng này? Chẳng lẽ là Diệp Chiến Thiên bị té ngã trên đất, sợ hãi mất mặt mới như vậy? Chẳng qua xác thực. Diệp Chiến Thiên té ngã trên đất, xác thực có nhục sát thần chi tên. Không bình thường. Quá không bình thường. Nhưng cũng không đến nỗi a. Một đời sát thần vậy mà lại quẳng. Sẽ còn sợ đến như vậy. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, tâm lý tố chất kém như vậy a. Ta lại không bắt ngươi thế nào, nhìn ngươi bị hù dạng như vậy. Hiên Viên Thanh Nhã cũng phụ họa nói, chết cười ta, vậy mà sợ đến như vậy. Diệp Quân Lâm ngươi chớ có ngông cuồng, cái này có quan hệ gì tới ngươi, trả lại ngươi dọa đến, ngươi có bản sự kia sao? Diệp Phô Đạo lập tức nói. Đúng, Diệp Quân Lâm ngươi cái này con rùa đen rút đầu, đến lúc này mới xuất hiện. Diệp Lăng Thiên cũng giễu cợt nói. Vì để tránh cho xấu hổ, đám người mau đem Diệp Chiến Thiên nâng đỡ. Diệp Long Thiên nhìn ra một chút manh mối đến, lặng lẽ ghé vào Diệp Chiến Thiên bên tai nói, sư huynh không có sao chứ. Diệp Chiến Thiên tận lực bình phục cảm xúc, hạ giọng nói, ta không sao, khả năng thụ ta sát tính quá nặng ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi, gần đây nhìn ngươi đều không bình thường, hẳn là ngươi luyện công khả năng ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới. Diệp Long Thiên nói, phải như vậy đi. Diệp Chiến Thiên cúi đầu, không dám nhìn Diệp Quân Lâm hai người. Hắn không dám nói cho mọi người, là bởi vì sợ Diệp Quân Lâm mới như vậy. Nhìn thấy Diệp Chiến Thiên không có việc gì, Diệp Vô Đạo lập tức chỉ vào Diệp Quân Lâm nói, sư bá đây chính là Diệp Quân Lâm.
Đây chính là chúng ta muốn xử phạt người. Không chỉ có Diệp Vô Đạo, còn có Diệp Lăng Thiên chờ Diệp tộc người nhao nhao hưng phấn hô, Diệp Quân Lâm tử kỳ của ngươi đến. Diệp thị cổ tộc lão tổ liệt ra ngươi tội lớn ngập trời đến. Muốn đối ngươi tiến hành chế tài. Chế tài Diệp Quân Lâm. Chế tài Diệp Quân Lâm. Chấm. Đám người nhao nhao hô lớn. Nhìn thấy Diệp Chiến Thiên còn tại cúi đầu, Diệp Vô Đạo lập tức đẩy hắn. Sư bá ngài mau nhìn a, đây chính là Diệp Quân Lâm. Chính là hắn giết Diệp Thần. Chính là hắn. Ba. Chỉ là Diệp Chiến Thiên bỗng nhiên một bàn tay quất vào Diệp Vô Đạo trên mặt. Một tát này tụ lực quá đủ. Vậy mà một bàn tay đem Diệp Vô Đạo quất bay ra ngoài. Đem đằng sau một mảng lớn rừng cây triệt để phá hủy. Phốc. Phốc. Chấm. Ngã xuống đất sau Diệp Vô Đạo thân thể kịch liệt run rẩy, ngã xuống đất lăn lộn, lật một vòng lại một vòng. Trong miệng cốt cốt bốc lên máu tươi. Hắn diện mục máu thịt be bét. Toàn thân gân mạch cỗ đoạn. Gần chết. Diệp Vô Đạo bị sát thần một bàn tay rút gần chết. Cái này cần thua thiệt Diệp Vô Đạo thực lực mạnh, không phải tại sát thần không giữ lại chút nào một kích dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Chiến Thiên là thật giận. Hắn có thể không biết Diệp Quân Lâm sao. Kia là hắn sợ nhất người, cũng là cái thứ nhất đánh bại hắn người a. Kết quả Diệp Vô Đạo ở nơi nào bức bức không ngừng. Diệp Chiến Thiên bị triệt để chọc giận, một kích này không chút nào lưu thủ. Kém chút đem Diệp Vô Đạo đánh chết. Mộng. Toàn trường tất cả mọi người mộng. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Chiến Thiên sẽ động thủ, đánh vẫn là Diệp Vô Đạo. Vì cái gì? Đến cùng làm sao rồi? Đám người không hiểu. Liền Diệp Long Thiên mấy vị lão tổ đều không để ý giải. Diệp Chiến Thiên sẽ đánh Diệp Vô Đạo. Không có khả năng a. Lý Tử Nhiễm, Thanh Long cùng Lý Triệu hai nhà người càng thêm mộng. Diệp Chiến Thiên không đối phó Diệp Quân Lâm, kết quả đánh Diệp Vô Đạo. Còn xuống tay như thế hung ác. Diệp Vô Đạo đều muốn bị đánh chết đi. Đây hết thảy vì cái gì a? Chẳng lẽ nói sát thần hỉ nộ vô thường? Tính tình không tốt suy nghĩ. Diệp Long Thiên vừa muốn hỏi thăm nguyên nhân, chỉ thấy Diệp Chiến Thiên bỗng nhiên đứng dậy. A, mọi người nghi hoặc hắn muốn làm cái gì? Ba, chỉ thấy Diệp Chiến Thiên bỗng nhiên đi vào Diệp Lăng Thiên trên thân, một bàn tay quất vào trên mặt Diệp Lăng Thiên trên mặt. Phốc, Diệp Lăng Thiên trực tiếp bay ra ngoài, tựa như diều đứt dây. Một tát này không có sát thần vừa rồi giúp Diệp Vô Đạo mạnh như vậy. Chẳng qua cũng phải Diệp Lăng Thiên nửa cái mạng. Ba. Sát thần không dừng lại. Lại một bàn tay đem Diệp Thiên Lân quất bay. Ba. Lại một bàn tay đem Diệp Cuồng Lan quất bay. Chấm. Sát thần vẫn còn tiếp tục. Một bàn tay quất vào Diệp tộc mỗi một vị thành viên trên mặt. Mà lại những người này đều là vừa mới hô qua muốn xử phạt Diệp Quân Lâm người. Nhìn tư thế, Diệp Chiến Thiên sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. 10 cái. Chấm. 20 cái. Chấm. 50. Chấm. 100. Chấm. 300. Chấm. 486 người. Diệp tộc thành viên lần này trừ Diệp Chiến Thiên mấy vị Diệp thị cổ tộc đến bên ngoài, tổng cộng đến 486 người. Hiện tại 486 người không có một cái đứng. Diệp Chiến Thiên không sợ người khác làm phiền lần lượt rút cái tát, đem hơn 400 người toàn bộ quất bay. Mỗi người đều rút gần chết. Không có thần dược, Diệp tộc những người này tối thiểu phải tu dưỡng nhiều năm mới có thể khôi phục. Thậm chí khôi phục về sau, thực lực có thể hay không đến trước đó đều là cái vấn đề. Nhất là Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên phía trước nhất mấy người thụ thương nặng nhất. Bọn hắn khả năng còn có nguy hiểm tính mạng. Dù là khôi phục, thực lực cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cần thiên tài địa bảo tới cứu. Mấu chốt là không nghĩ ra. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Vì sao Diệp Chiến Thiên sẽ động thủ? Không đánh Diệp Quân Lâm, ngược lại đem Diệp thị tộc nhân toàn bộ rút một lần. Vắt hết óc đều không nghĩ ra. Ngu nhất mắt vẫn là Lý Tử Nhiễm bọn hắn. Dường như Diệp Quân Lâm đến về sau, cái này sát thần liền tính tình đại biến. Diệp Chiến Thiên liếc nhìn toàn trường một vòng, ta xem ai dám nói thêm câu nữa chế tải Diệp Quân Lâm. Còn có ai? Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Trầm mặc. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Nơi nào còn có người dám nói chuyện. Vừa mới nói chuyện qua toàn bộ ngã trên mặt đất đau khổ lăn lộn, thoi thóp. Đứng lại không người dám nói. Mắt trợn tròn. Toàn trường tất cả mọi người chết lặng.
mỗi người trong suy nghĩ đều có một cái nghi vấn, vì cái gì? Diệp Chiến Thiên vì sao vô duyên vô cớ đối với mình người động thủ? Một chút cũng không có nương tay, đem Diệp Vô Đạo kém chút đều hút chết. Hắn không phải tới đối phó Diệp Quân Lâm sao? Làm sao khi nhìn đến Diệp Quân Lâm về sau tính tình đại biến, đối Diệp Vô Đạo những người này xuống tay rồi? Không bình thường. Quá không bình thường. Tất cả mọi người xem không hiểu. Căn bản không rõ cái gì nguyên do. Nghĩ mãi không thông. Mọi người còn vô ý thức nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Không có lý do a. Diệp Quân Lâm không có khả năng để Diệp Chiến Thiên đánh Diệp Vô Đạo bọn hắn a. Không thể nào a. Hắn có thể có cái gì ma lực? Hắn cũng không có cái này bối cảnh cùng thực lực a. Chẳng lẽ là Hiên Viên Thanh Nhã? Không. Vừa mới Diệp Chiến Thiên cũng nói, không có đem Thiên Sách Phủ đưa vào mắt. Một cái Hiên Viên Thanh Nhã càng sẽ không để người có phản ứng lớn như vậy. Không nghĩ ra. Lý Tử Nhiễm bọn hắn đầu nổ, đều nghĩ không ra cái như thế về sau. Cho dù là Diệp Long Thiên mấy vị Diệp thị cổ tộc các trưởng lão đều không nghĩ ra. Không sai. Diệp Chiến Thiên là tính tình không chừng, rất dễ dàng bùng nổ giết chóc. Nhưng bọn hắn cùng Diệp Chiến Thiên sớm chiều ở chung, hắn khởi sướng điên đến, không ai có thể ngăn cản. Nhưng cho tới bây giờ không đối phó người một nhà a. Điểm ấy lý trí hắn một mực có. Đối Diệp Vô Đạo càng là yêu thương phải phép. Làm sao lại hạ nặng tay? Không có khả năng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn ra. Đi, toàn bộ đi. Diệp Chiến Thiên rời đi. Càng chạy càng nhanh, cuối cùng là đang chạy. Nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như nhìn thấy thiên địch đồng dạng, có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Diệp Long Thiên bọn hắn mộng là mộng, nhưng vẫn là lập tức đi theo. Đúng, bọn hắn đều muốn mang đi. Chấm. Cuối cùng Diệp tộc gần 500 người lẫn nhau đỡ lấy rời đi. Về phần Diệp Vô Đạo, Diệp Lăng Thiên những này là bị người giống như chó chết kéo lấy rời đi. Dù là người đi rất nhiều thời gian, mọi người vẫn là ở vào mộng trạng thái. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sinh ra chuyển biến lớn như vậy. Còn có không phải đến chế tài Diệp Quân Lâm sao? Diệp Quân Lâm người thật tốt đây này, làm sao liền rời đi rồi? Nhìn không hiểu. Cái này một đợt thật không có người xem hiểu. Thanh Long cau mày, phân tích nói, ta suy đoán là Diệp Vô Đạo bọn hắn bao biện làm thay, không thấy rõ ràng địa vị của mình, đến chi phối đến mệnh lệnh sát thần. Đoán chừng hành động như vậy chọc giận sát thần. Lời này mới ra. Mọi người lập tức nghĩ đến phía trước Diệp Vô Đạo bọn hắn thật là tại chi phối Diệp Chiến Thiên, điên cuồng cho hắn nói là Diệp Quân Lâm, điên cuồng muốn Diệp Chiến Thiên chế tải Diệp Quân Lâm. Hành động như vậy chọc giận Diệp Chiến Thiên cũng là bình thường. Tất cả mọi người cảm thấy Thanh Long lời giải thích này hợp lý. Diệp Vô Đạo bọn người xúc phạm sát thần uy nghiêm, sát thần giáo huấn bọn hắn. Lại cảm thấy ở trước mặt người ngoài bị mất mặt, bởi vậy rời đi. Phân tích quá hợp lý. Tuyệt đối là dạng này. Nhớ tới vừa mới sát thần động thủ hình tượng, mọi người đã cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Hết thảy đều thật đáng sợ. Cái này nếu là Diệp Chiến Thiên hướng bọn hắn động thủ, một cái đều chạy không thoát a. Căn bản đối kháng không được. Các ngươi nói Diệp Chiến Thiên có thể hay không trở lại? Kỳ Lân hỏi. Cái này cũng là mọi người lo lắng một điểm. Lần này nguy nan tránh thoát, nhưng lần sau đâu? Dựa theo Diệp tộc phong cách hành sự, tuyệt sẽ không bỏ qua Diệp Quân Lâm. Sẽ không. Thanh âm vang lên, lại là Diệp Quân Lâm nói. Vì cái gì? Mọi người nghi hoặc không hiểu hỏi. Bởi vì hắn sợ cũng không kịp, chớ nói chi là tìm ta phiền phức. Diệp Quân Lâm nói. A, sợ, Diệp Chiến Thiên sợ cái gì a? Hắn liền Thiên Sách Phủ còn không sợ. Mọi người càng phát ra nghi hoặc. Hắn sợ ta. Cũng là bởi vì sợ ta. Nhìn thấy ta, mới có thể đánh người Diệp ra. Mới có thể xám xịt chạy. Nghe xong Diệp Quân Lâm giải thích, tất cả mọi người sửng sốt. Sát thần sẽ sợ Diệp Quân Lâm. Làm sao có thể? Cái này là chuyện không thể nào. Diệp Chiến Thiên thực lực gì, mọi người vừa rồi sâu sắc cảm nhận được. Đối với thần bảng cường giả đều là miểu sát. Diệp Vô Đạo loại cấp bậc kia bị một bàn tay rút thành như thế. Diệp Quân Lâm dạng này, tại sát thần trước mặt liền một con côn trùng cũng không sánh nổi. Mọi người coi như Diệp Quân Lâm tại kể chuyện cười. Một bên khác,
Diệp Long Thiên bọn hắn phân tích cũng cùng Thanh Long không sai biệt lắm. Đại khái suất là Diệp Vô Đạo bao biện làm thay hành vi chọc giận Diệp Chiến Thiên. Diệp tộc trở lại kinh thành về sau. Trong tộc thành viên vừa kinh vừa sợ. Làm sao ra ngoài chế tài Diệp Quân Lâm, ngược lại là nhắc trở về một đống thương binh. Đúng lúc này đợi, Diệp Chiến Thiên lên tiếng. Đem mọi người tập trung lại. Ta muốn nói hai điểm. Thứ nhất, đem trong tộc mang ra dược vật toàn bộ dùng trên người bọn hắn. Ta sẽ đích thân cho Vô Đạo, Lăng Thiên bọn hắn chữa thương. Lời này mới ra. Tất cả mọi người kinh ngạc. Diệp Chiến Thiên cuối cùng là muốn làm gì? Vừa mới đả thương tất cả mọi người, sau khi trở về lại muốn tốn hao thật nhiều thời gian cứu. Cái này đang làm cái gì? Mấu chốt cũng không phù hợp Diệp Chiến Thiên phong cách a. Nếu là hắn làm sai sự tình, giết nhầm người cũng sẽ không giải quyết được gì. Như loại này đả thương người, trở lại cứu, càng không khả năng. Cái này không phải là phong cách của hắn. Kỳ quái, quá kỳ quái. Thoi thóp Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên càng là không hiểu sát thần hành vi. Dường như Diệp Quân Lâm đến về sau, hắn liền biến. Người có nộ khí hướng Diệp Quân Lâm phát tiết a. Cho chúng ta phát tiết làm gì? Xong việc còn muốn cứu chúng ta. Có phải là nhàn? Thứ hai, từ giờ trở đi, Diệp tộc tất cả thành viên đều thành thật thật ở lại, không được hướng Diệp Quân Lâm cùng quân quân tìm phiền toái. Để ta biết, giết không tha. Diệp Chiến Thiên lời này mới ra. Lập tức có rất nhiều người hỏi, vì cái gì? Diệp Quân Lâm thế nhưng là Diệp tộc tội nhân, lẽ ra nhận hết tộc quy xử phạt. Còn có quân quân là ta Diệp tộc huyết mạch, sao có thể khiến người khác bồi dưỡng? Liền Diệp Long Thiên đều không để ý giải. Quyết định của ta các ngươi dám chất vấn. Diệp Chiến Thiên lời này mới ra, thanh âm nghi ngờ lập tức không có. Tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng. Nghe kỹ, quyết định của ta cũng là Diệp thị cổ tộc quyết định. Ta không hy vọng nghe được chất vấn thanh âm nghi ngờ. Diệp tộc người lại không có một cái dám chất vấn hoặc là cái khác. Vội vàng trị liệu người bị thương. Diệp Chiến Thiên trở lại mình độc viện về sau, bắt đầu thở hồng hộc. Càng là đặt mông ngồi ngay đó, cả người bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cả người hai chân run rẩy, đứng lên cũng không nổi. Phía trước thật là một hơi dáng chống đỡ. Dáng chống đỡ lấy hắn đánh xong Diệp tộc tất cả mọi người, dáng chống đỡ lấy hắn trở lại kinh thành. Cùng Diệp tộc người sau khi tách ra, hắn khẩu khí này đến cùng. Rốt cục nhịn không được. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Diệp Quân Lâm chính là thử kiếm vị nào. Diệp Quân Lâm thực lực cường đại cỡ nào, tuyệt không phải hắn có thể nhô ra đến. Nhưng hắn có thể dễ dàng đánh bại chính mình. Thanh kiếm kia chỉ cần hơi làm điểm lực, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật đáng sợ. May mắn hắn phản ứng nhanh. Đem Diệp Vô Đạo bọn người lần lượt rút một lần. Còn tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi đó, thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Diệp Chiến Thiên không cách nào tưởng tượng. Hắn cảm thấy hốc mắt có chút ướt át. Lại khóc. Lão Thiên là không phải cố ý đùa bỡn ta. Ta muốn đối phó cửu địch lại chính là người đánh bại ta. Diệp Chiến Thiên càng nghĩ càng uất ức, khóc đến khóc không thành tiếng. Cả người giãy giụa lấy muốn đứng dậy, vừa vặn rất tốt mấy lần sau đều thất bại. Hắn càng cảm giác hơn có chút nước tiểu cảm giác. Muốn bị dọa nước tiểu. Nơi xa một bóng người chính nhìn xem nơi này, hắn từng bước một đi tới. Sư huynh ta sớm phát hiện ngươi không thích hợp, đến cùng làm sao vậy, ngươi nói với ta. Hóa ra là Diệp Long Thiên. Không cho phép giấu giếm ta. Ngươi chừng nào thì đến? Diệp Chiến Thiên run rẩy hỏi. Hắn bởi vì khẩn trương sợ hãi, thậm chí ngay cả Diệp Long Thiên đến đều không có phát giác được. Cái này muốn trước kia là không thể nào. Nếu như Diệp Long Thiên là địch nhân ám sát hắn, tuyệt đối phải tay. Diệp Long Thiên thở dài một tiếng, sư huynh kỳ thật ta đã sớm phát giác được ngươi không bình thường. Sát đao đoạn mất giải thích của ngươi đều là biên A. Ngươi có cái logic sai lầm. Sát đao chất liệu ngươi so bất luận cái gì ngươi đều hiểu A. Không thể phá vỡ, dù là liền là chính ngươi cũng không có khả năng đánh gãy. Ta suy đoán, ngươi sát đao sẽ không phải là bị người đánh gãy A. Cứ việc Diệp Long Thiên cảm thấy khả năng này cơ hồ là số 0. Nhưng vẫn là có khả năng. Hắn vô ý thức hỏi lên. Không nghĩ tới chính là Diệp Chiến Thiên vậy mà gật gật đầu, đúng, không sai. Sát đao không phải chính ta làm gãy. Ta tự đánh mình không ngừng, là những người khác đánh gãy. À, thật,
Diệp Long Thiên vừa kinh vừa sợ. Thật sự chính là những người khác đánh gãy. Hắn có một cái so ta sát đao cường đại gấp trăm lần nghìn lần thần kiếm, nhẹ nhõm đem sát đao chặt đứt. Đây không phải mấu chốt, là thực lực của hắn a. Hắn dễ dàng liền có thể đem ta đánh bại, cảm giác đều vô dụng 1% lực lượng liền đánh bại ta. Hắn tìm ta nguyên nhân vậy mà là vì thử kiếm. Chấm. Diệp Chiến Thiên đem Diệp Quân Lâm tìm hắn thử kiếm sự tình toàn bộ nói ra. Diệp Long Thiên chấn động vô cùng. Cái này. Diệp Chiến Thiên đều sẽ bại. Hắn thực sự nghĩ không ra Diệp thì cổ tộc còn có ai có thể đối phó hắn. Trên thế giới này lại còn có loại này có thể đánh bại dễ dàng Diệp Chiến Thiên người. Ngươi biết đánh bại ta người là ai chăng? Diệp Chiến Thiên hỏi. Nên, sẽ không phải là Diệp Quân Lâm a. Không biết vì sao, Diệp Long Thiên trong đầu xuất hiện cái tên này. Không sai, chính là hắn. Nghe nói như thế về sau, Diệp Long Thiên minh bạch. Hết thảy đều minh bạch. Diệp Chiến Thiên một hệ liệt cử động khác thường đều lý giải. Kỳ thật hắn không phải thật sự muốn đánh giết Diệp Vô Đạo bọn hắn. Hắn là tại bảo vệ Diệp tộc người a. Nếu không phải hắn dạng này bảo hộ, sợ là Diệp tộc người hôm nay toàn xong. Thậm chí liền Diệp thị cổ tộc đều muốn bị liên lụy. Cử chỉ sáng suốt. Bây giờ suy nghĩ một chút Diệp Chiến Thiên cái này chuyện làm tuyệt. Thật sự là không nghĩ tới thế tục Diệp tộc lại có như vậy nghịch thiên tồn tại. Cái này dù là đến Diệp thị cổ tộc cũng là tuyệt đối lãnh tụ a. Ta nghĩ không ra ai có thể là đối thủ của hắn. Diệp Long Thiên đổ rút khí lạnh. Diệp Chiến Thiên gật gật đầu, cũng là bởi vì sâu không lường được mới đáng sợ. Liền ta đều đo không ra cực hạn của hắn ở nơi nào. Ai, ta thật là một cái phế vật, chưa từng bại qua, cái này bại một lần lại bị bại triệt để như vậy. Kỳ thật sư huynh ngươi không cần uể oải, ngươi nghĩ như vậy, Diệp Quân Lâm thế nhưng là Diệp tộc lá huyết mạch. Kỳ thật ngươi thua bởi chính mình hậu thế, cũng không phải người ngoài. Diệp Long Thiên an ủi. Nghe vậy, Diệp Chiến Thiên đôi mắt bên trong sáng lên, đúng a? Dựa theo bối phận hắn phải gọi ta một tiếng lão tổ đâu. Tâm tình của hắn một chút sáng sủa rất nhiều. Chẳng qua hắn lợi hại như vậy, vì sao mọi người cũng không biết. Diệp Vô Đạo những cái này đồ đần còn muốn bắt hắn động đao. Diệp Long Thiên suy nghĩ một chút nói, hẳn là hắn có kế hoạch gì đi, tạm thời không nghĩ bại lộ thực lực đi. Vậy chúng ta cũng phải vì hắn bảo thủ bí mật, không thể phá hư chuyện của hắn. Đây là nhất định. Đã ta Diệp tộc có lợi hại như vậy hậu bối, nếu là hắn đến Diệp tộc, vậy ta Diệp tộc trực tiếp chẳng phải là ép Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc một đầu. Diệp Chiến Thiên mạnh mẽ gật đầu, vậy khẳng định. Hắn muốn gia nhập Diệp thị cổ tộc, ta Diệp tộc quét ngang vô địch thiên hạ. Diệp tộc ra dạng này huyết mạch, chúng ta hẳn là lập tức nói cho Diệp thị cổ tộc. Để toàn tộc người họp, lấy thêm ra Diệp thị cổ tộc lễ nghi cao nhất đem người đón về. Đối Diệp Long Thiên đề nghị, Diệp Chiến Thiên biểu thị đồng ý, loại này hậu đại không tiếc bất cứ giá nào muốn mời về. Biết Diệp Quân Lâm thực lực chân thật sau. Diệp Long Thiên liền bức thiết muốn để Diệp Quân Lâm trở về Diệp tộc. Chẳng qua không phải vũ lực, mà là lễ nghi cao nhất. Muốn dùng tối ưu dày điều kiện hấp dẫn Diệp Quân Lâm trở về. Rất nhanh Diệp Long Thiên đem chuyện này nói cho đồng hành đến mấy vị trưởng lão. Bọn hắn biết về sau, cũng là khiếp sợ không thôi. Cũng cùng Diệp Chiến Thiên hai người đồng dạng ý nghĩ. Đem Diệp Quân Lâm mời về đi. Cho hắn khôi phục Diệp tộc tử đệ thân phận. Dạng này, hai người các ngươi tranh thủ thời gian hồi tộc bên trong nói cho tộc trưởng bọn hắn tin tức. Để lời nói có trọng lượng toàn bộ tới đây. Chúng ta đây, lập tức đi cùng Diệp Quân Lâm thảo luận. Xem hắn có cái gì điều kiện. Diệp Long Thiên thu xếp sau. Hai vị trưởng lão lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Diệp thị cổ tộc. Ta trước tiên đem người chữa khỏi đi. Không phải đều muốn mất mạng. Diệp Chiến Thiên hai người sau đó cho Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên chữa thương. Hai người này thụ thương nặng nhất. Đều nhanh muốn chết rồi. Diệp Chiến Thiên hai người cũng là dốc hết toàn lực trị liệu bọn hắn. Đem tốt nhất thuốc toàn bộ đem ra. Sau đó không lâu, hai người thoát ly nguy hiểm tính mạng. Diệp Vô Đạo thậm chí có thần trí, tỉnh lại. Sư bá ta sẽ không trách ngươi. Ngươi giáo huấn ta, tự nhiên có đạo lý của ngươi. Sư bá chờ ta khôi phục về sau, ta đi chế tải Diệp Quân Lâm. Chỉ là một cái Diệp Quân Lâm không đáng ngài ra tay. Là ta không có ý thức được điểm này. Diệp Vô Đạo nói, hắn còn tưởng rằng Diệp Chiến Thiên đánh hắn, là bởi vì đại tài tiểu dụng.
cầm sát thần đi chế tải Diệp Quân Lâm. Oanh! Nghe được Diệp Quân Lâm danh tự, hai người sắc mặt lập tức biến. Cứng tại nơi nào, không nói lời nào. Sư phụ, sư bá các ngươi làm sao rồi? Là ta nói sai lời nói sao? Diệp Vô Đạo nghi ngờ nói. Bên cạnh tỉnh lại Diệp Lăng Thiên cũng phụ họa nói, đúng. Không sai, Diệp Quân Lâm loại tiểu nhân vật này, nơi nào đến phiên hai vị lão tổ ra tay a, chúng ta đối phó là được. Càng cứng. Hai người sắc mặt. Ầm. Một giây sau, Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Long Thiên hai người ăn ý một người một quyền đem Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên đánh ngất xỉu. Ngậm miệng hôn mê không tốt sao? Liền các ngươi nói nhảm nhiều. Hai người tức điên. Trị liệu hai người về sau, bọn hắn lần nữa xuất phát tiến về Giang Bắc. Lúc này Diệp thị cổ tộc tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn tin tức đã truyền đến. Gọi hai người đi trước đàm phán. Bọn hắn sau đó liền đến nơi này. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão phát ra mệnh lệnh, vô luận Diệp Quân Lâm đưa ra yêu cầu gì, đều muốn đáp ứng. Lần này nhất định phải để Diệp Quân Lâm trở lại Diệp tộc. Thí dụ như giết Diệp Lăng Thiên, Diệp Vô Đạo chi lưu đều có thể. Bất kỳ điều kiện gì đều có thể thỏa mãn. Đều có thể thương lượng. Đạt được mệnh lệnh của tộc trưởng về sau, hai người đối lần này đàm phán càng phát có lòng tin. Làm hai người tới Giang Bắc thời điểm. Đem phía ngoài thủ vệ dọa sợ. Trong biệt thự, Diệp Quân Lâm bọn hắn còn tại cùng một chỗ. Không tốt, việc lớn không tốt. Vừa mới thám tử của chúng ta đến tin tức. Nói sát thần Diệp Chiến Thiên quay về Giang Bắc, trước mắt ngay tại hướng nơi này đi tới. Lời này mới ra. Trong biệt thự, tĩnh mịch một mảnh. Trầm mặc im ắng. Mọi người nghĩ tới Diệp tộc khả năng còn sẽ tới. Thật không nghĩ đến tốc độ nhanh như vậy. Lúc này mọi người toàn bộ nhìn về phía Diệp Quân Lâm, ngươi không phải nói Diệp Chiến Thiên sợ ngươi không dám tới sao? Làm sao nhanh như vậy liền đến rồi? Ngươi lời nói dối tự sụp đổ a. Lý Tử Nhiễm càng là cười lạnh. Diệp Quân Lâm xấu hổ không? Đánh mặt không, người ta không sợ ngươi, người ta lại tới. Trước đó mọi người phối hợp ngươi diễn kịch, thỏa mãn ngươi lòng hư vinh. Ngươi đừng lên nghiện a, người khác cũng không nuông chiều ngươi. Diệp Quân Lâm cũng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết Diệp Chiến Thiên không dám tới. Làm sao tiểu tử này còn dám tới? Liền Hiên Viên Thanh Nhã cũng là vô cùng nghi hoặc. Diệp Chiến Thiên thật không sợ. Còn dám tới? Làm sao bây giờ? Chạy dường như không kịp, người thật giống như đã đến. Lý Tử Nhiễm cười lạnh, người ta sợ Diệp Quân Lâm, chúng ta liền nhìn xem Diệp Quân Lâm có thể hay không dọa chạy. Diệp Quân Lâm thật muốn biết tiểu tử này là làm gì đến. Nếu như hắn đến gây sự, Diệp Quân Lâm sẽ không lưu thủ. Chuyện khác còn dễ nói. Chẳng qua gây chuyện lời nói, lượng hắn cũng không có lá gan này. Diệp tộc Diệp Chiến Thiên, Diệp Long Thiên đến đây bái phỏng. Người ở bên ngoài, một thanh âm đã truyền đến. Nghe được câu này, Diệp Quân Lâm đã đại khái minh bạch Diệp Chiến Thiên bọn hắn đến dụng ý. Đây là đến nhà bái phỏng ý tứ, mà không phải đến tìm sự tình. Nhưng lời này nghe vào Lý Tử Nhiễm bọn hắn liền biến vị, tại mọi người xem ra chính là phách lối bá đạo. Dù sao để sát thần đến nhà bái phỏng, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nào có tư cách kia. Vào đi. Diệp Quân Lâm đáp lại nói. Mọi người nhao nhao nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt. Lá gan thật to lớn a. Căn bản không sợ chết sao? Đạt được đáp lại sau. Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Long Thiên hai người tiến vào. Lý Tử Nhiễm bọn hắn nghiêm chỉnh mà đối đãi, như lâm đại địch. Nhìn chòng chọc vào hai người. Các ngươi những người khác rời đi trước. Diệp Chiến Thiên nhìn Lý Tử Nhiễm đám người liếc mắt rồi nói ra. Mang theo vài phần mệnh lệnh ý vị. Chẳng qua hắn vô ý thức nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt. Nhìn thấy hắn sắc mặt bình thường. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đám người sững sờ, chẳng qua không có người xê dịch bước chân. Bọn hắn làm sao bỏ mặc Diệp Quân Lâm một người ở chỗ này đây? Không được, kiên quyết không thể rời đi. Tất cả mọi người thấy chết không sờn. Ha ha, chúng ta muốn tìm hắn hỏi một vài thứ. Chúng ta muốn thật sự là động thủ, các ngươi tại hoặc là không tại. Có quan hệ sao? Diệp Long Thiên nhìn đám người liếc mắt cười lạnh nói. Diệp Chiến Thiên cũng âm thanh lạnh lùng nói, cút nhanh lên. Không phải bức ta động thủ mời các ngươi rời đi sao? Lời này mới ra, Lý Tử Nhiễm bọn hắn đều do dự. Hai mặt nhìn nhau, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ.
Nếu như sát thần muốn động thủ, hoàn toàn chính xác bọn hắn có hay không tại đều như thế. Toàn bộ đều là pháo hôi. Chênh lệch quá lớn. Nếu như bọn hắn là đến giết Diệp Quân Lâm, làm gì cùng bọn hắn như vậy nói nhảm, trực tiếp động thủ chính là. Làm như thế nguyên nhân, đoán chừng là có chuyện muốn hỏi Diệp Quân Lâm. Hơn phân nửa là bọn hắn Diệp tộc mình sự tình đi. Vô luận như thế nào, Diệp Quân Lâm trên thân chảy xuôi Diệp tộc huyết mạch. Đây là không thể phủ nhận. Tốt a, chúng ta đi ra ngoài trước, có chuyện trực tiếp kêu chúng ta. Lý Tử Nhiễm chỉ có thể cùng mọi người rút khỏi biệt thự. Đem địa phương lưu lại. Hiên Viên tiểu thư, Lý Tử Nhiễm chuẩn bị đem Hiên Viên Thanh Nhã cũng hô lên đi. Không cần, nàng có thể lưu lại. Diệp Chiến Thiên lập tức nói. Đợi đến đám người rời đi về sau, Diệp Chiến Thiên đã trang không ngừng. Hồng hộc, thở hồng hộc. Hai người càng là 90 độ cúi đầu khom lưng, đối Diệp Quân Lâm cung kính nói, tông sư ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Bọn hắn dứt bỏ thân phận, chỉ lấy thực lực luận. Nói đi, đến sự tình gì, có phải là muốn ta trở về Diệp tộc, xác thực nói là Diệp thị cổ tộc. Diệp Quân Lâm nói, cái này, Diệp Chiến Thiên hai người liếc nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy rung động. Hắn biết rồi, cái này, đúng là, tông sư, trước đó đều là hiểu lầm, chúng ta nghe tin một chút tiểu bối ăn nói linh tinh. Chúng ta điều tra chuyện đã xảy ra, Diệp thần hắn là đã làm sai trước, ba lần bốn lượt muốn giết tông sư cùng với mẫu thân. Hắn là chết chưa hết tội, kinh thành Diệp tộc bọn hắn làm ra đủ loại việc ác. Đầy đủ bọn hắn diệt tộc, tông sư ngươi đã là quá nhân từ, hết thảy đều là bọn hắn tự gây nghiệt thì không thể sống. Diệp Chiến Thiên hai người nói. Diệp Quân Lâm cùng Hiên Viên Thanh Nhã đều cười. Thời đại này chính là mạnh được yếu thua pháp tắc a. Nếu như Diệp Quân Lâm không cường đại, đây hết thảy sẽ xuất hiện sao? Sẽ không. Không biết Diệp Quân Lâm thực lực trước, từng cái liền quyết định đều là lỗi của hắn, đều là tội của hắn, muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Thế nhưng là biết Diệp Quân Lâm thực lực về sau, ngược lại thừa nhận tội của mình. Thời đại này, không có đúng và sai. Chỉ có mạnh yếu. Chúng ta đã biết sai. Cần chúng ta đem kinh thành Diệp tộc diệt tộc sao? Chỉ cần tông sư ngài một câu, chúng ta lập tức đi động thủ. Đem kinh thành Diệp tộc biến mất. Diệp Long Thiên nói. Diệp Quân Lâm ý cười càng đậm. Luôn miệng nói tuyệt không thể động trong tộc đồng bào huyết mạch. Hiện tại vì lấy lòng mình, không tiếc diệt đi nhất tộc. Buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Có lẽ tông sư ngài muốn bọn hắn sám hối, ta lập tức để kinh thành Diệp tộc tất cả mọi người đến. Quỳ gối ngài cùng mẫu thân của ngài trước mặt sám hối. Diệp Chiến Thiên lại hỏi. Hiện tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng Diệp Quân Lâm. Muốn cái gì, trên cơ bản đều có thể đáp ứng. Đừng lằng nhà lằng nhằng. Không phải liền là muốn để ta trở về Diệp tộc sao? Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Đúng đúng đúng, chúng ta, không chỉ có là chúng ta đã thông cáo Diệp thị cổ tộc tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn cùng tất cả cao tầng. Bọn hắn đều nhất trí muốn để tông sư ngài trở về Diệp tộc. Hiện tại tộc trưởng mang theo tất cả mọi người chính đang trên đường tới. Tộc trưởng muốn đích thân mời ngài trở về Diệp tộc. Tộc trưởng nói để tỏ lòng chúng ta thành tâm, không tiếc bất cứ giá nào mời ngài gia nhập Diệp thị cổ tộc. Đúng, tông sư ngài có thể xách bất kỳ điều kiện gì. Chúng ta sẽ làm thỏa mãn. Chấm. Hai người lập tức nói. Điều kiện khẳng định phải sách, chỉ là sợ các ngươi không có tư cách đáp ứng a. Diệp Quân Lâm nói. A, điều kiện. Chỉ cần luôn luôn ngài nói ra, ta chờ nhất định đáp ứng. Ngài nói nhanh một chút. Hai người không kịp chờ đợi nói. Diệp Quân Lâm chỉ cần gia nhập Diệp tộc sẽ làm bay lên. Không nhìn hết thảy cổ tộc, không nhìn thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc. Bọn hắn quá khát vọng. Nếu như bọn hắn thuyết phục Diệp Quân Lâm gia nhập, bọn hắn trong gia tộc chính là công đức vô lượng a. Điều kiện rất đơn giản. Để ta gia nhập, ta đến chấp trưởng Diệp tộc, chính là Diệp thị cổ tộc cùng trong thế tục tất cả Diệp gia đều ta đến trưởng khống. Diệp Quân Lâm nói. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời này mới ra, Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Long Thiên tròng mắt kém chút bay ra ngoài. Chấp trưởng Diệp tộc. Đó không phải là trở thành Diệp tộc tộc trưởng sao? Thật sự là công phu sư tử ngoạm a. Diệp Chiến Thiên cuồng vọng là cuồng vọng, cũng không có đem bất luận kẻ nào đưa vào mắt. Nhưng tộc trưởng hắn là cho tới bây giờ không nghĩ tới.
Điều kiện này sợ là có chút quá mức a. Chúng ta chưa từng nghĩ đến ngài sẽ xách điều kiện này. Cái này. Hai người mắt trợn tròn. Vừa mới không phải nói cái gì đều có thể làm được sao? Hiện tại thế nào, làm không được rồi. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Ta sẽ không sửa đổi điều kiện, không đáp ứng cái này liền không có cửa đâu. Trước đó Thiên Sách Thần Soái vì muốn để ta gia nhập Thiên Sách Phủ, chủ động đem thần đẹp trai vị trí nhường cho ta, để ta cự tuyệt. Hiện tại ta tới làm Diệp tộc người cầm lái, là cho đủ các ngươi mặt mũi. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Đối với cái này, Diệp Chiến Thiên hai người không chút nghi ngờ. Bọn hắn đã tra rõ ràng. Diệp Quân Lâm bên người chính là Thiên Sách Thần Soái nữ nhi. Thiên Sách Thần Soái khả năng thật để hắn tới làm Thiên Sách Phủ người cầm lái. Tông sư, không phải chúng ta không đáp ứng, mấu chốt chúng ta không phải Thiên Sách Phủ người cầm quyền, chuyện này chúng ta phải tìm tộc trưởng bọn hắn thương lượng. Đúng, chờ thương lượng về sau, chúng ta cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hai người chuyện này hoàn toàn chính xác không cách nào đáp ứng. Chỉ có thể đi tìm Diệp tộc những người khác. Vậy thì nhanh lên cút, nếu như điều kiện này đáp ứng không được, cũng đừng tới tìm ta. Diệp Quân Lâm đem hai người đuổi đi. Hai người xám xịt rời đi. Lý Tử Nhiễm bọn hắn vội vàng tiến đến, nàng càng là nóng nảy hỏi thăm, làm sao rồi? Bọn hắn đơn độc tìm ngươi sự tình gì? Đúng a, lão đại, bọn hắn không có đem ngươi thế nào a? Tất cả mọi người ân cần hỏi han. Lão đại mau nói a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người thúc giục nói. Diệp Quân Lâm nói ra, bọn hắn là đến cầu ta gia nhập Diệp tộc. A. Tất cả mọi người là một mặt không thể tin. Diệp Chiến Thiên đến cầu Diệp Quân Lâm gia nhập Diệp tộc. Không có khả năng. Diệp Quân Lâm thân phận gì? Diệp Chiến Thiên tự mình đến mời. Tuyệt đối không có khả năng sự tình. Mau nói là chuyện gì a? Không muốn nói đùa. Lý Tử Nhiễm bọn hắn tự nhiên không tin. Không sai, bọn hắn là đến mời Quân Lâm về Diệp tộc. Lúc này Hiên Viên Thanh Nhã bỗng nhiên lên tiếng nói. A, lần này, tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Quân Lâm nói không ai tin. Nhưng Hiên Viên Thanh Nhã nói như vậy, tất cả mọi người tin. Suy nghĩ lại một chút, vì sao Diệp Chiến Thiên muốn đem bọn hắn đẩy ra? Khẳng định là Diệp tộc nội bộ sự tình. Mà lại không nghĩ người ngoài nhìn thấy bọn hắn mời Diệp Quân Lâm hình tượng a. Về phần Hiên Viên Thanh Nhã ở nguyên nhân là thân phận của nàng Thiên Sách Phủ. Nghĩ đến, Lý Tử Nhiễm cùng chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Diệp thị cổ tộc để Diệp Quân Lâm trở về nguyên nhân chỉ sợ cùng Quân Quân có quan hệ. Cứ việc Diệp Chiến Thiên nói không kiêng kỵ Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc. Khả nhân người đều minh bạch. Diệp thị cổ tộc ta vẫn là không dám chính diện cứng rắn. Phải biết Bảo Long nhất tộc kỳ thật có mấy chi, cũng không phải là nhất tộc. Hợp lại lực lượng không phải Diệp tộc một cái tộc loại có thể so sánh. Bọn hắn vẫn là không dám động. Lại không dám từ Thiên Sách Phủ đem Quân Quân đoạt ra đến. Bọn hắn muốn quang minh chính đại, đồng thời hợp lý hợp pháp đem Quân Quân đạt được. Đầu tiên phải xử lý cùng Diệp Quân Lâm quan hệ. Chỉ cần Diệp Quân Lâm gia nhập Diệp thị cổ tộc. Kia tương đương với chính thức thừa nhận Quân Quân thân phận. Dạng này Diệp thị cổ tộc liền có thể theo lý đương nhiên đem Quân Quân tiếp trở về mình bồi dưỡng. Để Diệp Quân Lâm gia nhập kỳ thật đều là bởi vì Quân Quân. Biết chuyện này về sau, mọi người cũng không có ở hỏi nhiều. Ngươi vẫn là đáp ứng đi, đối ngươi như vậy đối Quân Quân đều tốt. Về phần Quân Quân về nơi nào vấn đề, ngươi để Diệp tộc cùng Thiên Sách Phủ thương lượng đi. Ngươi muốn phủi sạch quan hệ. Lý Tử Nhiễm khuyên. Nàng là không hy vọng Diệp Quân Lâm cùng Quân Quân xảy ra chuyện. Diệp tộc quá mạnh. Gia nhập bọn hắn, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Xem đi, bọn hắn có thể đáp ứng điều kiện của ta ta liền gia nhập. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Ngươi còn dám ra điều kiện, cẩn thận mất mạng. Lý Tử Nhiễm nói. Nàng lại nhìn về phía Hiên Viên Thanh Nhã, có Hiên Viên tiểu thư tham dự, chắc hẳn chính là Tam Phương hội đàm. Ta còn yên tâm một điểm. Các ngươi nhìn xem lo liệu đi, ta sẽ không nhúng tay. Một bên khác, Diệp Chiến Thiên sư huynh đệ về kinh thành Diệp tộc. Vừa vặn cùng Diệp thị cổ tộc đến đám người gặp nhau. Trước mắt khoảng chừng hơn 100 người. Tất cả đều là Diệp thị cổ tộc cao tầng. Thậm chí liền mấy vị bế quan ẩn thế không ra lão tổ tông đều đến. Đây đều là Diệp Chiến Thiên bọn hắn cũng phải gọi ra ra tồn tại, có thể thấy được bối phận cao. Nghe được Diệp tộc hậu đại gia loại tồn tại này.
tất cả mọi người ngồi không yên, toàn bộ chạy tới nghênh đón. Cầm đầu một lão giả, khí thế bá đạo, vô cùng uy nghiêm. Diệp thị cổ tộc tộc trưởng, Diệp Khuynh Thiên. Diệp tộc bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Lúc trước đem Diệp Chiến Thiên nhốt vào hắc ám lao lung chính là hắn. Có thể áp chế Diệp Chiến Thiên người. Trưởng lão Đoàn, đại trưởng lão Lá Phụng Thiên, nhị trưởng lão Diệp Kình Trời, tam trưởng lão Diệp Vọng Trời. Diệp thị cổ tộc tứ đại thủ hộ thần. Diệp thị cổ tộc người giữ cửa. Diệp tộc cao tầng trên cơ bản toàn bộ đều đến. Đem so sánh với những người này, Diệp Long Thiên thân phận xem như dựa vào sau. Tên của bọn hắn đều mang trời. Ngụ ý bọn hắn là gần với trời thần. Các ngươi làm sao trở về rồi? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Nhìn thấy đám người, Diệp Khuynh Thiên không khỏi hỏi. Không có xảy ra việc gì. Diệp Quân Lâm đưa ra điều kiện, chỉ là chúng ta không cách nào thỏa mãn a. Diệp Chiến Thiên bất đắc dĩ nói. Mọi người tốt kỳ cười nói, còn có ngươi không cách nào thỏa mãn điều kiện, ta muốn biết là điều kiện gì. Diệp Quân Lâm muốn chấp trưởng Diệp thị cổ tộc cùng thiên hạ tất cả Diệp tộc. Muốn lấy thay mặt vị trí của ngươi. Diệp Chiến Thiên nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói. Lời này mới ra, giữa sân trầm mặc. Đám người này phản ứng so vừa rồi Diệp Chiến Thiên hai người còn muốn kịch liệt. Từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm càn, Diệp tộc vị trí tộc trưởng há lại hắn một tên tiểu bối chỗ mơ ước. Đúng, không sai, vẫn là lưu lạc bên ngoài Diệp tộc huyết mạch hỗn tạp, đục không chịu nổi, còn muốn chấp trưởng Diệp tộc, nằm mơ a. Diệp thị cổ tộc đều không ai dám như thế ngấp nghé Diệp tộc a. Hắn muốn chết sao? Chấm. Diệp Quân Lâm điều kiện này chọc giận Diệp tộc rất nhiều người. Tộc trưởng Diệp Khuynh Thiên sắc mặt cũng thay đổi, nhìn ra được, mang theo một tia tức giận. Được đà lấn tới. Lá Phụng Thiên hỏi. Diệp Chiến Thiên nói ra, ta cảm thấy kỳ thật có thể đáp ứng. Chỉ cần hắn gia nhập Diệp thị cổ tộc, quét ngang hết thảy. Dù sao hắn quá mạnh, có sự gia nhập của hắn, có thể đem Diệp tộc đề cao một bậc thang. Diệp Long Thiên phụ họa nói, không sai. Hắn quá mạnh, ta cảm thấy điều kiện này có thể đáp ứng. Lời này mới ra. Mọi người càng thêm giận. Dù sao bọn hắn không phải người trong cuộc. Đối với Diệp Quân Lâm thực lực chân chính không hiểu rõ, hết thảy đều là nghe nói. Huống chi bọn hắn là đại tộc, có đặc biệt kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Tự nhận là chỉ yếu tại trời. Hiện tại đem gia tộc tộc trưởng vị trí tặng cho một cái huyết mạch đều không thuần chính tiểu bối, đây đối với Diệp thị cổ tộc đến nói là sỉ nhục. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng. Cầu một tên tiểu bối gia nhập gia tộc, trả giá như thế lớn đại giới không có khả năng. Truyền đi chính là sỉ nhục. Diệp tộc sẽ mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Bởi vậy Diệp Chiến Thiên nói ra lời này đến, tất cả mọi người giận. Diệp Chiến Thiên ngươi đang làm cái gì? Làm sao lại đem vị trí gia chủ tặng cho một tên mao đầu tiểu tử? Ngươi có bệnh à? Diệp Chiến Thiên lần này ra tới về sau ngươi làm sao rồi? Cả người đều biến, trở nên ỉu xìu rồi. Ta tại ngươi trên mặt nhìn thấy sợ hãi. Đây là ngươi sao? Chấm. Lá Phụng Thiên mấy người nói. Ha ha, các ngươi là không biết đến thực lực của hắn. Nhìn thấy, các ngươi so ta còn khó có thể. Ta đoán chừng toàn bộ Diệp thị cổ tộc cũng đỡ không nổi. Diệp Chiến Thiên cười lạnh nói. Tất cả mọi người lắc đầu, không tin. Chúng ta không tin, nào có lợi hại như vậy. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Ta cũng không tin. Nếu như hội sở Diệp tộc bên trong một đối một đơn đấu, chúng ta khả năng đều sẽ thua. Cần phải tất cả chúng ta thêm lên, hắn có thể thắng. Không có khả năng sự tình. Đúng, đừng nói toàn bộ Diệp tộc, chúng ta ở đây cái này gần 100 người liên thủ ai cũng có thể thắng. Mọi người rối rít nói. Cái này Diệp Quân Lâm chúng ta lấy lễ đãi người, hắn sách như thế quá phận yêu cầu. Không bằng như vậy đi. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem hắn bắt về Diệp thị cổ tộc, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Diệp Vọng Trời nói. Được, ta đồng ý. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng, tiền lễ hậu binh. Hắn không ăn cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta liền cường thế để hắn thần phục. Lớn không được, mọi người cùng nhau xông lên. Tất cả mọi người đánh lấy cái chủ ý này, khí thế hùng hổ tiến về Giang Bắc. Bọn hắn mới sẽ không tin tưởng Diệp Chiến Thiên nói như vậy. Diệp Quân Lâm có thể một nhân lực địch Diệp ra đâu? Chuyện không thể nào. Tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi là như thế nào trấn áp hắn. Diệp Chiến Thiên vui. Đám người này vậy mà không tin mình. Như vậy vừa vặn. Mình liền hết lần này tới lần khác mang các ngươi đi.
Diệp Long Thiên đều không nói chuyện. Hắn biết thuyết phục không dùng được. Đám người này không có người nghe. Từng cái cao ngạo muốn chết. Diệp Chiến Thiên hai người ở phía trước mang đội, mọi người nhao nhao đi theo. Từng cái cuồng vọng hưng phấn. Nghĩ kỹ ngược Diệp Quân Lâm phương thức. Người tới. Diệp Quân Lâm cảm nhận được người tới, liền đem Lý Tử Nhiễm bọn hắn triệu tập lại, để bọn hắn rời đi trước. Biết là Diệp tộc sự tình, Lý Tử Nhiễm cũng không nói gì. Mang theo mọi người rời đi. Rất nhanh. Giang Bắc trong biệt thự. Chỉ có Diệp Quân Lâm mấy người. Diệp Quân Lâm ngồi ở chỗ đó. Thần kiếp lơ lửng trước người, phát ra từng đạo kim loại sắc thái tới. Tràn ra rất nhỏ năng lượng chấn động tới. Hắn đang chờ Diệp tộc người đến. Thời khắc này thần kiếp tại Diệp Quân Lâm trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn giống như là cái hài đồng. Nếu không phải biết tình huống thực tế, liền Hiên Viên Thanh Nhã đều tưởng rằng đem rất dịu dàng ngoan ngoãn binh khí. Nhưng trên thực tế hủy thiên diệt địa. Rất nhanh, Hiên Viên Thanh Nhã đã cảm nhận được áp bách. Diệp thị cổ tộc người đến. Ong ong ong. Thần kiếp cảm nhận được chèn ép khí tức, bỗng nhiên hưng phấn run rẩy lên. Diệp Quân Lâm, Diệp thị cổ tộc các lão tổ tông đến rồi. Người cái tiểu bối còn không quỳ xuống ra nghênh tiếp. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Diệp tộc toàn thể tại bên ngoài biệt thự chờ đợi Diệp Quân Lâm đến đây nghênh đón. Chỉ là Diệp Quân Lâm nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào để ý tới. Diệp Chiến Thiên cười lạnh nói, muốn mời hắn phải chính các ngươi tự mình đi. Chờ hắn ra tới tiếp các ngươi, không có khả năng. Nếu là hắn người thông minh, liền hẳn phải biết hiện tại cái gì cục diện. Khẳng định sẽ ra ngoài quỳ nghênh đón chúng ta bọn này lão tổ tông. Đúng, ta tin tưởng Diệp Quân Lâm là người thông minh. Sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Diệp Khuynh Thiên mấy người nói. Bọn hắn lấy lão tổ tông tự cho mình là. Chờ đợi Diệp Quân Lâm xử lý quỳ nghênh đón. Bọn hắn trực tiếp tiến vào, đối bọn hắn đến nói chính là mất mặt. Bởi vậy, tất cả mọi người đứng ở nơi đó chờ đợi. Các ngươi chờ xem, chúng ta đi vào trước. Diệp Chiến Thiên hai người trước một bước tiến vào. Nạo trùng, phế vật, bị một tên tiểu bối sợ đến như vậy. Đám người giận mắng. Cảm thấy nguyên lai không ai bì nổi không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt Diệp Chiến Thiên, cho Diệp tộc mất mặt. Diệp Chiến Thiên hai người tiến vào sau. Thứ liếc mắt liền thấy thần kiếp thanh kiếm này. Oanh! Một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức liền hoành đè xuống đến. Ta! Đối thần kiếp, Diệp Chiến Thiên là âm thầm sợ hãi. Trực tiếp cả người quỳ xuống. Mà lại hắn cảm giác thần kiếp so trước đó khí tức còn muốn bàng bạc còn kinh khủng hơn. Diệp Long Thiên muốn là lần đầu tiên đối mặt thần kiếp, tại đáng sợ uy áp dưới, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem hắn áp đảo trên mặt đất. Diệp Long Thiên cũng quỳ rạp xuống đất. Thật đáng sợ. Hắn rốt cuộc biết sư huynh bày ở như thế nào một kiện tuyệt thế thần khí trước. Cái này. Hoàn toàn vô địch a. Phía ngoài Diệp Khuynh Thiên bọn người vẫn còn tiếp tục chờ đợi. 5 phút đồng hồ. Không ai ra tới. 10 phút đồng hồ, vẫn là không ai ra tới. Bọn hắn liền đã sốt ruột, lẫn nhau nhìn xem, ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Không nóng nảy, ta tin tưởng người thông minh làm ra thông minh phán đoán. Diệp Khuynh Thiên ngược lại là bảo trì bình thản. 20 phút. Đã có người sắp nhịn không được xông đi vào. Chẳng qua Diệp Khuynh Thiên nói. Không có việc gì, đợi thêm một hồi. Diệp Quân Lâm đây là ngươi cuối cùng cứu rỗi từ ta cơ hội. Cơ hội ta cho, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Liền cho tiểu tử này một cơ hội cuối cùng. Hy vọng hắn có thể tỉnh táo lại, mau chạy ra đây quỳ nghênh đón chúng ta. Diệp tộc đám người còn đang nằm mơ, chờ đợi lấy Diệp Quân Lâm nghênh đón. Nhưng rất nhanh nửa giờ trôi qua, vẫn như cũ không ai ra tới. Lần này, tất cả mọi người chờ không ngừng. Từng cái sắc mặt đỏ lên, vô cùng phẫn nộ. Đây là bọn hắn chưa hề không có nhận qua khuất nhục, lại có người không nể mặt bọn họ. Vẫn là Diệp tộc tiểu bối. Đây không phải muốn chết sao? Diệp Quân Lâm cơ hội đã cho ngươi. Đây là ngươi tự tìm. Chúng ta tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đi, xông đi vào. Ta ngược lại muốn xem Diệp Quân Lâm bao nhiêu cân lượng. Tại Diệp Khuynh Thiên dẫn đầu dưới, Diệp tộc các cao tầng đồng loạt tiến vào biệt thự. Vừa tiến vào biệt thự, mọi người liền thấy quỳ rạp xuống đất Diệp Chiến Thiên hai người. Bọn hắn càng phát ra phẫn nộ. Sỉ nhục, các ngươi chính là Diệp tộc sỉ nhục. Diệp Chiến Thiên ngươi vậy mà cho một tên tiểu bối quỳ xuống.
Ngươi thật sự là Diệp gia sỉ nhục lớn nhất, ngươi mất mặt không? Lá Phụng Thiên bọn người hô lớn. Bọn hắn tức sùi bọt mép, huyết khí dâng lên, tức điên. Lúc này Diệp Quân Lâm cười cười, đừng có gấp, các ngươi cũng sẽ đồng dạng quỳ. Lời này mới ra, đám người sững sờ. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ đến Diệp Chiến Thiên sẽ cho Diệp Quân Lâm quỳ xuống. Giống như là một con chó đồng dạng. Diệp Chiến Thiên hành vi của các ngươi chính là cho Diệp tộc tại tăng thêm nhục nhã. Các ngươi không xứng đợi tại Diệp tộc. Diệp tộc tộc trưởng Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn huấn xong Diệp Chiến Thiên về sau, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Ngươi chính là Diệp Quân Lâm. Diệp Khuynh Thiên hỏi. Là ta. Lớn mật tiểu bối, nhìn thấy tổ tông của ngươi nhóm cũng dám ngồi. Tranh thủ thời gian quỳ xuống. Không phải Diệp tộc tối cao tộc quy hầu hạ, để ngươi sống không bằng chết. Đúng, ngươi không có ra nghênh tiếp các lão tổ tông liền đã xúc phạm tộc quy. Hiện tại quỳ sám hối, chúng ta có thể sẽ bỏ qua. Chấm. Trưởng lão đoàn các đại trưởng lão nhao nhao quát lớn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm xúc phạm nghiêm trọng gia quy. Đã là ngập trời tội ác chi thân. Còn có, giới thiệu cho ngươi, đây là Diệp tộc chi chủ Diệp Khuynh Thiên. Ngươi nhất định phải đập đủ 99 cái khấu đầu. Mới có thể có đến công nhận của hắn. Đám người lại bắt đầu giới thiệu Diệp Khuynh Thiên thân phận. Các ngươi giọng nói chuyện ta không thích, đều quỳ cùng ta nói chuyện đi. Diệp Quân Lâm cau mày, bình tĩnh nói. Để chúng ta quỳ. Bọn này đám lão già này phảng phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Đều sửng sốt. Để bọn hắn quỳ gối một tên tiểu bối trước mặt, làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng sự tình. Diệp Quân Lâm không nói thêm gì nữa. Đinh. Đầu ngón tay tại thần kiếp phía trên tùy tiện bắn ra. Oanh. Tức khắc, một cỗ tính mịch khí tức dâng trào bộc phát, tựa như là địa ngục bên trong Tu La sống lại. Thiên địa càng là tại thời khắc này biến sắc. Ong ong ong. Thần kiếp run rẩy, phát ra thanh âm đáng sợ. Ầm vang lên không. Oanh. Oanh. Chấm. Thần kiếp thanh kiếm này mạnh mẽ bị kích hoạt. Bên trong đáng sợ năng lượng bộc phát dâng lên. Hoành tảo thiên quân. Mẫn diệt chúng thân. Bàng bạc khí tức che ngập bầu trời đè xuống. Ở đây mỗi người đều giống như gánh vác lấy một tòa Thái Sơn giống như. Mọi người sắc mặt đại biến, đỏ lên vô cùng, mồ hôi lạnh càng là ứa ra. Này khí tức đè xuống, tất cả mọi người chỉ có thể thi triển ra tất cả vốn liếng để ngăn cản. Phù phù. Rốt cục có người nhìn không được cái này uy áp, bị mạnh mẽ ép loan liễu yêu thân, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phù phù. Phù phù. Chấm. Có cái thứ nhất, liền sẽ lại cái thứ hai. Diệp tộc các cao tầng không chịu nổi cái này Khuynh Thiên uy áp, một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất. Còn lại đám người sử xuất lực lượng lớn nhất đến chống cự, nhưng từng cái sắc mặt đau khổ đến cực hạn. Bọn hắn cảm nhận được này khí tức ngay tại một chút xíu áp xúc, muốn đem thân thể bọn họ bên trong ngũ tạng lục phủ, gân mạch mạch máu toàn bộ ép đến sụp đổ. Phù phù. Phù phù. Chấm. Vẫn còn tiếp tục. Một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối đều lâm vào khắp mặt đất. Chấm. 30. Chấm. 50. Chấm. 80. Chấm. Cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người, mạnh nhất mười mấy người. Bọn hắn còn tại ngăn cản. Phù phù. Chấm. Nhưng thần kiếp khí tức uy áp quá mạnh, vẫn còn tiếp tục tăng cường. Chấm. Lại là 7-8 người quỳ rạp xuống đất. Chỉ còn lại Diệp Khuynh Thiên mấy người. Bọn hắn vẫn còn tiếp tục. Còn tại liều chết phản kháng. Phốc. Phốc. Chấm. Phản kháng đến cuối cùng, bọn hắn miệng phun máu tươi, thân thể có không ít địa phương bị vỡ nát nghiền ép. Thân thể có ít người thân thụ nội thương rất nặng. Trong thân thể khí quan đều bị đập vụn. Phù phù. Diệp Vọng Trời quỳ rạp xuống đất. Phù phù. Lá Phụng Thiên quỳ rạp xuống đất. Phù phù. Diệp Kình Trời quỳ rạp xuống đất. A. À. Diệp Khuynh Thiên thi triển ra toàn bộ thực lực đến chống cự. Vậy mà để thần kiếp có vẻ run rẩy. Chẳng qua sau đó, thần kiếp càng phát ra hưng phấn, thân kiếm bên trong bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Phù phù. Diệp Khuynh Thiên cuối cùng cũng không có chịu đựng lấy, quỳ rạp xuống đất. Đầu gối trực tiếp nghiền nát đại địa. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất hơn trăm người, Diệp Quân Lâm cười cười nói, nhìn xem dễ chịu nhiều. Rung động. Quá rung động. Cứ việc Diệp Chiến Thiên hai người biết Diệp tộc tất cả cao thủ cộng lại không địch lại Diệp Quân Lâm.
nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ như vậy thảm. Đừng nói là cùng Diệp Quân Lâm đánh. Chính là thanh kiếm này uy áp đều căn bản không ai chống đỡ được. Huống chi thanh kiếm này khí tức cùng năng lượng tuyệt không hoàn toàn phóng thích ra. Có lẽ là 1%, thậm chí không đến, 1/1000 cũng có khả năng. Thanh kiếm này liền hoành ép hết thảy. Liền thanh kiếm này đều qua không xong. Chớ nói chi là động hắn chủ nhân. Căn bản không có tư cách ra. Diệp Quân Lâm mạnh cỡ nào? Không cách nào tưởng tượng. Dù sao thanh kiếm này hắn có thể điều khiển ở. Răng rắc. Răng rắc. Chấm. Thanh kiếm này áp bách dưới, mọi người có thể rõ ràng nghe được từng đợt tiếng xương nứt. Nhất là Diệp Khuynh Thiên trong thân thể khí quan trên phạm vi lớn vỡ vụn. Giờ khắc này, mọi người gánh vác không phải Thái Sơn, mà là sập trời. Mỗi người thật đến điểm tới hạn, nếu là lại nhận áp lực nhiều hơn, chỉ sợ mỗi người thân thể đều muốn nổ tung. Trên mặt mỗi người tràn đầy hoảng sợ, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tin. Mạnh! Quá mạnh! Diệp Quân Lâm là bọn hắn gặp qua người mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Bọn hắn cuối cùng đã rõ Diệp Chiến Thiên nói tới hết thảy. Đều là thật. Thậm chí so Diệp Chiến Thiên nói còn muốn khoa trương. Bọn hắn đừng nói đi đối phó Diệp Quân Lâm người này, liền kiếm của hắn đều không có cách nào đối phó. Trách không được được vinh dự sát thần Diệp Chiến Thiên, kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng như vậy, bất kỳ người nào đều không để vào mắt tồn tại. Lại bị dọa thành như thế. Hết thảy đều là có nguyên nhân. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm về sau, bọn hắn minh bạch hết thảy. Minh bạch vì sao Diệp Chiến Thiên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải để Diệp Quân Lâm trở về Diệp tộc. Thậm chí không tiếc đem vị trí tộc trưởng đều để cho hắn. Trung thực. Lần này triệt để trung thực. Diệp tộc này một đám các lão tổ tông, từng cái giống như là làm sai sự tình hài đồng, ngoan ngoãn quỳ gối Diệp Quân Lâm trước mặt. Hiện tại thế nào, còn trâu bò sao? Còn cuồng vọng sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Trầm mặc. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn thậm chí cúi đầu, cũng không dám nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Điếc vẫn là câm rồi. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên đề cao âm điệu, hét lớn. Không được, không được. Đám người từng cái hoảng sợ nói. Giọng điệu này ta thích, tiếp tục bảo trì. Diệp Quân Lâm hài lòng gật đầu. Cùng hắn đàm phán có thể. Nhưng phải quỳ nói lời nói. Nói đi, các ngươi là suy xét tốt ta nói điều kiện rồi. Diệp Quân Lâm hỏi. Điều kiện gì? Đại đa số người đều không có kịp phản ứng. Diệp Chiến Thiên lập tức nhắc nhở, muốn trước mắt vị này trở về Diệp tộc. Nhất định phải đem chấp trưởng Diệp tộc đại quyền giao cho hắn. Diệp Chiến Thiên một nhắc nhở, mọi người lập tức minh bạch. Diệp Khuynh Thiên mấy người sắc mặt đại biến, vậy đơn giản giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Diệp tộc cho tới bây giờ không có bị người uy hiếp qua, cũng từ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Diệp thị cổ tộc một mực cao cao tại thượng, trừ đỉnh đầu mảnh trời này ai cũng không phục. Nhất là đem Diệp thị cổ tộc tộc trưởng vị trí giao ra, càng không khả năng. Đây là đối Diệp thị cổ tộc sỉ nhục. Thế nhưng là trước mắt tình huống này làm sao bây giờ? Diệp Khuynh Thiên không hổ là tộc trưởng, hắn lập tức khôi phục bình thường, không khỏi nói, Quân Lâm. Chuyện này chúng ta còn không có suy nghĩ kỹ càng, dù sao can hệ trọng đại, chúng ta cần thảo luận quyết định. Cũng không phải là người nào đó liền có thể quyết định. Lá Phụng Thiên bọn hắn lập tức phụ họa, đúng, chúng ta cần mỗi người đều đồng ý, khả năng định ra đến. Chờ chúng ta trở về, thảo luận rõ ràng, lại cho ngài một cái trả lời chắc chắn. Chấm. Diệp Quân Lâm trên mặt ý cười nhìn xem bọn hắn. Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên Diệp Quân Lâm biến sắc. Giận dữ hét, không có thảo luận rõ ràng. Vậy các ngươi chạy tới làm sao? Biên không ra hoàn mỹ lý do đến, một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Diệp Quân Lâm đột nhiên nổi giận, đem mọi người hù đến. Mỗi người mồ hôi đầm đìa, gần như đều muốn ngạt thở. Bọn hắn căn bản cũng không phải đến cùng Diệp Quân Lâm trao đổi, là muốn động dùng vũ lực cầm xuống Diệp Quân Lâm. Chúng ta chính là đến thảo luận. Ta cảm thấy đi. Chỉ cần ngài trở về Diệp thị cổ tộc, đem Diệp thị cổ tộc giao cho ngài chấp trưởng, mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên chuyển đề tài nói. Lá Phụng Thiên cũng phụ họa nói, đúng, tộc trưởng nhất định phải là mạnh nhất, ngài lại trẻ tuổi như vậy, đoán chừng còn có rất nhiều tiềm lực. Người chấp trưởng Diệp tộc, không chỉ có lập tức quét ngang hết thảy, tương lai cũng là như thế. Diệp Kình Trời, ta đồng ý Quân Lâm làm Diệp thị cổ tộc chi chủ.
Diệp Vọng Trời, ta cũng không có ý kiến. Chúng ta cũng đồng ý. Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Long Thiên hai người cũng lập tức phụ họa. Ta cũng đồng ý. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Chấm. Mọi người tại đây một cái tiếp một cái đồng ý. Vô luận như thế nào, lúc này bọn hắn cũng không dám nói một cái không chữ. Còn nữa nói, Diệp Quân Lâm mạnh như vậy, chấp trưởng Diệp tộc ai dám phản đối. Cường đại không nói, lại còn trẻ như vậy. So Diệp Khuynh Thiên làm gia chủ khẳng định càng tốt hơn. Đã các người đều đáp ứng điều kiện này, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng đi. Về sau, ta chính là Diệp thị cổ tộc chi chủ. Diệp thị cổ tộc cùng tất cả Diệp tộc đều phải nghe ta. Diệp Quân Lâm nói. Bái kiến gia chủ. Bái kiến gia chủ. Chấm. Tất cả mọi người hướng về phía Diệp Quân Lâm dập đầu, không ai còn dám nói cái khác. Các ngươi khả năng không rõ ràng ta Diệp Quân Lâm cá tính, tìm ta gia nhập, cuối cùng ta cũng làm người cầm lái. Ví dụ như Thánh Kinh tổ chức, từ trước kia liền bắt đầu lôi kéo ta, hiện tại thế nào, ta là Hắc Ám Thượng Đế. Còn có Mã Nhã Công nghiệp, muốn cùng ta hợp tác, còn muốn khống chế ta, giết ta. Hiện tại Mã Nhã Công nghiệp cũng là ta. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. T. Mọi người nhao nhao đổ rút khí lạnh. Diệp thị cổ tộc là biết Thánh Kinh tổ chức cùng Mã Nhã Công nghiệp, là trừ Thiên Sách phủ bên ngoài, để bọn hắn có chút kiêng kỵ hai thế lực lớn. Diệp Quân Lâm ý tứ rất đơn giản, để bọn hắn minh bạch, các ngươi cũng không là cái thứ nhất dạng này. Diệp thị cổ tộc gia chủ tín vật đâu, còn có nhất cơ mật đồ vật toàn bộ giao cho ta, bao quát công pháp, phương thuốc của những thứ này. Đã muốn chấp trưởng, Diệp Quân Lâm liền phải nhất toàn diện. Đồng thời, Diệp Quân Lâm đem thần kiếp thu hồi. Trên thân mọi người áp lực nháy mắt giải trừ. Mọi người nhao nhao đứng dậy. Diệp Khuynh Thiên càng là tiến lên, đem một khối lớn chừng bàn tay ngọc ấn giao cho Diệp Quân Lâm. Gia chủ, đây là Diệp thị cổ tộc thiên ấn. Lấy ra nó có thể điều khiển Diệp thị cổ tộc cùng Diệp tộc bất luận kẻ nào. Có nó liền có thể thừa nhận ngài thân phận của gia chủ. Đồng thời, mỗi một đời gia chủ từ nhiệm trước, đều sẽ đem mình một nửa lực lượng quán trú trong đó. Thiên ấn còn có thể xem như thần khí. Uy lực khoáng cổ tuyệt kim, không người có thể địch. Diệp Khuynh Thiên giải thích nói. Diệp Quân Lâm nắm lấy thiên ấn, hắn cười, khoáng cổ tuyệt kim. Không người có thể địch. Nói trắng ra, ngày này ấn cùng hắn trong tay tụ tập thần lực lượng tinh thể không sai biệt lắm. Cần phải tương đối, dù là tại 1/5 lực lượng tinh thể trước mặt, khối này thiên ấn liền đệ cũng không sánh nổi. Quá yếu. Còn quán chú mỗi nhâm gia chủ một nửa lực lượng. Hắn tiện tay bóp liền có thể bảo. Thiên ấn tại hắn nơi này, đem không trở thành Diệp tộc lớn nhất át chủ bài thần khí. Chính là cái thân phận biểu tượng. Diệp Khuynh Thiên bọn người lại đem Diệp tộc tất cả sự tình đều nói cho Diệp Quân Lâm. Lại đưa trước công pháp những thứ này. Mặc dù không biết Diệp Quân Lâm muốn làm cái gì. Nhưng bọn hắn biết, lấy Diệp Quân Lâm thực lực là khẳng định chướng mắt những công pháp này. Ước chừng một canh giờ. Diệp Quân Lâm đại khái nắm giữ rõ ràng Diệp thị cổ tộc tình huống. Diệp thị cổ tộc rất mạnh. Tương lai tuyệt đối sẽ trở thành Diệp Quân Lâm rất lớn trợ lực. Cái kia gia chủ tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Có kiện sự tình thông báo các ngươi, chính là trừ bọn ngươi ra, không cần hướng những người khác lộ ra ta thân phận của gia chủ. Để tránh rút dây động rừng, nhiễu loạn kế hoạch của ta. Diệp Quân Lâm nói. Bởi vì không biết địch nhân cụ thể là tình huống như thế nào. Cho nên Diệp Quân Lâm chỉ có thể lặng lẽ góp nhặt thực lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại còn không thể bại lộ mình là Diệp tộc chi chủ thân phận. Để tránh để địch nhân biết được. Làm ra tương ứng nhằm vào tới. Minh bạch. Mọi người đồng loạt gật đầu. Các ngươi đi về trước đi. Chờ ta có rảnh tự mình đi một lần Diệp thị cổ tộc. Thuận tiện đem Quân Quân cũng mang về nhìn xem. Diệp Quân Lâm nói. Diệp Khuynh Thiên bọn người đồng loạt gật đầu, minh bạch. Lúc này bọn hắn đã không còn xoắn suýt cùng Diệp Quân Lâm cừu hận, mà là ước mơ lấy Diệp tộc tương lai tốt đẹp. Có mạnh như vậy Diệp Quân Lâm cùng Thiên Phú Vạn Cổ không một Quân Quân gia nhập. Diệp tộc không nghĩ quật khởi cũng khó khăn. Đợi đến đám người rời đi sau. Lý Tử Nhiễm bọn hắn trở về. Đàm phải thế nào rồi? Lý Tử Nhiễm ân cần hỏi han. Ta đã gia nhập Diệp thị cổ tộc, bao quát Quân Quân. Diệp Quân Lâm nói. Đây chính là coi như không tệ a. Về sau khẳng định thiếu điểm phân tranh. Chí ít Diệp Vô Đạo Diệp Lăng Thiên bọn hắn không dám nhằm vào ngươi.
thậm chí có thể nói Diệp gia về sau là ngươi chỗ dựa. Lý Tử Nhiễm mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Dạng này đầu nàng đau một vấn đề lớn rốt cục giải quyết. Thanh Long mấy người cảm thán nói, ai, thế sự vô thường a. Nhớ năm đó lão đại chân đạp Diệp gia, đem nó đánh vào địa ngục. Không nghĩ tới mấy năm sau, lại gia nhập Diệp gia. Diệp gia thành lão đại chỗ dựa, thật là khiến người ta thổn thức a. Cho nên nói mọi thứ không có tuyệt đối, có được giãn được khả năng trở thành đại sự nghiệp. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm là hướng ngày xưa cửu địch khuất phục. Đây thật ra là một kiện rất khuất nhục sự tình. Đối với thả gãy không cong người mà nói chính là sỉ nhục. Bọn hắn không có ý tốt trực tiếp nói thẳng, chỉ có thể nói có được giãn được. Kỳ thật đang nói đây là sỉ nhục cách làm. Hẳn là thà chết cũng sẽ không hướng Diệp gia khuất phục. Lại không sợ chết, sợ Diệp gia làm gì. Liền bọn hắn đều làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị, Diệp Quân Lâm lại khuất phục. Đây không phải bọn hắn nhận biết lão đại. Chẳng lẽ là lão đại vì hiện thực không thể không cúi đầu. Không nghĩ vợ con chịu khổ, không nghĩ đã ưng huynh đệ này nhóm đi chết. Ai? Người người cũng bắt đầu hồi tưởng ngày xưa Diệp Quân Lâm. Kia là cỡ nào phong quang a? Nếu là Diệp gia như vậy buộc gia nhập, sợ là sớm động thủ. Hiện tại chỉ có thể nén giận gia nhập. Ai? Thời đại biến. Người cũng thay đổi. Góc cạnh đều san bằng. Diệp Quân Lâm gia nhập Diệp tộc là bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Diệp Quân Lâm kỳ thật không phải gia nhập, là tiếp quản. Diệp Quân Lâm cười cười nói, về sau đâu, Quân Quân chính là Diệp tộc tiểu công chúa. Vậy khẳng định, lấy Quân Quân thiên phú, đi đâu không đều là tiểu công chúa. Lý Tử Nhiễm vô ý thức đạo. Nhưng nàng nơi nào minh bạch Diệp Quân Lâm ý tứ. Hắn nói có ý tứ là hắn là gia chủ, Quân Quân là nữ nhi của hắn, tự nhiên là tiểu công chúa. Đúng, người gia nhập Diệp tộc sự tình, kinh thành Diệp tộc Diệp Lăng Thiên, Diệp Vô Đạo bọn hắn có biết hay không? Lý Tử Nhiễm đột nhiên nhớ tới vấn đề này tới. Kỳ thật Diệp tộc nhằm vào Diệp Quân Lâm, là Diệp Vô Đạo mấy người châm ngòi. Chân chính Diệp thị cổ tộc từng cái cao cao tại thượng, nơi nào cong đến hạ thân tới đối phó Diệp Quân Lâm a? Phải giải quyết nguy cơ, còn phải giải quyết mấy người kia. Bọn hắn a, hẳn là còn tại dưỡng thương a, không biết. Diệp Quân Lâm nói. Như vậy đi, người bây giờ bắt đầu cùng ta lập tức lên đường đi kinh thành. Lý Tử Nhiễm thúc giục nói. A, đi kinh thành làm cái gì? Diệp Quân Lâm mộng. Tất cả mọi người có chút mộng. Đương nhiên là đi nói cho kinh thành Diệp tộc, nói cho Diệp Vô Đạo bọn hắn ngươi gia nhập Diệp tộc. Về sau không cho phép khi dễ ngươi. Lý Tử Nhiễm bức thiết nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết Diệp Quân Lâm gia nhập Diệp tộc. Nhất là Diệp Vô Đạo mấy người. Đúng, chị dâu nói rất đúng. Phải làm cho bọn họ cũng đều biết lão đại đã là Diệp tộc thành viên. Ai, đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Diệp tộc danh nghĩa đến bảo toàn lão đại. Đã Diệp Quân Lâm chịu nhục gia nhập Diệp tộc, bọn hắn cũng không tiện nói gì. Vậy được rồi, liền đi kinh thành một chuyến đi. Diệp Quân Lâm đáp ứng, hắn chủ yếu sợ phiền phức. Về sau lại bị Diệp Vô Đạo loại này tiểu lâu la quấy rối, phải phiền chết. Còn không bằng nói cho bọn hắn mình gia nhập Diệp tộc, thiếu gây phiền toái. Đám người lập tức lên đường tiến về kinh thành. Kinh thành Diệp tộc bên trong, Diệp Khuynh Thiên bọn hắn vừa mới trở về. Bọn này lão tổ tông dốc hết toàn lực, ngược lại là đem Diệp Vô Đạo bọn người giật nảy mình. Bọn hắn hôn mê khoảng thời gian này phát sinh loại chuyện nào? Liền gia chủ bọn hắn đều đến rồi. Toàn bộ trưởng lão đoàn tụ hội. Diệp tộc cao tầng đều đến. Không cách nào tưởng tượng. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Vô Đạo tại Diệp Chiến Thiên trị liệu xong, đã đứng dậy. Không nên đánh nghe đừng đánh nghe. Diệp Chiến Thiên tức giận. Nhớ tới Diệp Quân Lâm căn dặn, tất cả mọi người vẫn là không nói chuyện. Nhưng đám người còn chưa ngồi nóng đít, Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm bọn hắn liền đến. Diệp Quân Lâm đi vào về sau, trực tiếp hô, kinh thành Diệp tộc đến tụ một chút, ta có chuyện muốn tuyên bố. Đám người trực tiếp mộng. Diệp Quân Lâm phách lối như vậy. Còn dám mình đưa tới cửa. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Diệp Chiến Thiên thức thời đem mọi người đưa đến mình ở lại trong độc viện. Hắn rất thông minh. Biết nếu như Diệp Quân Lâm có việc, khẳng định sẽ thông báo cho, không, ra lệnh cho bọn họ. Như bây giờ đến, khẳng định là không có quan hệ gì với bọn họ.
Diệp Vô Đạo chi lưu nhìn thấy bọn này lão tổ tông rời đi. Đều cười, một cái Diệp Quân Lâm còn muốn thấy Diệp thị cổ tộc lão tổ tông. Hắn không có tư cách, thấy được chưa? Diệp Quân Lâm ngươi là làm gì đến? Diệp Vô Đạo hỏi. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Ta đến nói đi. Các vị mời thu hồi địch ý của các ngươi. Chúng ta lần này tới không phải đánh nhau. Chúng ta là có chuyện tuyên bố. Lý Tử Nhiễm vừa nói như vậy, mọi người mới thu hồi vũ khí, thu lại sát ý. Các vị, tuyên bố một chút. Trượng phu ta Diệp Quân Lâm cùng với nữ nhi Quân Quân đã gia nhập Diệp tộc. Sau này sẽ là Diệp tộc một viên, còn mời các vị nhiều hơn chiếu cố. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lý Tử Nhiễm lời này mới ra. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, Diệp Quân Lâm gia nhập Diệp tộc rồi. Chuyện khi nào, chúng ta làm sao không biết. Chấm. Không có khả năng sự tình. Chúng ta cũng không biết, Diệp Quân Lâm người dựa vào cái gì nói gia nhập Diệp tộc rồi. Ai thừa nhận? Diệp Lăng Thiên chất vấn. Là lão tổ tông bọn hắn thừa nhận. Bọn hắn để Diệp Quân Lâm gia nhập Diệp tộc. Lúc này một người vội vàng chạy tới, hắn là đến truyền đạt Diệp Chiến Thiên ý tứ. A, à, Diệp thị cổ tộc thừa nhận. Lần này, tất cả mọi người không lời nói. Diệp Lăng Thiên trực tiếp sửng sốt. Diệp Vô Đạo cũng không lời nói. Mặc dù hắn là cao quý đệ nhất thiên tài, nhưng trưởng sự lại không phải hắn. Làm sao lại để Diệp Quân Lâm bực này đại nghịch bất đạo tội đồ gia nhập Diệp tộc đâu? Mọi người có chút không nghĩ ra. Ta minh bạch, nhất định là các lão tổ tông muốn đem nữ nhi của hắn lôi kéo đến. Để hắn gia nhập nhưng thật ra là kèm theo điều kiện. Diệp Vô Đạo bỗng nhiên hoảng sợ nói. Đúng, không sai, Quân Quân đứa nhỏ này muốn một mực đợi tại Thiên Sách Phủ. Kỳ thật các lão tổ tông cũng vô kế khả thi, bó tay hết cách. Rất khó đem Quân Quân mang về, nếu như có loại này sách lược vẹn toàn cớ sao mà không làm đâu. Duy nhất đại giới chính là để Diệp Quân Lâm cũng gia nhập Diệp tộc, tiêu trừ hắn trước kia phạm vào ngập trời tội ác. Đây đối với các lão tổ tông đến nói quả thực cũng không tính là đại giới, không tính điều kiện A. Diệp Lăng Thiên phân tích nói. Diệp Vô Đạo vui, Diệp Quân Lâm thật thông minh A, lợi dụng mình nữ nhi hóa giải mình cùng chúng ta cửu hận. Diệp Quân Lâm Thiên Sách Phủ cùng rất nhiều người đều nói ngươi là sinh con công cụ. Xem ra không sai A. Vậy mà lợi dụng mình nữ nhi đến tiêu trừ cửu hận, còn gia nhập ngươi tha thiết ước mơ Diệp tộc. Ta rốt cuộc biết ngươi có bao nhiêu gian trá, trước đó không đưa ra điều kiện như vậy. Thẳng đến Diệp thị cổ tộc tất cả lão tổ tông đến, mới đàm gia nhập sự tình. Cứ như vậy, bọn hắn nói chuyện càng lời nói có trọng lượng. Chấm. Ở đây Diệp tộc người cùng Lý Tử Nhiễm, Thanh Long bọn hắn đều nhất trí cho rằng. Diệp Quân Lâm sở dĩ có thể gia nhập Diệp tộc. Đó là bởi vì Diệp Quân Lâm dùng Quân Quân làm điều kiện, cùng Diệp tộc đàm phán. Hắn gia nhập, Quân Quân cũng sẽ theo lý đương nhiên trở thành Diệp tộc người. Diệp thị cổ tộc há có không đáp ứng đạo lý. Diệp Vô Đạo nhìn xem Diệp Quân Lâm nói thật. Diệp Quân Lâm giờ khắc này ngươi đợi rất lâu thật lâu đi. Gia nhập Diệp thị cổ tộc, đây chính là vô thượng vinh quang sự tình. Tính ngươi thông minh, lần này ngươi thành Diệp tộc người. Chúng ta thật đúng là không có cách nào động tới ngươi. Tiếp xuống cầu nguyện ngươi không muốn xúc phạm tộc quy đi, không phải ngươi đồng dạng phải bị phạt. Diệp Quân Lâm cười. Đừng nói hắn xúc phạm tộc quy, coi như hắn đem tộc quy xé bỏ. Ai dám định hắn tội? Diệp Khuynh Thiên sao? Cấp cho hắn một vạn cái lá gan dám sao? Lúc này Diệp Lăng Thiên nói chuyện, Diệp Quân Lâm đã ngươi gia nhập Diệp tộc. Đó chính là Diệp tộc huyết mạch, vô luận về công về tư. Trên người ngươi chảy xuôi huyết mạch của ta. Ta là phụ thân của ngươi. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cho ta dập đầu gọi ta phụ thân. Ta mới có thể thừa nhận con của ngươi thân phận. Diệp Cuồng Lan mấy người nói, đã gia nhập Diệp tộc. Nhận tổ quy tông nghi thức vẫn là phải có. Dập đầu kính trà đổi tên hô là thiếu không được. Ngươi phải gọi ta một tiếng ra ra. Diệp Vô Đạo bị nhắc nhở, hắn cũng lập tức nói, ta Diệp tộc có thể nói là đỉnh cấp đại tộc A. Không phải muốn vào liền vào, nhất định phải cử hành nhập tộc nghi thức, đạt được các vị trưởng bối tán thành, mới chính thức thừa nhận ngươi Diệp tộc người thân phận. Để các lão tổ tông tự mình tán thành ngươi gia nhập Diệp tộc, khẳng định không thích hợp. Ngươi xa xa không có tư cách này. Đã như vậy, liền để chúng ta tới đi. Dựa theo bối phận, ta vẫn là tiểu tổ đâu, liền do ta chủ trì nhập tộc nghi thức. Diệp Lăng Thiên bọn người lập tức phụ họa nói, có thể. Liền từ tiểu tổ chủ trì.
tuyển ra 9 vị trưởng bối tham dự. Đến lúc đó Diệp Quân Lâm cho 9 vị trưởng bối dập đầu hành lễ, kính trà nên xưng hô. Đạt được 9 vị trưởng bối tán thành mới tính nhập tộc. Ta tính qua, ngày mai sẽ là ngày tốt lành, ngày mai buổi sáng cử hành nhập tộc nghi thức. Diệp Vô Đạo gật gật đầu, tốt, có thể. Vậy liền định tốt. Hắn càng là nhìn xem Diệp Quân Lâm cười nói, Diệp Quân Lâm ngươi nhập tộc lại như thế nào? Ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi, ngươi không thấy được ta liền hô một tiếng tổ tông sao? Đến, hô một tiếng tổ tông ta nghe một chút. Diệp Vô Đạo lỗ tai tiến đến Diệp Quân Lâm trước người. Đừng ép ta quạt ngươi, hắn quạt ngươi ngươi trọng thương, ta quạt ngươi ngươi phải chết. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Diệp Vô Đạo biết Diệp Quân Lâm tại sách Diệp Chiến Thiên phiến chuyện của hắn. Câu nói này nháy mắt chọc giận Diệp Vô Đạo, hắn âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay không gọi ta một tiếng tổ tông, cái này sự tình không xong. Đúng, nhất định phải hô tổ tông, không phải không cách nào tiến hành nhập tộc nghi thức, chúng ta đều không thừa nhận ngươi là Diệp tộc người. Đám người nhao nhao cường ngạnh, lại không nhìn thấy Diệp Quân Lâm đã giận. Hắn liền phải giơ lên bàn tay mạnh mẽ kéo xuống tới. Lý Tử Nhiễm biết rõ một tát này kéo xuống đến sẽ phát sinh cái gì. Hắn liền vội vàng đem Diệp Quân Lâm ngăn lại, đồng thời đem hắn xô đẩy đến một bên. Lạch cạch, cái này đẩy đẩy, Diệp Quân Lâm trên thân có mấy quyển cổ tịch rớt xuống đất. Mọi người nhao nhao nhìn lại. Diệp Vô Đạo vô ý thức khom lưng nhặt lên một bản, Diệp tộc công pháp cơ bản. Bản này cũng là Diệp tộc công pháp. Bản này cũng là... Ha ha ha, Diệp Quân Lâm người vậy mà giấu giếm ta Diệp tộc vô thượng công pháp. Diệp Vô Đạo cười ha hả. Giống như là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng. Ta đã nói rồi, làm sao chỉ là hắn gia nhập Diệp tộc điều kiện này đơn giản như vậy mà. Nguyên lai hắn còn có những điều kiện khác, ngấp nghé ta Diệp tộc vô thượng công pháp. Dung con của hắn không chỉ có đổi lấy hắn nhập tộc tư cách, còn đổi lấy Diệp tộc vô thượng công pháp. Diệp Quân Lâm ngươi lòng dạ thật quá sâu, ta trước đó đều không nghĩ tới công pháp sự tình. Chấm. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm sắc mặt đều biến. Diệp tộc đám người càng phát ra khinh bỉ. Diệp Quân Lâm đường đường một đại nam nhân, lại đem nữ nhi làm công cụ, đến trao đổi rất nhiều vật phẩm, đến nói ra điều kiện. Ngươi thật không phải là người a, cầm nữ nhi của mình đến trao đổi, con gái của ngươi có ngươi dạng này phụ thân thật sự là không may. Chấm. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm bọn hắn nhìn về phía Diệp Quân Lâm ánh mắt biến. Ngay từ đầu mọi người coi là Diệp Quân Lâm gia nhập chính là triệt để hướng Diệp tộc khuất phục. Hiện tại xem ra Diệp Quân Lâm chịu nhục, cũng đưa ra không ít lợi cho điều kiện của mình. Ví dụ như đạt được Diệp tộc vô thượng công pháp, để chính hắn mau chóng mạnh lên. Mặc dù là lợi dụng nữ nhi Quân Quân, nhưng có lòng này vẫn là tốt. Trách không được đâu, ta liền nói người gia nhập Diệp tộc không thể ăn thua thiệt. Hóa ra là muốn công pháp. Lý Tử Nhiễm cũng nói. Diệp Vô Đạo cười cười, không chỉ đâu, ta ngửi được Diệp thị cổ tộc đặc chế mùi thuốc. Hẳn là còn có vô thượng dược vật. Lý Tử Nhiễm duỗi tay lần mò, quả nhiên từ Diệp Quân Lâm trên thân sờ đến mấy cái bình thuốc tới. Chỉ là ngửi ngửi mùi thuốc, liền thấm vào ruột gan. Ha ha, quả nhiên, Diệp Quân Lâm ta liền nói ngươi sẽ đem nữ nhi giá trị nghiền ép đến lớn nhất. Quả nhiên a, nhiều như vậy thần dược. Ngươi cái này cùng bán nữ nhi không có gì khác biệt. Con gái của ngươi nếu là biết, ngươi cầm nàng đổi nhiều đồ như vậy, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Chấm. Tất cả mọi người chán ghét nhìn xem Diệp Quân Lâm. Ra điều kiện là không sai. Có thể đổi nhiều đồ như vậy, thật quá phận. Hoàn toàn đem Quân Quân làm công cụ. Rất đáng hận. Lý Tử Nhiễm cũng rất tức giận. Chẳng qua là nàng để Diệp Quân Lâm đáp ứng gia nhập Diệp tộc. Nàng cũng không tốt lại nói cái gì. Tốt, tốt, chuyện này lại không sách. Ngươi cũng không nên tức giận. Về sau đều là người một nhà. Không nói hai nhà lời nói. Lý Tử Nhiễm thay Diệp Quân Lâm giải vây. Người một nhà, hiện tại còn không tính đâu. Không có tiến hành nhập tộc nghi thức, ai thừa nhận hắn là Diệp tộc người a? Đúng, không có tiến hành nhập tộc nghi thức không coi là. Chấm. Mọi người nhao nhao hô. Lý Tử Nhiễm vội vàng nói, xin các vị yên tâm. Ngày mai nhập tộc nghi thức chúng ta sẽ đến. Không chỉ có như thế, ta sẽ còn đem nữ nhi Quân Quân mang đến. Để nàng cùng một chỗ tham gia nhập tộc nghi thức. Để đứa trẻ kia cùng đi a, cái này có thể. Diệp Vô Đạo nói. Lý Tử Nhiễm vội vàng đẩy Diệp Quân Lâm, tranh thủ thời gian đáp ứng tham gia a.
chỉ là Diệp Quân Lâm không hề bị lay động. Bọn này Lâu La còn muốn khó xử mình. Bức gấp, mình trực tiếp cho bọn hắn khu trục ra Diệp tộc. Lão tử hiện tại thế nhưng là chấp trưởng Diệp thị cổ tộc. Từng cái được đà lấn tới. Không phải muốn chết sao? Lão đại ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đáp ứng a. Thanh Long bọn người sốt ruột. Ngươi liền năm đó địch nhân đều chịu đựng, đánh không lại liền gia nhập. Ngươi đều như vậy chịu nhục, còn sợ mất đi cái gì sao? Khi ngươi đáp ứng gia nhập Diệp tộc một khắc này, kỳ thật ngươi đã khom lưng hướng bọn hắn quỳ xuống. Cho nên ngươi cho bọn hắn quỳ xuống dập đầu hay không, đã không quan hệ. Ngươi đã quỳ xuống. Đã đến một bước này, ngươi liền tiếp tục chịu nhục đi. Chấm. Bọn hắn nhao nhao khuyên. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm đáp ứng nhập tộc đã là quỳ xuống. Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi, tốt, ta đáp ứng tham gia nhập tộc nghi thức. Chẳng qua ngày mai, Diệp Quân Lâm là ngồi trên ghế, mà Diệp Vô Đạo Chi Lưu là quỳ trên mặt đất. Nhập tộc nghi thức. Ha ha, biến thành trừ tộc nghi thức đi. Tốt, vậy chúng ta liền chuẩn bị nhập tộc nghi thức. Ngày mai tổ chức. Diệp Vô Đạo đối Diệp Quân Lâm cười cười, đừng phách lối, cái này âm thanh tổ tông ngươi là hô định. Bọn hắn đều rời đi. Kỳ thật độc lập biệt viện Diệp Chiến Thiên bọn hắn biết tất cả mọi chuyện. Diệp Quân Lâm tính tình của ngươi vẫn có chút nóng nảy. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Ngươi thần phục Diệp tộc, liền tương đương với quỳ. Hiện tại lại nghĩ đứng đem cơm ăn, không có khả năng. Ngươi chỉ có tiếp tục ẩn nhẫn, tiếp tục quỳ, thẳng đến chính ngươi mạnh lên, dựa vào tự mình đứng lên thân ngày đó. Lý Tử Nhiễm nói, những người khác ngữ khí cũng lãnh lãnh đạm đạm, đã lựa chọn thần phục người ta, liền thành thành thật thật chịu nhục. Lại nghĩ cái này, lại muốn cầm. Bọn hắn không tốt trực tiếp điểm tên, đại khái ý tứ chính là lập đền thờ. Diệp Quân Lâm thật là một mặt mộng. Lão tử là chấp trưởng Diệp thị cổ tộc được không? Không phải gia nhập, là trực tiếp tiếp quản. Hắn còn quỳ. Hắn dám quỳ, nhưng đám người này ai có thể tiếp nhận lên? Lý Tử Nhiễm cùng ngày liên hệ Quân Quân, đem Quân Quân từ Thiên Sách phủ tiếp trở về. Trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai. Đây là các người Diệp tộc nội bộ sự tình, chúng ta những người ngoài này không thích hợp tham dự. Chúng ta vẫn là rời đi. Lý Tử Nhiễm chủ động nói. Nàng mang theo đám người rời đi Diệp gia tộc trạch. Nàng sợ lưu tại nơi này, sẽ để cho Diệp Quân Lâm khó xử, sẽ để cho hắn mất mặt. Dù sao Diệp Quân Lâm muốn cho nhiều như vậy người quỳ xuống, đã từng còn đều là địch nhân của hắn. Loại này sỉ nhục nhất thời khắc Diệp Quân Lâm khẳng định nhất không hy vọng người mình quen nhìn thấy. Bởi vậy, Lý Tử Nhiễm lập tức mang theo người rời đi. Các ngươi, Diệp Vô Đạo một mặt mộng. Hắn vốn là nghĩ Diệp Quân Lâm tại đám người này trước mặt mất mặt, bây giờ lại toàn đi. Mà lại lý do còn đặc biệt đầy đủ, không phải Diệp tộc người. Hắn còn không cách nào phản bác. Chẳng qua đây đều là thứ yếu. Trọng yếu chính là Diệp Quân Lâm cái này ngang bướng hạng người một hồi phải quỳ ở trước mặt mình hô tổ tông mình. Ngẫm lại liền thoải mái a. Diệp Quân Lâm kia là nhiều cao ngạo một tên a. Toàn thế giới đều biết. Để hắn quỳ xuống dập đầu hô tổ tông. Đây là một kiện đáng giá khoác lác sự tình. Nhập tộc nghi thức ngay tại kinh thành Diệp tộc Từ Đường cử hành. Từ đường bên cạnh đại sảnh các bầy biện bốn cái ghế, ở giữa có một cái ghế. Đây là chín vị trưởng bối. Vị trí giữa là Diệp Vô Đạo. Hắn là tiểu tổ, bối phận tối cao. Tiếp theo chỗ ngồi là Diệp Lăng Thiên bọn hắn. Tuyển ra 8 vị trưởng bối đến, tiếp nhận Diệp Quân Lâm hành lễ. Rất nhanh, đám người tề tựu. Diệp Vô Đạo tuyệt không ngồi xuống, mà là đứng tại cổng chờ đợi. Diệp Quân Lâm đâu, còn chưa tới sao? Diệp Vô Đạo nhìn chung quanh. Lại qua nửa giờ. Diệp Quân Lâm mang theo Quân Quân mới từ từ đi tới. Diệp Quân Lâm thậm chí trong tay còn đang nắm một cái bánh bao, ở nơi nào ăn. Hắn tựa như đem nhập tộc nghi thức, căn bản không có coi thành chuyện gì to tát. Diệp Quân Lâm ngươi đang làm cái gì? Nhập tộc nghi thức, đây chính là nhập tộc nghi thức. Ngươi đến trễ, trọn vẹn 20 phút. Ngươi có phải hay không không nghĩ gia nhập Diệp tộc, không nghĩ gia nhập cứ việc nói thẳng, còn cho là mình là khối bảo, rời đi ngươi không được. Diệp Vô Đạo cuồng hống nói. Tất cả những người khác cũng đều chán ghét nhìn xem Diệp Quân Lâm. Loại này trọng yếu thời khắc hắn vậy mà đến trễ rồi. Tội không thể tha thứ. Đây là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt a. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm đã nghĩ kỹ.
đợi chút nữa nhập tộc nghi thức nhất định phải thật tốt làm khó dễ hắn. Cho hắn lập phép tắc. À, đến trễ à, ta ngủ đã muộn một chút, có chuyện gì không? Diệp Quân Lâm cười lạnh. Ngươi còn dám lẽ thẳng khí hùng, ta làm sao lại còn sinh hạ ngươi? Ta tại Diệp tộc cũng không dám nói trên người ngươi có huyết mạch của ta. Diệp Lăng Thiên cả giận nói. Diệp Quân Lâm cũng không để ý tới hắn, mà là đi thẳng tới từ đường trong đại sảnh. Trực tiếp ngồi tại trung ương nhất, cũng chính là Diệp Vô Đạo trên ghế. Hắn hai chân chéo nguẫy, nhìn xem đám người, bắt đầu đi. Các ngươi lề mà lề mề cái gì đâu. Làm Diệp Quân Lâm ngồi tại Diệp Vô Đạo trên ghế thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người sửng sốt. Không thể tin nhìn xem hắn. Diệp Vô Đạo đứng tại từ đường cổng, liền cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Hắn đầu óc tốt giống xảy ra vấn đề đồng dạng. Chỗ ngồi của hắn Diệp Quân Lâm làm sao ngồi lên rồi? Đây là vì sao? Mộng. Tất cả mọi người mộng. Đều thất thần làm gì đâu? Toàn bộ quỳ xuống a. Diệp Quân Lâm hô. Này mới khiến mọi người từng cái giật mình tỉnh lại. Diệp Quân Lâm ngươi đang làm cái gì? Đây là ngươi nên ngồi địa phương sao? Đây là tiểu tổ vị trí. Tranh thủ thời gian cút xuống cho ta. Ngươi cái bất hiếu hậu đại. Ngươi chơi với lửa. Diệp Quân Lâm ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Từ đường bên trong đều như vậy dám dương oai. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Ngươi là nên quỳ, ngươi không có tư cách ngồi. Chấm. Kịp phản ứng đám người đều gấp. Từng cái la to. Hận không thể đem Diệp Quân Lâm ăn sống nuốt tươi. Hắn hành động này là đang gây hấn Diệp tộc uy nghiêm. Tại bọn hắn nhìn rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng. Diệp Vô Đạo hít sâu một hơi. Diệp Quân Lâm ngươi muốn rõ ràng định vị của mình, là ngươi muốn tham gia nhập tộc nghi thức. Không phải chúng ta tham gia. Vị trí này là ta, ngươi hẳn là quỳ gối nơi này. Mau dậy, quỳ gối nơi này, ta tha thứ ngươi vô tri. Bằng không hậu quả tự chịu. Đám người nhao nhao hô, Diệp Quân Lâm quỳ. Diệp Quân Lâm quỳ. Chấm. Diệp Quân Lâm lại là cười, là ai nói nhập tộc nghi thức. Ta tới tham gia không phải cái này. A. À. Lần này những người khác càng phát mộng. Căn bản không biết Diệp Quân Lâm đang nói cái gì. Liền Quân Quân cũng kỳ quái nhìn xem hắn, không biết hắn là có ý gì. Ta rõ ràng tham gia chính là một cái khác nghi thức, cũng chính là có người sẽ bị khu trục ra Diệp tộc. Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng. Có người sẽ bị khu trục ra Diệp tộc. Diệp Vô Đạo vô ý thức đạo. Đúng, không sai, có người sẽ bị khu trục ra Diệp tộc. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Nên không phải là ngươi chứ? Diệp Lăng Thiên hỏi. Diệp Quân Lâm cười cười không nói chuyện. Nhưng nụ cười này nhìn rất quỷ dị. Cũng rất kén chọn hắn. Cho ta xuống đây đi ngươi. Diệp Vô Đạo trực tiếp muốn xuất thủ. Chỉ là bỗng nhiên một thanh âm tựa như xé rách thương khung một loại nổ vang động. Diệp Vô Đạo còn không quỳ xuống. Oanh! Một tiếng này tựa như lôi minh, mang theo đáng sợ uy áp. Phù phù! Diệp Vô Đạo vô ý thức quỳ rạp xuống đất. Nhận đáng sợ uy áp. Đồng thời hắn cũng nghe ra tới, kia là Diệp Khuynh Thiên thanh âm. Còn có Diệp Lăng Thiên, Diệp Cuồng Lan, các ngươi hết thảy quỳ xuống cho ta. Diệp Khuynh Thiên thanh âm tiếp tục nổ vang. Phù phù. Chịu đựng không nổi cường đại uy áp, Diệp Lăng Thiên bọn người một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn sắc mặt đau khổ, nhận cảm giác một ngạt cực kỳ đáng sợ. Còn có từ đường bên ngoài Diệp tộc đám tử đệ nghe được Diệp Khuynh Thiên thanh âm, mọi người từng cái quỳ rạp xuống đất. Toàn bộ từ đường, chỉ có Diệp Quân Lâm một người ngồi. Quân Quân ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn. Những người còn lại toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Tràng diện này chấn động không gì sánh nổi. Không phải Diệp Quân Lâm nhập tộc nghi thức sao? Làm sao thành dạng này rồi? Quỳ không phải Diệp Quân Lâm, mà là bọn hắn những người này. Không thể nào hiểu được. Căn bản không nghĩ ra a. Nương theo lấy tiếng bước chân dày đặc, Diệp Khuynh Thiên chờ từng vị lão tổ tông nhanh chóng đi vào giữa sân. Mọi người không hiểu nhìn xem bọn hắn. Lúc này, tại Diệp thị tổ trạch bên ngoài Lý Tử Nhiễm bọn hắn nghe được Diệp Khuynh Thiên phát ra động tĩnh. Nên sẽ không xảy ra chuyện đi, lão đại cực khả năng sinh ra sự tình tới. Chúng ta tranh thủ thời gian vào xem, nếu như xảy ra chuyện, chúng ta tận lực đi ngăn cản. Chấm. Lý Tử Nhiễm bọn người phát điên tiến vào. Nhanh chóng đi vào từ đường bên trong. Đến từ đường về sau, tất cả mọi người dừng bước lại. Nhìn trước mắt rung động một màn. Làm sao toàn bộ quỳ trên mặt đất.
Bọn hắn đang làm gì? Kinh thành Diệp tộc mấy trăm người vậy mà đồng loạt quỳ gối từ đường trước. Thậm chí từ đường trong đại sảnh đều có người quỳ. Đây là làm gì? Chẳng lẽ là tại tế tổ sao? Thăm viếng từ đường. Có người nghi ngờ nói. Các ngươi mau nhìn bên trong. Tiêu Phong hoảng sợ nói. Mọi người nhìn sang. Chỉ thấy từ đường bên trong vị trí trung tâm ngồi lấy một người, Diệp Quân Lâm. Bên cạnh hắn còn đứng lấy không biết làm sao Quân Quân. Từ góc độ này nhìn sang, liền tựa như tất cả mọi người tại cho Diệp Quân Lâm quỳ lại đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao cho Diệp Quân Lâm quỳ xuống rồi? Về tình về lý đều không cách nào tưởng tượng. Quỳ xuống những người này bối phận cả đám đều so Diệp Quân Lâm cao a. Dù là Diệp Lăng Thiên cũng không đến nỗi hướng Diệp Quân Lâm quỳ xuống a. Không nghĩ ra, thực sự là không nghĩ ra. Không hợp tình lý a. Tìm không ra bọn hắn hướng Diệp Quân Lâm quỳ xuống lý do. Oanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.